Quên đấy, không tắt luôn, tắt cái máy đi rồi khởi động lại. Mạng hả? Ờ, quên cha nó đi. Đang chắc em hả? Quên phát lên rồi. Quên phát lên rồi. Em chào anh Vũ Khánh nha, chào anh chị xem live à. Hôm nay là em hàng mới về nha anh chị nha. Này à. Con thấy đi nó ôm nhiều. Đấy rồi. Chị ơi vào xem like chia sẻ like đi ạ. À. Hôm nay em chơi quà bốc quà khủng cho anh chị sưu tầm nhá. Hôm nay hàng em mới về này, thân đủ chủng loại cho anh chị sưu tầm nhá. Các anh chị vào chia sẻ like, em ghi phiếu bốc quà nha anh chị nha. Ừ? Đó mà là. Chào anh Thu Hà nha. Anh chị vào chia sẻ like đi ạ. À. Bác nào còn rảnh rỗi hôm nay thứ bảy này, em sẽ ghi phiếu bốc thăm nha anh chị nhá. Phần quà của anh chị đây. Hôm nay em có lô hàng cực về, mới về cực đẹp luôn này. Đây một cái nụ lá tròn này. Một nụ tròn này, phần quà mini game cho anh chị này, quà cực lớn luôn nhá. Quà một cái xe vàng từ kín lên nha anh chị nha, một quà phần quà cực lớn luôn này. Anh chị vào chia sẻ là mạnh tay đi anh chị ơi, vào chia sẻ mạnh tay đi này. Bác nào mà đã chia sẻ thì comment hộ em là đã chia sẻ nhá. Chia sẻ lên trang hội nhóm này, công khai cá nhân ủng hộ cho nhà em với này. Dạ vâng rồi, cảm ơn anh nha. Cho em xin một lời chia sẻ đi anh ơi. Đây bác vào chia sẻ đi, hôm nay em bốc quà mini game nha cho anh chị này, phần quà cực khủng luôn, một dè ma bó nha anh chị nha, thân vàng này, một dề vàng ma bó này. Đấy, lá tròn nhá. Anh chị nào sưu tầm những đơn hàng nào thì vào comment hộ em luôn. Và các bác xem live vào chơi mini game này thì chia sẻ ủng hộ nhà em với này. Đấy, quà của anh chị rất là ok luôn, rất là đẹp luôn nhá, phần quà rất là lớn này. Anh chị nào là đang còn xem live thì vào cho em xin một lượt chia sẻ nha anh chị nha, vào chơi mini game này, hôm nay thứ bảy mà. Bác nào rảnh thì vào chia sẻ like. Anh Thu Hà ơi chia sẻ like đi, em ghi phiếu để bốc thăm chúng quà nha. Chia sẻ like đi này, bác nào chia sẻ like thì vào để comment hộ em nha, để đã chia sẻ nha anh chị nhá. Một cái giày ma bó thân thủ rất là ok luôn, lá tròn nha. Cái này từ kín luôn lên này, một bụi này. Mê ly luôn. Bác nào đã chia sẻ thì comment hộ em, chào anh Du Nguyễn Du nha. Bác nào đã chia sẻ thì comment hộ em này là đã chia sẻ, em ghi phiếu cho anh chị nha, để bốc thăm phần quà. Một cái dề ma bó nha anh chị này. Một cái dề ma bó này thân thủ cực đẹp luôn này. Dề vàng ma bó này. Nhớ chia sẻ, anh có 6 luôn, chia sẻ 6 luôn. Rồi ok anh ạ. À. Cảm ơn anh Thu Hà nha.
Rồi em sẽ ghi phiếu cho anh đầu tiên này. Bác nào chia sẻ đây là phần quà mini game cho anh chị nhá. Phần quà rất là khủng cho anh chị, siêu tầm cho anh chị nhá. Một em dề ma bó này, một dề vàng ma bó nhá. Lá tròn thân thủ thì các bác khỏi phải chê luôn. Rồi ok, cảm ơn anh nhá. Bác nào mà đã chia sẻ thì comment hộ em là đã chia sẻ nhá. Rồi em sẽ ghi phiếu cho anh này. Rồi em đã ghi phiếu cho anh nhá. Anh chị ơi vào chia sẻ like nhận quà mini game nha. Chào anh Điêu Thiện Cả nha. Hôm nay em có lô hàng mới về nha anh chị nha. Có lô hàng mới về này, quà mini game cho anh chị nha. Một dề ma bó thân thủ cực đẹp luôn. Cả nhà mình vào xem like cho anh Tuấn Thái Ngô nha. Cả nhà mình vào xem like đã chia sẻ ủng hộ cho nhà em với này. Rồi ok, anh Tuấn Thái Ngô vào chia sẻ đi ạ. À. Các bác nhà mình chơi chia sẻ đây là phần quà một cái dề ma bó cho anh chị này. Thân thủ siêu vip siêu đẹp luôn. Một cái bụi kín rất là đẹp nhá. 20 cm nha anh chị nhá. Thân lá tròn. Bác nào đã chia sẻ comment hộ em là đã chia sẻ em sẽ ghi phiếu nhá. Các anh chị vào chia sẻ vào cho em vào trang cá nhân với hội nhóm với này. Bác nào chưa có phiếu thì ẩn comment để comment lên hộ em nhá. Bác nào mà đã chia sẻ thì để comment lên hộ em là đã chia sẻ nha anh chị nhá. Để em biết chừng em ghi phiếu cho anh chị này, bốc quà cho anh chị nhá. Rồi ok anh Tuấn Thái Ngô nha. Anh chị nào mà chưa sẻ thì vào chia sẻ nhanh tay này. Và bác nào mà đã chia sẻ thì comment hộ em nhé là đã chia sẻ này. Rồi ok anh Tuấn Thái Ngô nha. Các bác phải chia sẻ đi các bác nha. Rồi ok anh Du Nguyễn nha. Cho anh Nguyễn Ngọc này, bác nào đã chia sẻ comment hộ em và đã chia sẻ đi. Không có là em mà ghi phiếu đến lúc mà bốc quà mà chúng mà các bác chưa chia sẻ là em không có ghi phiếu đâu nha. Rồi em ghi anh Du Nguyễn này. Anh chị nào đã chia sẻ mà chưa có phiếu thì comment hộ em nha là đã chia sẻ này để em ghi phiếu cho anh chị nha. Rồi cảm ơn anh Lưu Thiện Cảnh nha. Em ghi phiếu cho anh này. Hai phiếu nhé, chia sẻ rồi. Rồi cảm ơn anh Tuấn Thái Ngô nha. Nguyễn Ngọc không chia sẻ được. Sao anh Nguyễn Ngọc ơi, sao mà không chia sẻ được? Lên nào nào rồi kìa. Dạ vâng, đúng rồi các bác ơi, cố gắng đẩy view lên hộ em đây. Hôm nay thật sự hàng về rất là đẹp luôn. Hôm nay thực sự là hàng về rất là đẹp luôn. Cho nên là em lấy hôm nay là cũng là cuối tuần thứ bảy này, cuối ngày thứ bảy này. Cho nên là em lên một cái phần quà cực đẹp cho anh chị là một cái dề ma bó vàng nha anh chị nhá. Chào anh Trần Hoài Nam này. Bác nào đã chia sẻ thì comment hộ em là đã chia sẻ nha anh chị nhá. Anh Nguyễn Ngọc ơi, không chia sẻ được trang hội nhóm thì chia sẻ hoặc là tổ chức buổi xem chung vào trang cá nhân cũng được. Chào anh Bùi Tuấn nha. Rồi ok anh Bùi Tuấn này, bác nào chưa có phiếu thì comment hộ em. Các bác phải chia sẻ đi các bác nha. Trước khi mà em bốc quà mà kiểm tra các bác mà không có chia sẻ. Rồi ok anh Trò Chơi này. Các bác mà chưa chia sẻ là em không có trao quà cho các bác đâu nha. Trò Chơi này. Bác nào đã chia sẻ được thì comment hộ em. Rồi ok anh Trò Chơi nhá. Rồi ok anh Bùi Tuấn em ghi phiếu rồi. Bác nào đã em đã ghi phiếu thì em đã đọc tên rồi, thì là các bác đã có phiếu rồi nha. Bùi Tuấn em đã ghi rồi. Anh chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tao. Rồi ok anh Nguyễn Ngọc nha. Quà thì rất là đẹp luôn, một cái dề kín ma bó chuẩn zin cho anh chị luôn. Rồi ok anh Nguyễn Ngọc này đã có phiếu này. Bác nào chưa có phiếu thì comment với họ em. Cho anh phiếu. Em ghi cho anh một phiếu rồi, các bác cứ để comment lên ào ào lên cái là bốc phiếu cho nó nhanh. Nha các bác nha, các bác cố gắng cứ để view ào ào lên cái là bốc phiếu cho nó nhanh này. Các em quay về em bán hàng á. Chào anh Huỳnh Anh Thái nha. Rồi ok anh Huỳnh Anh Thái này. Đây một cái dề kín ma bó cho anh chị này, kín vàng luôn nha anh chị nha. Bác nào đã có phiếu rồi thì comment đi hộ em là đã chia sẻ nha. Rồi em ghi phiếu cho anh Huỳnh Anh Thái này. Nguyễn Quý Dương. Chào anh Tuấn Anh nha. Ơi. Đây, đi vào đây đấy. Trong tủ cơ mà. Trong tủ. Vướng về điện rồi đó. Hả? Lấy nước ít ạ. Chào anh Nguyễn Quý Dương rồi. Ok anh Thu này, Nguyễn Quý Dương nữa. Các bác cố gắng để view mạnh tay đi ạ. Rồi anh Nguyễn Quý Dương đã có phiếu nha. Bác nào mà đã chia sẻ mà chưa có phiếu thì comment đi hộ em nha. Rồi anh Điêu Thiện Cảng đã có nha. Bác Anh Thu này. Ông bút không? À ông bút em
Bác nào mà đã chia sẻ rồi mà chưa có phiếu thì comment lên hộ em nha anh chị nha. Tranh thủ mấy chục phút đầu để chơi mini game với các bác cho nó vui này. Và các bác cố gắng chia sẻ đi ạ. Bác nào mà đã chia sẻ cho có phiếu thì comment lên hộ em. Rồi ok anh Huỳnh Hải này. Anh Huỳnh Hải đã có phiếu nha, anh Đặng Xuân Anh này. Đặng Xuân Anh. Rồi bác Đặng Xuân Anh đã có phiếu nha. Huỳnh Hải có rồi ạ. Anh Hải Lý Nguyễn này. Hải Lý Nguyễn. Rồi bác Hải Lý Nguyễn đã có phiếu. Chào cả nhà mình nha. Cố gắng để view lên cho em hộ cái nha anh chị nha. Bác Phi Trần. Hải Lý Nguyễn đã có phiếu nha. Bác Phi Trần này. Nguyễn Đức Thuận. Rồi ok bác Nguyễn Đức Thuận này, ghi phiếu cho bác Nguyễn Đức Thuận này. Bác Nguyễn Đức Thuận. Rồi. Bác nào bác Phi Trần có rồi nha. Anh Bình Hồ này, bác Bình Hồ chưa có này, ghi phiếu cho bác Bình Hồ này. Bác Bình Hồ. Bác Phạm Thắm. Rồi ok anh Liêu Thiện Cảm nha, cái chia sẻ để view mạnh mạnh lên bác Phạm Thắm nha. Các bác nhà mình đã chia sẻ rồi phải là chia sẻ thực tế nha anh chị nha. Anh Tuấn Ngọc Châu này. Tuấn Ngọc Châu này. Chứ đến khi mà em bốc phiếu quà thì rất là khủng, rất là đẹp cho anh chị luôn. Nhưng mà khi mà em bốc phiếu mà anh chị chưa chia sẻ là em không có trao quà cho anh Chờ Nguyễn nha. Rồi ok. Ok anh Chờ Nguyễn nha. Anh Chờ Nguyễn này. Nguyễn Văn Tùng. Rồi bác Chờ Nguyễn có nha, bác Nguyễn Văn Tùng này. Anh chị cố gắng để view lên hộ em nha. Đây một phần quà, một cái rề ma bó kín mà cho em, ma bó vàng cho anh chị này. Thân thủ rất là đẹp luôn nha anh chị nha. Lá tròn. Bác Hải Hoàng. Rồi ok anh Hải Hoàng nha. Bác Hải Hoàng này. Anh Nguyễn Văn Tùng đã có phiếu nha, cố gắng để cho em lên 40 người để em bốc thăm nha anh chị nha, để cho em 40 người. Đủ cho em 40 người để em sẽ bốc phiếu nha, bây giờ lên 25 26 người rồi. Anh Lưu Thiện Cảng ơi, cố gắng cho em 40 người nha, các bác cứ chia sẻ để view lên đi ạ. 40 người để em bốc nha. Bây giờ mới được có 25 người, bây giờ bốc đi ạ. Rồi ok bác khoảng cách này. Đủ lượng view cho em 40 người nha anh chị nha. Anh Dũng Quang này. Rồi ok bác khoảng cách có phiếu nha bác Dũng Quang này. Bác Dũng Quang này. Anh Nguyễn Văn Tùng có rồi. Bác Ba Tường Vi. Ba Tường Vi. Để tới nóc rồi. Rồi cố gắng đi các bác nha. Cố gắng đi. Bác gì đây? Tôm Tôm Phạm Thanh. Tôm Tôm. Tôm Tôm. Rồi bác Tôm Tôm này, bác Phạm Thanh này. Bác Phạm Thanh nha. Hải Vân. Nguyễn Văn Tùng. Anh Nguyễn Văn Tùng em đã ghi phiếu cho anh rồi. Bác Hải Vân này. Cố gắng để view lên. Hải Vân hay Hải Văn đây, rồi cứ ghi Hải Văn đây. Huỳnh Thanh Tâm. Rồi ok Huỳnh Thanh Tâm này. Để view cho em 40 người đây anh chị ơi. Bây giờ được 30 người rồi, còn thiếu gì nữa đâu ạ. 10 người nữa thôi nha. Huỳnh Thanh Tâm. Rồi bác Hải Văn đã có phía bác. Rồi các bác nhà mình em đã đọc đến tên à. Các bác chia sẻ giúp để em đẩy mạnh view lên để bốc. Đúng rồi nha anh Thiện Cảng ơi, cố gắng để đẩy mạnh view lên để bốc nào. 40 người thôi. Lâu lâu chơi vui để xả chết cho các bác thôi. Cuối tuần hôm nay thứ bảy này. Hàng mới về nữa. Anh Nguyễn Trung. Chưa có tên. Anh Nguyễn Văn Hòa, đúng rồi, Nguyễn Văn Hòa thì chưa có. Hòa Nguyễn Văn này.
Hoàng Nguyễn Văn chưa có. Rồi ghi phiếu nha. Rồi đã có Hoàng Nguyễn Văn này. Bác gì đây vừa chưa có này. Anh Nguyễn Trung. Rồi 31 rồi. Cái anh Thiện Cảng này vừa mới vào like cái chia sẻ mạnh tay nên nó mới nhảy lên đến 40 chứ. Anh Nguyễn Trung này. Rồi ok anh Nguyễn Quý Dương nha. Lê Suy. Có tên rồi anh nha, bác Hoàng Nguyễn Văn ơi, có tên rồi nha. Bác Lê Duy này, Lê Suy chứ. Lê Suy. Bác Lê Suy này. Rồi, bây giờ các bác cố gắng để tiêu lên nha. Bác Lê Suy có rồi nha. Anh Bá Phạm Bá Tĩnh. Dạ, cảm ơn anh Phạm Bá Tĩnh nha. Rồi ok anh một phiếu này. Anh Phạm Bá Tĩnh này, cậu Út này. Rồi ghi phiếu bác cậu Út này. Các bác cứ để view cho em lên 40 người em bốc thăm cho các bác nha. Bác nào trúng thì em không biết, nhưng mà phần quà hôm nay thì rất là đẹp cho Hòa. Rồi có rồi ạ. Nguyễn Thu Hà. Rồi bác Nguyễn Thu Hà này. Đây để em cắt thêm ít xíu nữa ạ. Rồi cậu Út có phiếu rồi, bác Nguyễn Thu. Bác Nguyễn Thiên Du gì đây? Nguyễn Thu Hà. Thi Lê. Rồi ok bác Thi Lê này. Hồ Hương Thi Lê. Thi Lê này. Bác Hồ Hương này. Bác Hồ Hương rồi nhá. Bác Hồ Hương, Hồ Hương ạ. Rồi các bác cố gắng bây giờ sao mà cứ nằm mãi ở con số 40 à 30 hả các bác nhỉ? Thi Lê có rồi nhá. Anh Minh Cao ơi. Anh Minh Cao chưa có này. Bây giờ em ghi phiếu anh Minh Cao nhá. Đây một cái rề kín vàng ma bó nha anh chị nhá. Thân thủ cực đẹp luôn. Hôm nay là phần quà cuối tuần anh chị nhìn này, cái rề vàng ma bó này từ kín lên nhá. Anh Minh Cao này, em ghi anh Minh Cao này. Sao cứ nằm ở con số đầu 30 nhỉ? Nguyễn, quà gì? Đây quà của các bác đây nhá. Đây quà đây, một cái rề ma bó này. Rề kín vàng ma bó nha anh chị nhá. Ổn với bốc được, đúng rồi. Bác Dũng Tiền Tín Huynh này. Dũng Tiến Huynh nha. Bác nào nhà mình mà chưa có phiếu thì cố gắng cứ chia sẻ đi. Đẩy comment hồi em là đã chia sẻ, em sẽ ghi phiếu cho anh chị nha. Bác Nguyễn Đức Thuận có rồi, bác Vĩnh Hiệp có rồi ạ. Bác Vĩnh Hiệp, bác Hải Hoàng. Bác Hải Hoàng là chưa có này. Đây, các bác ơi, đẹp rồi. Rồi, quà thì quá là ok rồi nha các bác nha. Minh Cao có rồi ạ. Bác Minh Cao có rồi nha, bác nào có là em đã đọc. Tuấn Ngọc Châu. Tuấn Ngọc Châu này. À, đúng rồi, các bác cứ để cho em là nó đẩy view lên 40 nhưng mà ổn định nha các bác nha. Trang Trần này. Mai Anh. Bác Mai Anh. Bác Mai Anh. Chờ Nguyễn có nha, các bác nào mà em đã đọc tên ở đó có thiếu nha các bác nha. Nguyễn Trường Trinh, đúng rồi, bác Nguyễn Trường Trinh thì chưa có phiếu này. Bác Nguyễn Trường Trinh này. Có rồi bác Trang Trần ơi, bác đã có phiếu nha. Anh Nguyễn Trường Trinh đã có nha. Nguyễn Quý Dương 42. Rồi các bác nhà mình ơi, đã ổn định chưa ạ? Rồi thấy bác Trang Trần nha, bác Hoa Hồng này, bác Lặng Thầm này, Hoa Hồng. Bác Hoa Hồng có phiếu nha, bác Lặng Thầm này. Rồi các bác cứ ổn định cho em trên cái đầu 40 đi cái là em sẽ bốc cho các bác, không có vấn đề gì hết. Bác nào cũng có tên đây, một hộp rồi đây này. Đấy, một hộp như thế này rồi. Vui vui, chào anh Vân Lan Hưng Hà nha. Bác nào em vừa đọc tên mà chưa có anh Lặng Thầm này. Ha ha ha.
Bác thiện cảm nhà mình là có vẻ như là nôn nóng quá rồi đó. Anh gì vừa mới anh Khắc. Anh Khắc Cường. Anh Khắc Cường. Rồi, Du Nguyễn rồi. Vỡ kế hoạch rồi. Rồi các bác nhà mình đã ổn định chưa này? Thì bây giờ là em sẽ bốc phiếu nha. Còn bác nào cười tươi thế chẳng bao giờ khổ được. Nói thật các bác là cơm áo gạo tiền lo cơm ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày là ổn rồi. Còn sao thì kệ chúng. Lê Chanh Hà Trang. Hà Trang. Bác Lê Chanh Hà Trang này. Bác Lê Chanh. Bác Hà Trang. Chết sẵn đi. Chuẩn bị để... Rồi ok ok bác. Bác gì đây? Bác Nguyễn Văn Tùng chẹt sẵn đi rồi. Trần Tín Anh. Bác nào mà đang còn vẳng vất gần đây thì nhanh nhanh này để em ghi mấy phiếu em bốc này. Trần Tín Anh. Rồi. Bác Minh Cao rồi, bác Đinh Xuân Hòa. Trần Tín Anh có phiếu rồi nha. Đinh Xuân Hòa. Phạm Khắc Huy. Bác Phạm Khắc Huy. Bến Xuân. Bác Bến Xuân. Bác nào đang còn lảng vảng thì nhanh nhanh đi các bác nha. Nhanh nhanh để em ghi mấy phiếu đem bốc này. Già lắm rồi em. Rồi ok anh Chu Hiếu Hải nha. Đúng rồi, thời gian dần dần làm con người mình nó càng nó cằn cỗi đi ạ. Tâm Văn. Bến Xuân có rồi nha. Bác Tâm Văn này, Tam Văn này. Tam Văn. Anh chị nào chưa còn vảng vất thì nhanh nhanh hộ em này. Hộ em nhanh nhanh cái nào. Để em ghi mấy phiếu em bốc thăm nha. Nhiều các bác đang nóng ruột lắm rồi. Cốm Việt Giang. Anh Đinh Xuân Hòa có rồi nha. Em chưa xin nhận. Anh Cốm Việt Giang này. Super cái gì đây? Superman. Anh Superman này. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị nha. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ này. Hôm nay thứ bảy cháy mà cái gì này máu chảy về tim đây cho nên là bình hồ có rồi. Phùng Vui. Bác nào đang còn vảng vất thì nhanh nhanh nha. Chơi kiểu xong chưa các bác ơi? Bây giờ là em sẽ ngừng phiếu ở đây nha. Em không ghi phiếu đây này. Bây giờ là em sẽ ngừng phiếu ở đây, em sẽ không ghi phiếu đây nha. Rồi ghi cố cho bác Đại Mai Đại này. Mai Đại. Rồi bốc thôi, không ghi phiếu nữa. Rồi ok. Bây giờ là em sẽ bốc thăm nha. Bác nào sẽ may mắn này ạ. À. Đây một hộp quà như góc tuổi thơ. Quà này. Đây nha anh chị nha, em sẽ bốc phiếu này, chẳng biết bác nào đây, bác nào đây này. Còn hồn mẹ còn đây thì hưởng. Dạ vâng, em sẽ bốc thôi nha. Bác nào sẽ may mắn trúng này. Một dề ma bó nha anh chị nha, một dề thân vàng của ma bó đó này. Phần quà hôm nay em ghi các anh chị rồi, tại vì hàng mới về cho nên ưu tiên yêu đái các anh chị là phần quà hôm nay là cực kỳ đẹp luôn. Ma bó thân lá cực đẹp luôn này. Đấy, bác nào mà muốn mua hàng gì thì là ở lại với em nha. Còn các bác mà muốn bốc xong view à các bốc xong phiếu là các bác. Đây, bác nào đây? Anh Đinh Xuân Hòa. Anh Đinh Xuân Hòa này. Bác Đinh Xuân Hòa nhá. Quá. Rồi ok, bốc mạnh lên nào. Anh Đinh Xuân Hòa nha các bác nhá. Em sẽ đếm tên nha. Bác nào mà đang trong cái tên Đinh Xuân Hòa này. Anh Đinh Xuân Hòa ơi, nếu còn ở trong live thì lên comment hộ em nhá. Em sẽ đếm từ 1 đến 10 nha anh chị nhá. Bác nào mà đang còn trong live thì còn tên thì bốc. Còn tên thì là comment hộ em nhá. Anh Đinh Xuân Hòa. Em đếm từ 1 đến 10 nha. Anh Đinh Xuân Hòa còn đây thì comment hộ em này. 1 2 3 4 Anh Đinh Xuân Hòa nhá, còn thì lên comment hộ em nhá. 5 6 7 Anh Đinh Xuân Hòa nha. Bác Đinh Xuân Hòa này. 8
Chính, anh Đinh Xuân Hòa còn đây thì ok hộ em này. Anh Đinh Xuân Hòa còn đây thì comment hộ em nhá. Rồi, 10. Nguyễn Văn Hòa, không phải anh Nguyễn Văn Hòa mà anh Đinh Xuân Hòa nhá. Dạ vâng, chào bác Triều Nguyễn nhá. Không có nha, em sẽ đi hủy cái đơn của anh Đinh Xuân Hòa nha anh chị nha. Em sẽ bốc một cái đơn khác này. Lượn sóng rồi, rồi đúng rồi, các bác đi lượn sóng rồi, không thấy đâu. Em hủy của anh Đinh Xuân Hòa nha anh chị nhá. Rồi em sẽ bốc tiếp theo này, bác nào sẽ trúng tiếp theo này. Đinh Xuân Hòa nha anh Hòa Nguyễn Văn ơi. Thắng rồi, rồi đây em sẽ bốc một cái phiếu tiếp theo này, không biết bác nào đây. Anh Đinh Xuân Hòa không có thì em sẽ bốc phiếu khác. Anh Huỳnh Hảo ạ. Anh Huỳnh Hải nhá. Anh Huỳnh Hải này. Bốc ở dưới đây, em đang đảo ở dưới này bác Thu Hà này. Anh Huỳnh Hải còn đó thì comment hộ em nhé. Anh Huỳnh Hải ơi còn đó thì comment hộ em nha. Dạ vâng anh Nguyễn Văn Hòa ơi. Thôi để các bác là hứa các bác những đơn sau. Đi rồi. Anh Huỳnh Hải còn đó thì comment hộ em nha. Anh Huỳnh Hải ơi còn đó thì comment hộ em nha. Đi chợ rồi. Em sẽ đếm từ 1 đến 10 này. Anh Huỳnh Hải còn đó thì comment lên hộ em luôn này. Anh Huỳnh Hải ơi còn đó thì comment hộ em nha. Rồi có chữ của anh Huỳnh Hải này. Anh Huỳnh Hải đã ẩn để comment lên rồi. Rồi anh Huỳnh Hải lên comment hộ em nhé. Đây phần quà của bác này. Có rồi Huỳnh Hải. Rồi ok bác Huỳnh Hải nha. Một cái dề ma bó thân vàng cực đẹp luôn. Thân thủ như các bác này. Huỳnh Hải có rồi. Rồi ok Huỳnh Hải này. Có lên comment hộ em cái điện thoại địa chỉ nhá. Gửi qua Messenger hộ em nha. Anh Huỳnh Hải comment hộ em cái điện thoại địa chỉ này. Gửi qua Messenger hộ em luôn này. Gửi qua Messenger hộ em luôn anh Huỳnh Hải nhá. Một cái rẻ ma bó cực đẹp luôn. Đinh Xuân Hòa. Em đếm từ lúc nãy rồi mà không thấy anh Đinh Xuân Hòa lên ạ. Chào anh Chúc Bùi nhá. Chúc mừng bạn. Rồi em ác vãi. Bác nào lên sớm thì còn, lên muộn thì hết nha các bác nhá. Chào bác Ngọc Lan nha. Anh nhá, anh nhá. Anh Huỳnh Hải đi lên hộ em cái địa chỉ qua cái nhắn tin qua Messenger hộ em đi. Bây giờ comment đang đẩy lên nhiều quá cho nên là các bác cứ gửi qua Messenger hộ em. Có phiếu lá mít không em? Có nha anh Huỳnh Văn Thái ơi, có phiếu lá mít này. Lá mít đây. Anh Tiến ơi. Minh Tiến ơi, ra lấy mấy cái rẻ lá mít to ngoài đó vào đây. Chưa. Rồi các bác ơi, em sẽ quay về bán hàng nha. Em sẽ quay về bán hàng này. Rồi ok, em sẽ quay về bán hàng nha. Đây mít đây. Đây là có cái rề mít này. Em có cái rề mít đây này. Lá tròn này, bác nào ok lá mít không này. Rề này thì bán rẻ cho các bác thôi. 350 rề mít này. Bác nào ok rề mít thì lên đơn này. Kín luôn lên nha anh chị nhá. Cái rề mít này từ kín luôn lên này. Anh chị nào sưu tầm thì chốt mít comment của em là 350 này. Đây một cái bụi kín nhỏ của nó luôn lên này. Hàng dừng nha anh. Rồi ok anh Huỳnh Hải nha. Lên comment của em cái địa chỉ qua Messenger hộ em đi. Dạ vâng rồi, cảm ơn anh Lê Hảo Năng nha. 350 này. Anh chị nào ok dề mic này comment của em là 350.000 nha anh chị nha. Hàng dừng mới về luôn. Giá cả thì rất hợp lý cho anh chị, bản lá tròn của nó này. Anh chị nào ok chốt anh Thiện Cảng ơi mở hàng. Có quả mic không? Không có quả mic nha anh Chúc Bùi ơi. Anh chị nào ok chốt comment của em nha. Cái dề này là 350.000 này, một cái dề mic đẹp nha anh chị nha. Anh Cảng này, anh Lưu Thiện Cảng nha, mở hàng thì comment hộ em này 350.000 một cái rẻ mít như thế này. Giá thì cực kỳ là rẻ rồi. Đấy. Anh chị nào ok thì chốt comment hộ em nha, 350 nha. Bác nào ok mít tròn comment hộ em là 350.000 này. Em mở ra like nha. Anh Chúc Bùi ơi, anh mà chốt cái gì cái này 350 bác nào mà có quả không? Không có quả nha các bác nha. Quả ra ngoài cây tôi chưa có hái được. Cái này là chỉ có kín của nó lên thôi, chưa có quả. Có quả này, quả thì đâu phải là mít đâu. Đây này có cái bụi quả đây này. Lá tròn thôi, lá này thôi.
quả đây này. Anh Thiện Cảng ok không ạ? À? Chốt 800k cộng người đẹp rồi, ok anh chúc mừng nhá. Anh Thiện Cảng này mở hàng cho em này, cho đắt này. Bác nào ok mic thì comment hộ em nhá. Cái dề này là 350 này, một cái dề kín nha anh chị nhá. Một dề kín mic này. Đấy, con này lá của nó cực tròn vo luôn, cực đẹp luôn này. Bác nào ok thì chốt 350.000 comment hộ em này. Anh chị nào giao lưu comment hộ em là 350.000 nhá. Chốt 300k bán không. Anh Vũ Đình Hải ơi comment hộ em là 350 đi. Tại vì những cái đơn hàng mic như thế này thật sự các bác là một lô hàng về không có lựa được nhiều hàng mic đâu. Bán nào yêu thương thì chốt mở hàng cho em này 350 này. Con này của nó trên 30 cm rồi, bản lá tròn cực đẹp luôn. Chốt 300k. Anh chị nào yêu thương không ạ? Dề quả mic bao nhiêu? À cái dề này không phải là mic, à cái dề này không phải là mic anh ạ. Dề này thì bác nào chốt comment của em là 200k này, có một quả này. Hàng này là hàng chưa bao ray nha các bác nha. Hàng chưa bao ray và có em còn một ít cái hềm dề ma bó nữa, dề to của ma bó cũng có. Quả này là 200k này, bác nào ok cái bụi kín vàng này comment của em là 200k này. Anh chị nào ok chốt cái đơn này comment hộ em này, giá là 200k cái quả này. Rồi ok anh Đỗ Văn Hóa nha, chốt 350 thì lên comment hộ em cái dề mic này 350.000 này cho anh Nguyễn Anh Minh nha. Rồi đúng giá thật sự. Không phải đâu anh chị à, tại vì một cái hàng lô hàng về bọn em để lựa những cái hàng mic cho các bác là thật sự là ít thôi chứ không có nhiều cái thân hàng la mic đâu. Anh Đỗ Văn Hóa ơi lên hộ em là 350.000 đi. Anh Đỗ Văn Hóa này 350k lên comment hộ em cái điện thoại địa chỉ đi nhá. Đây cái dề này 200k có quả này, bác nào ok chốt cái dề có quả này 200k comment hộ em này. Còn mít nha. Đây còn cái gì mít đây. Hai dề có bán không? Anh Trúc Bùi ơi hai dề không bán nhá, hai dề 700k không bán. Bác nào ok chốt comment hộ em cái quả này là 200k này. 200k cái dề có quả nha anh chị nhá. Cái con này của nó là có một cái vân trắng của nó trên lá rất là đẹp luôn này. Mít lá nhăn đẹp. Rồi ok. Đây có một em mic lá nhăn nữa, còn một em mic lá nhăn, mic thì rất là nhiều luôn. Có anh chị nào ok cái dề quả của anh chị này? Dề vàng kín đẹp. 200.000 này bác nào chốt comment hộ em là 200.000 cho cái em quả này. Cái dề quả này 200k nhá. Cho anh nhà vườn mặt trời nhá. 200k, 200.000 cho cái dề quả này, các bác nào chốt dề quả là 200k cho em này. Rồi ok anh Cường Trần chốt 200k này. Anh gì mà chốt thì comment hộ em nhá. Anh gì Đỗ Văn Hóa nè. Bác nào mà chốt comment hộ em cái địa chỉ đi anh chị nhá. Anh Cường Trần 200 này. Bác nào mà chốt đơn mà không cho em không comment hộ em là em không em hủy đơn nhá. Chuyển hàng khác đi. Rồi có hàng khác. Đây mic tiếp theo này. Một cái dề mic tiếp theo này, lá nhăn nha anh chị nhá. Cái dề này thì đỏ này, thân đỏ này. Thân đỏ đẹp này, bác nào chốt comment cái dề này comment hộ em là giá là 450 cái dề mic đỏ này. Rồi ok ạ. Bác nào ok mic đỏ này, chốt cái dề lá nụ đỏ nha. Quá đẹp rồi, ok anh Trúc Bùi. Anh chị nào ok mic tiếp theo này, comment hộ em cái dề này là giá là 450 nhá. 450 cái dề này lá mic nhưng mà mic nhăn nha anh chị nhá, lá nhăn đẹp này. 450. Vàng này, cái thân của nó này. Đỏ đẹp luôn. 450 này. Anh Đỗ Văn Hóa ơi, chốt thì lên comment hộ em cái địa chỉ nha. Anh Cường Trần vừa chốt 200k, comment hộ em cái địa chỉ luôn này. Dạ vâng rồi ok nha. Anh Cường Trần này lên hộ em cái địa chỉ luôn đây, chốt một cái đơn này. Chuyển đơn khác. Rồi ok chốt một anh Cường Trần. Anh Cường Trần ơi lên hộ em cái địa chỉ đi. Anh Đỗ Văn Hóa này chốt 350k cái đơn kia, có lên comment hộ em không ạ? À? Cái dề mic này các bác này, cái dề mic này có mấy cái lá của nó bị hai cái lá ở dưới nó bị lỗi lá nha, em nói luôn là không có khi các bác về nhận hàng các bác lại biểu hàng lỗi lá là em nói luôn này, các bác ok chốt cái dề mic này cho em này. Anh Cường Trần nhá, bị lỗi hai cái lá nha anh nhá. Nói luôn cho anh. Tại vì khi mà anh kiểm hàng sợ là đây này, em lên cái con này lá nhăn này, em cứ lọc đi lọc lại mà cuối cùng lá bản lá nhăn nha anh chị nhá. Lá cũng rất là tròn luôn, con này được 5 cm này, cái lá của nó được 5 cm này, lá nhăn nhá. Em lọc đi lọc lại mà cuối cùng nó bung ra cái dây gốc ra. Anh Cường Trần ơi lên hộ em cái địa chỉ đi, chào anh Dương Thanh Điền nha. Lên số điện thoại hộ em đi ạ. Lên số điện thoại hộ em đi nhá. Đây cái con này cũng lá nhăn nha anh chị nhá, bản lá của nó được 5 cm này,
thân vàng rất là đẹp luôn. Lọc đi lọc lại nó bị bong như này. Anh chị nào chốt đơn này 300k comment hộ em này. 300k con này anh chị nhìn cái rễ của nó nhá. Anh chị về là nó thuần liền là rễ nó đi luôn thôi, tại vì cái hàng này là cái mầm gốc của nó lên trong cái bụi. Chào anh Hồ Hương nha. Mấy cái con này là hàng Trư Moray nha. Và có mấy cái em nù nù đỏ đó là hàng của Ma Bó, tại vì em còn mấy cái đơn hàng Ma Bó tối hôm qua em bán đang còn. Đấy. Đây này, cái đơn này anh chị nhìn này, nó tách ở trong cái rễ lớn ra, em đảo hàng về để em đảo ra này, nó bị tách nhá, nhưng mà không vấn đề gì luôn, rễ của nó về anh chị thuần là nó đi luôn. Rồi ok, anh Đỗ Văn Hóa nha, lên hộ em cái địa chỉ nhanh nhá. Anh Cường Trần lên hộ em cái số điện thoại đi ạ. Con này lá mít này nó bị toát thân nha anh chị nha. Chốt anh đơn mít 350 không được, chốt cho em. Rồi ok, bác Lan Rừng nha, bác Đỗ Văn Hóa mà lên địa chỉ cho em này. Rồi anh Lan Rừng ơi, cái đó chốt cho bác Đỗ Văn Hóa rồi, nếu mà bác là không lấy thì em sẽ chốt cho bác nhá. Một em lá nhanh nha anh chị nha. Anh chị nào chốt đơn này comment của em là 300k này. Anh chị nhìn cái con này của nó là thân mầm được 50cm rồi. Em về tại vì hàng nguyên cái lô hàng lớn cho nên về là em bị đảo đi đảo lại, nó bị toát cái này trong cái bụi lớn của nó ra này. Các anh chị về giống như hàng mình tách thân ra thôi, nhưng không có vấn đề gì hết. Rễ mầm của nó là ok rồi. Và con này là lá nhanh này, cụt gốc. Anh Thanh Pro 300.000 cho em cái con cụt gốc này, lá nhanh nha anh chị nha, bản lá nhanh này. Lá xếp nhanh anh chị nhìn hộ em này, 5cm luôn. À, 5 phân của cái khung khổ lá của nó là rộng được 5 phân rồi nhá. Đấy, anh chị nào ok chốt comment của em là 300.000 đây này. Rồi ok, anh Cường Trần này chuyển đơn. Rồi bác nào ok chốt comment của em cái rễ này là 300k này. Anh Thanh Pro ok không ạ? 300k nhá. Một em bản lá của nó được 5cm rồi. Bản lá cũng rất là to nha anh chị nhá. Bản lá của nó rất là to luôn rồi. Có bác nào chốt 300k lên đơn ạ? À? Lá nhanh toát gốc bùi toát. Rồi bán nào chốt cho em là 250 đây. Lá nhanh toát gốc bùi. Anh Bùi Tuấn này 250 có chốt không này? Rồi ok, bác Lan Rừng nha. Có gì rồi em sẽ inbox cho bác. Nếu bác nó không lấy thì em sẽ inbox cho bác. Cái bàn khổ lá của nó nhanh nha anh chị nha. Và được lực 5cm rồi. Nó bị toát gốc. Bác nào ok chốt comment của em là 250. Rồi ok, Lưu Thiện Cảng này 250. Chốt lên Lưu Thiện Cảng 250k. Vừa bán rẻ cho các bác là quá rẻ luôn rồi đó. Anh Lê Hào Nam em chốt cho anh Lưu Thiện Cảng mất rồi. Em lên một cái em thân tím này. Em thân tím này có một cái mầm gốc của nó đang bật đấy anh chị nhá. Đây 300k cho đơn thân tím này. Chào anh Nguyễn Đặng nha. 300k cho một em thân tím dài 40cm nha anh chị nhá. Thân tím một cái mầm gốc tím của nó đang bật lên này. Một cái mầm nhỏ của nó tím này, mầm gốc tím đang bật lên nữa. 300k cho đơn tím này này. Bác nào ok đơn tím chốt comment của em là 300k đơn tím nhá. 300k đơn tím này, bác nào ok thân tím chốt comment của em nha. Một cái mầm gốc tím của nó đang lên tím dịp luôn anh chị này. Các anh chị nhìn cái thân của nó tím đỏ luôn. Rồi ok, anh Quang Tèo chốt 300k này. Anh Quang Tèo lên hộ em cái địa chỉ luôn nhá. Anh Quang Tèo ơi, chốt 300 lên comment hộ em cái địa chỉ này. Bác nào đã chốt đơn thì comment hộ em nha. Chào các bác đang xem live này. Em lên cái bụi thân lá nha anh chị nha. Thân của nó cực vàng luôn cái bụi này. Cái bộ mầm của nó này vàng ươm luôn. Đấy, ba thân dài, ba cái thân dài luôn này. Bụi này anh chị nào chốt comment của em là 850 này, ba thân nha anh chị nhá. Bụi này chốt rồi nha bác góc tuổi thơ ơi. Bụi này là ba thân nha anh chị nhá, hàng tồn hàng lỗi em về với đội của anh. Rồi ok anh, cái đó là không có lỗi đâu anh ạ. Cái đó là đẹp luôn á. Không đó không lấy rồi. Rồi ok bác Lan Rừng nha, có gì để em inbox cho. Anh Huỳnh Hải ơi, comment hộ em qua cái Messenger hộ em đi nhá. Anh Huỳnh Hải ạ, comment qua Messenger hộ em đi. Anh Nguyễn Đặng ơi, bác nào chốt comment hộ em cái đơn này là giá là 850 này, 3 mầm nha anh chị nhá. 3 mầm thân thủ cực đẹp luôn, lá xếp chỉ thiên cả này. Lá xếp chỉ thiên, cái thân dài nhất của nó là bao nhiêu sen ạ? Thân dài nhất 50 sen rồi, hai cái thân còn lại là 45 và thân 40 sen này. 850k bác góc tuổi thơ nhá. Bác nào ok chốt giò này comment của em là 850 này. Tại vì hàng mới về em chỉ cân bằng cái số hàng ra đếm cho bán cho các bác là quá là ok rồi. Anh Nguyễn Đặng chốt cái rễ này không phải không ạ? Bác nào ok chốt comment của em nhá. Đúng cú pháp cho em là 850 này, 3 mầm luôn này. Cái này không có hoa, cái này chưa có mặt hoa hàng rừng nhá. Bác góc tuổi thơ chốt 850 phải không ạ? Bác nào chốt cái rễ này cho em đúng 850 em mới chốt được. Ba cái mầm của nó là dòng lá xếp chỉ thiên anh chị này. Anh chị nhìn một cái bộ hàng như thế này, anh chị về mà nhận hàng không đẹp thì nói thật với các bác là 850 mà. Cái này là 850 nha anh Đặng Nguyễn ơi. Anh Nguyễn Đặng nha, cái này là ok anh ạ. Rồi ok anh Huỳnh Hải. Bác góc tuổi thơ này, con này là 850 nhá. Em vừa nói là 850 chứ không phải là 800 này.
Đây, lá xếp chỉ thiên anh chị nhìn thân lá của nó này, không chê vào đâu được luôn. Rồi ok, anh Đỗ Văn Hóa nha. Rồi em chốt cái rề mic 350 cho anh Hoa, anh Lan Rừng nha. Em chốt cái rề mic 350 cho anh Lan Rừng này. Rồi các bác nào mà hủy đơn thì để comment hộ em, giống như bác Đỗ Văn Hóa thì em rất cảm ơn luôn á. Bác Lan Rừng này, chốt cho bác Lan Rừng 350 nhá. Em chốt cái rề mà đầu tiên 350 cho bác Lan Rừng nha. Rồi ok, bác Góc Tuổi Thơ này. Bác Góc Tuổi Thơ lên comment hộ em cái địa chỉ nhá. 850 một cái bụi này, còn nó ba nữa này. Ba thân mầm lá chỉ thiên nhiên chị nhá. Thân dài nhất của nó 50 cm, hai cái thân còn lại của nó là 45 và thân 40 này. Chốt cho bác Góc Tuổi Thơ này nha. Bác Góc Tuổi Thơ này lên comment hộ em đi. Địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Bác Góc Tuổi Thơ lên comment hộ em địa chỉ số điện thoại luôn đi. Đây em lên một cái rề này đây ạ. Rề này là 350 này. Rề cũng thân lá, thân thủ nha anh chị này. Một bộ thân già của nó này 350k này. Bác nào chốt lên comment hộ em này. Anh xem đơn 350. Rồi ok bác Góc Tuổi Thơ nha. Rồi ok bác ạ. Ok bác Lan Rừng này. 350k cái đơn này nha anh chị nha. Thân mầm 50 cm, 350 này. Bác nào yêu thương chốt cho em này. Cái bụi này của nó thân già vàng luôn này. Vàng xanh đẹp luôn. 350.000 này. Anh chị ok chốt comment hộ em nha anh chị nhé. Anh Quang Tèo ơi. Con đó của anh là một cái đơn ma bó nha anh Quang Tèo nha. 300k một thân tím ma bó dài 40 cm. Rồi ok bác Góc Tuổi Thơ inbox qua em. Bác nào mà đã cho em số điện thoại thì inbox cái địa chỉ qua em nhé. 350 cái bụi này anh chị này, thân mầm 50 cm này. 5 cái thân già luôn. Bác nào yêu thương chốt comment hộ em ạ. Bụi này là 350.000 này. Bụi này là 350.000 nhá. Anh chị nào sưu tầm comment hộ em là 350.000 này. Đây này em lên một cái giò khủng khiếp luôn này. Cái giò này thật sự là các bác là. Bác nào ok chốt cái giò to này comment hộ em 350.000 này. Bản lá rất là tròn nhỏ đẹp nha anh chị nhá. 300k chốt luôn. Chốt gộp. Anh Quang Tèo này, bác nào ok gộp đơn này cho em là 350 này. Anh xem ma bó. Rồi ok nha anh Trương Trần ơi, Cường Trần này, em sẽ lấy ma bó. Em sẽ lấy ma bó cho các bác. Bác nào ok chốt đơn này cho em là 350 này. Anh Quang Tèo ok gộp luôn cho em là 350.000 đi anh. Anh Lưu Thiện Cảng này, bác nào chốt em đổi đơn này. Em đem cái giò khủng, bác nào siêu tầm cái giò khủng này. Thân của nó vàng ươm luôn. Rồi ok anh Cường Trần nhá, em sẽ lên ma bó cho các bác. Hàng vùng nào vậy? Anh Thim Tăng ơi, đây là có cả hàng Chư Mô Rây và hàng ma bó nhá. Hàng Chư Mô Rây và ma bó. Rồi gộp cho anh Quang Tèo có xanh sạch nhá. Trần Thiện Anh có. Có kiến nhỏ không? Có kiến nhỏ nữa anh Lưu Thiện Cảng nhá. Gộp cho anh Quang Tèo luôn này. Bác nào ok lên đơn nhanh hộ em nhá. Anh đưa mấy cái đơn ma bó ở trên cho em nhá. Rồi ok anh Quang Tèo. Có kia nhỏ nhá, có cả một lô kiến nhỏ luôn. Đấy hả? Ừ. Cái bụi này của nó là 4 thân nha anh chị này. Một cái bụi to khủng khiếp luôn. 4 thân nhá. Có một cái thân của nó bị gập đây rồi. Em nói luôn các bác. Một cái bụi vàng nhưng một cái thân của nó bị gập này. Bác nào ok chút cái bụi to này comment của em là giá anh 1.500.000 này. Cái bụi này khủng khiếp luôn. Bác nào mà muốn siêu cái hàng khủng thì chốt cái giò này comment của em là 1.500.000. Anh chị ơi, đây lá xếp chữ thiên dân thân dài nhất. Thân dài nhất của nó nhá. Thân dài nhất của nó là dài được 60 cm rồi. Cái này có phải mic không? Cái này của nó là lá xếp thôi nha bác Lan Rừng ơi. Cái này là lá xếp thôi. Thân vàng lắm nha anh chị nha. Thân vàng 1.500k này. Chào anh màu xanh tình yêu nha. Giò to này bác nào ok chốt comment hộ em là 1.500k một giò to vàng. 4 thân mầm nha anh chị nhá. 1.500 này. Hàng về ngày hôm nay là em sale giá rẻ cho anh chị luôn. Cực kỳ rẻ luôn. Bác nào nhanh tay thì chốt đơn comment hộ em này. Cái rề to khủng này các bác nào ok không ạ? 5 thân anh chị nhá. Thân dài nhất của nó là được 60 cm rồi. Và mấy cái thân còn lại của nó 2 thân 60 này. 2 thân 60 và 1 thân 40, 1 thân 50. Anh chị nào yêu thương cái hàng khủng này, khủng dài to này, chốt comment hộ em là 1.500.000 này. 1.500.000 cái giò khủng to nha anh chị nhá. Anh chị nào yêu thương chốt comment lên đơn hộ em này. Bác nào giao lưu chốt đơn này comment hộ em là 1.500.000 cái giò thân vàng khủng nhá. Chuyển ma bó đi. Rồi ok anh Cường Trần. Anh chị nào ok cái rề to này không ạ? 1.500.000 nha anh chị nhá. Nhanh tay thì còn này. Nhanh tay thì còn nhá. Lá xếp chỉ thiên rất là đẹp luôn. Dòng thân lá này, lá xếp chỉ thiên, thân lá không có bị gãy dập nha anh chị nhá. Thân lá của nó không có bị gãy dập và thứ hai là em nói luôn cái thân này của nó bị gập ở ngay cái đốt cái mầm này của nó thôi, nhưng mà thân mầm của nó vẫn phát triển bình thường. Đấy.
Anh chị nào ok chốt comment cái giỏ to này. Hết xem rồi, mua hàng bé thôi. Rồi ok Nguyễn Đức Thuận nhá. Anh Lê Trường Sinh ơi, bác nào ok chốt cục giò to này còn cho em là giá là... Rồi ok anh Quang Tèo nhá. Anh chị nào yêu thương chốt comment hộ em là giá là 1.500.000 nhá. Bác nào mà thích sưu tầm cái hàng khủng thì chốt cái giò này comment hộ em. Bác nào mà thích cái hàng khủng thì comment cái giò to này comment hộ em nhá. Đây ma bó đây. Em một em ma bó thân tím này. Anh Trường Sinh à, bác nào ok chốt cái giò to này comment hộ em là giá là 1.500.000 nha anh chị nha. Hàng hôm nay về cực kỳ đẹp luôn, một cái dề vàng này. Một cái dề vàng to nha anh chị nha. Anh chị không phải nóng lòng chờ, anh chị cứ chờ một tí em lên từng đơn luôn. Anh Nguyễn Nam nha, bác nào ok chốt comment hộ em là giá là 1.500.000 cái giò to 3 thân à 4 thân nha anh chị nha. 4 thân một cái dề vàng to khủng khiếp luôn. Cái này về anh chị tách ra thì nó quá trời luôn. Có anh chị nào sưu tầm không ạ? À? Chốt cho em là giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 nha anh chị nha. Dạ vâng ok bác Lan Phương nha. Đây là cái hàng rừng nha các bác nha. Một cái giò to của hàng rừng thân vàng. Đấy, đục của nó là 4 thân luôn. Dòng thân lá này 2 thân dài 60 và 1 thân 50, 1 thân 40 nha. Đây nói cho là từng cái kích thước của cái cây của nó bao nhiêu luôn. Và một cái bụi này của nó này to khủng khiếp luôn. Các bác về tách ra quá trời luôn. Mà các bác muốn chơi cái giò khủng thì các bác chơi. Đấy, còn bác nào ok chốt cái giò to này comment hộ em nhé. Cái này nó thật với các bác nó gần cả ký của hàng của em rồi đó luôn á. Gần cả ký luôn rồi đó. Nói là nói chuẩn luôn nhá, không phải nói để cho các bác để mà nhìn đâu. Đây là cái này gần cả một ký hàng luôn rồi đó nhá. Có bác nào ok không ạ? À? Chốt 1.500.000 này. Anh Nguyễn Nam và anh Lê Trường Sinh nhá. Bác nào ok thích cái trò giò khủng vàng này chốt comment hộ em là 1.500.000 nhá. Bác nào lên đơn thì comment hộ em 1.500.000. Rồi ok anh Minh Huỳnh, anh Huỳnh Hải nhá. Ok anh ạ. À. Ma bó đây nha anh gì đây? Nãy anh gì mà hỏi em ma bó nhá? Anh Cường Trần này. Cái đơn ma bó này anh chị nhá, anh chị nào ok chốt comment hộ em này còn mấy thân ma bó này bán sale giá rẻ cho anh chị này 370.000 này. Rồi ok nhá, chào anh Bỏ Vợ Bì Lan này. Ma bó và hàng chưa mua đây, hàng dừng về nhá anh Cường Trần nhá. Ma bó này đây anh chị nào ok chốt một em thân tím ma bó này 370 này. Chào anh Xuân Trần nhá, hàng ma bó và hàng chưa mua đây nha anh chị nhá. Có mấy em lá nhăn đẹp cực kỳ luôn. 370 này, bác nào ok ma bó chốt lên đơn hộ em dòng lá tròn nha anh chị nhá, 370 này. Anh Cường Trần ok cho em không ạ? À? Một thân vàng tím nha anh chị nhá, 370.000. Em này cũng từ kín lên thân hoa cho có sổ này. Từ kín thân hoa cho có sổ này. Bác nào yêu thương chốt comment hộ em là 350 này. Treo lên sau đầu để chuyển đơn. Rồi ok anh Liêu Thiện Cảng. Bác nào ok cho comment hộ em ma bó là 370.000 lên comment hộ em nhá. 370.000 cái đơn ma bó này, anh Cường Trần có ok không ạ? À? Anh Cường Trần có ok ma bó lên comment hộ em là 370.000 này. Bác nào sưu tầm thì comment hộ em là 370.000 nha anh chị nhá. Đây thân vàng mắt kẻ chỉ cực đẹp luôn. Hàng siêu đẹp luôn á. Thân hoa chưa có sổ. Có bác nào yêu thương không ạ? 40 sen nha anh chị nhá. Anh Cường Trần ok không anh Cường Trần ơi? Bác nào ok cái dề kín ma bó này comment hộ em này. Những cái bụi này của nó ở trên cái có một cái thân già nó bị gãy nha anh chị nhá. Nhưng mà nó còn một cái mầm gốc của nó đang lên nữa này. Đấy một cái mầm gốc những cái thân già của nó đây này. 370 ma bó này cho anh Đoàn Đỗ nha. Bác nào ok không ba chốt 370.000 lên comment hộ em này. 370.000 cho đơn ma bó nhá. Kín mít. Kín mít này. Rồi ok bác Lan dừng nha. Đợi em một xíu đây. Đợi em một xíu đây. Anh Cường Trần nha. Nếu ok thì chốt comment hộ em này. Đây em lên một cái con lá này nữa này. Thân thủ rất là đẹp luôn. Dài được 70cm nha anh chị nha. Em này dài 70cm này. Dài 70cm này. Bác nào ok chốt cái giò này comment hộ em là 450 này. Dài 70cm 450.000 này. 450.000 dài 70cm. Anh Nguyễn Đức Thuận ơi, cái đơn đó cái giá tiền đó không chốt được đâu anh nha. 450.000 này cho anh Đông Ngô nha, em ở Gia Lai ạ. À. Rồi có xanh sạch ạ. À. Đây xanh sạch đây. 450.000 cho cái dề tiếp theo này. Thân mầm của nó thân lá rất là đẹp nha anh chị nhá. Thân lá bao chuẩn đẹp cho anh chị luôn. Hàng không có gãy dập luôn này. Đấy hàng không có gãy dập nhá. Thân lá rất là đẹp luôn này. Thân mầm của nó dài 70cm rồi. Thân già đi đâu hết rồi hả em? Anh Toàn Đỗ ơi, thân già đây. Cái còn cái mất trong những cái bụi to thì em phải tháo ra đó. Đây này, có những bụi này nó thật các bác là làm cho khoảng tầm 27 cái thân già thì làm sao bọn em lấy hàng cân ký về để bọn bán cho các bác được. Đây này, phải xỉa bớt đi thôi chứ bây giờ bọn em bỏ hàng cân như thế này là không các bác. Bọn em để tiền ra để mua hàng về để mà chia sẻ những cái đầu mầm ra thì bọn em không thể gánh được cái hàng như thế. Đấy, nếu mà để mà mua cân ký hoặc là cái hàng của anh em đi rừng về đó là bọn em lấy về là bọn em nói rõ ràng cho các bác luôn. Đây, mic nhỏ nhỏ một tí này. Chốt 400.000 gộp đơn.
Rồi ok, gộp cho anh Lưu thiện cảm 400k này. Em gộp cho anh Lưu thiện cảm 400k nhá. Nói thật các bác là muốn lên đơn nào là hết đơn đó thôi, chứ bây giờ để mà giữ đơn thì cũng ngại. Đây, anh chị này thân xanh sạch này, chẳng biết là có sạch hay không, tại vì hàng sừng mới về. Nói thật các bác là hàng này là chưa có test nắng. Các bác về test không biết nó ra cái thể loại gì thì em không biết. Còn bây giờ nhìn nó rất là nõn nà luôn. Đấy, rất là nõn nà nha anh chị nhá, xanh sạch đây. Cái này là cổ hở này, cái thân của nó xanh vàng đẹp luôn này. Cổ hở này. Đấy, một cái bụi kín nù nhá. Chưa có sổ nha anh chị nhá, thân hoa, thân già, mẹ gì đều chưa có sổ này. Cái mầm thì rất là xanh luôn. Anh chị này yêu thương chốt comment hộ em là 300k này. Anh Trân Tín Anh ơi, 300k này, bác là ok, xanh sạch thì chốt lên đơn hộ em nha anh chị nhá. Hàng này hàng rừng mới về, cho nên là nói các bác biểu những cái hàng này là test nắng chưa, em nói chưa có test nắng, nhưng mà để mà cái độ xanh sạch của nó thì chuẩn luôn. Đấy, còn test nắng thì nó có đổi màu hay không thì em không chắc với các bác nhá. Em này là một em cổ hở nha anh chị nhá, thân này, thân vàng, thân già của nó này. Đấy, nếu mà để bóc ra thì nó vàng ươm luôn. Đấy này. Đấy, bác nào ok chốt 300k xanh sạch comment hộ em này. Rồi ok anh Trần Tiến Anh nha, lên hộ em cái địa chỉ nha anh Trần Tiến Anh ơi, 300k một em kín xanh sạch. Cho em hết về đơn mic nhỏ nhị. Rồi ok bác Lan dừng nha, 300k nha. Em ở Gia Lai anh lại là Lan ơi, em ở Gia Lai. Em này đốt cổ hở nha anh chị nha, cái thân già của nó này. Anh chị nhìn cái thân của nó này. Rồi ok anh Trần Tiến Anh, lên hộ em cái địa chỉ nha, 300k. Trần Tiến Anh. Anh lên comment hộ em cái địa chỉ nha. Chào bác Hoa Hoàng này. Đây, chủ đề xanh sạch lại nữa đây. Em này thì thân xanh. Em chỉ lọc lựa những cái con mà chẳng hạn như thân xanh, thân vàng đẹp để bán cho các bác thôi. Còn cái hàng này em nói các bác là hàng rừng mới về, em chưa có tên nắng nha các bác nhá. Kiến nào xem nốt. Đây xem nốt này cho bác. Còn nhiều lắm. Một em kiến vàng đó này. Con này là thân xanh nha anh chị nhá. Em này là thân xanh này. Rồi ok anh ạ. Đơn này anh chị nào chốt comment hộ em là 350 nhá. Không những xanh mà nó quá nõn nà luôn, 350k này. Hàng rừng về cái này là chưa có tét nắng nha anh chị nhá. Em nói rõ ràng nha anh chị là chưa có tét nắng, cho nên là anh chị về là nó có đổi màu hay không là còn tùy duyên nhá. Bác nào ok là 350k cho em tiếp theo này. 350k cho em tiếp theo nhá. Bụi này của nó cực kín luôn lên, chưa có sổ, chưa có gì hết luôn này, kín luôn lên này. Xanh chuẩn đét luôn. Cái thân này của nó hơi yếu, chắc là không có xem hoa được. 350 này, đơn tiếp theo này, con này thì dài 20cm rồi ạ. Dài 20cm nha anh chị nhá. Anh chị là sưu tầm chốt comment của em là 350 này. Anh Trần Tiến Anh có ok không ạ? 350.000 nhá. Từ kín luôn lên, chưa có sổ cho cái gì luôn này, mấy cái thân của nó này. Ba trăm năm mươi anh Trần Tiến Anh ơi, chốt từng cái bụi to bụi nhỏ anh ạ. Bọn em lấy hàng về tùy từ thân to thân nhỏ, bọn em bán giá tiền chứ làm sao mà nó đồng giá như thế được. Bác dừng Lan ơi, đợi em một tí nha, nếu mà bác muốn mic thì có gì để em lựa em tìm cho. Anh Trần Tiến Anh này ok chốt gộp hộ em là 350k, con này của nó lớn hơn nha, lớn dài. Bác nào chốt comment hộ em là 350.000 nha. Sao hẹn rũ vậy anh ơi, chốt cho em 350.000 đi, cho anh hộp thư Messenger nha. 20cm rồi này anh chị, chốt 350 đây. Rồi ok chốt cho bác Lan dừng 350.000 này. Anh có gộp không, để em gộp này, không có em chốt cho anh Lan dừng này. Rồi ok chốt. Rồi ok anh nhá, con này của nó 20cm này. Rồi anh Lan dừng ơi, để chốt đơn sau nhá. Đơn này em gộp cho anh Trần Tấn Tín Anh nhá. Hàng của bọn em về là không có lọc lượng nha các bác nhá. Tức là bọn em về được cái đâu là có sạch sạch, có đủ cái chủng loại cho các bác luôn ạ. Đây, một cái dề vàng này. Con này hơi to. Em định hai bụi của nó thì khác nhau nha anh chị nhá. Cái này thì hai bụi khác nhau này. Em thấy hai cái bụi này của nó cùng một màu luôn, em để luôn, nó hơi lớn. Đấy. Nó vàng lắm. Nó vàng, bụi vàng. Mà cái thân của nó cũng rất là sạch luôn này. Đấy, con này thì không có chuẩn giống hai con kia. Bác nào chốt hai con này comment hộ em này. 700k cho hai con này nha, một bụi vàng xanh. Một bụi vàng xanh 700k. Đây thân lá thì cũng rất là ok luôn, thân lá rất là sạch này. Nhưng mà em nghĩ con này thì nó không chuẩn bằng hai cái con kia.
Bác nào ok chốt hai con lớn này comment hộ em là 700k này. Hai đơn lớn này là 700.000 nha anh chị nhá, hai đơn lớn là 700 này. Chào anh Thiên Không nha, hàng chưa mua ra nha anh Thiên Không ơi. 700k, anh chị nào ok chốt comment hộ em là 700k nhá. Cái bụi này hai thân luôn. Xanh vàng. Thân mầm của nó cũng rất là sạch. Đấy, còn bây giờ các bác về là test nắng của nó có ra nó có đổi màu hay không. Đây này. Các bác nào ok không ạ? Bụi này là 700k comment hộ em này, một bụi xanh vàng này. Thân mầm cũng rất là sạch. Có mít không? Không có hồi điệp anh Phương Hoàng ơi, không có phô để hồi điệp ạ. À. Có mít anh Nguyễn Hùng ơi, có mít nhá. Có mít nha các bác, đợi em một tí em sẽ lên từng đơn một cho các bác sưu tầm. 700k cái bụi này có bác nào chốt không các bác ơi? Hai thân mầm nhá, hai thân mầm rất là sạch luôn. Còn về các bác test nắng nó có đổi màu hay không thì còn hay xui nữa. Lên đây này. Này gãy cha mới mầm gốc, rõ đẹp rồi đã luôn. Đây cái bụi này xanh nha anh chị nhá. Đấy. Bụi này thân lá đây, thêm một cái kia của nó này. Rất là tròn trịa luôn. Anh chị nào chốt cái bụi này comment hộ em là giá là 450 này. 450k nha anh chị nha. 450k. Đấy, còn không bác nào mà muốn sưu tầm xanh sạch thì em lên cái đơn bình thường cho các bác chốt hàng này. Tại vì đơn hàng đơn thường của em còn rất là nhiều luôn. 450k cái bụi sạch này, các bác nào sạch thì chốt comment hộ em là 450 này. 450k cái bụi sạch này nhá, cái thân của nó cũng rất là vàng nha anh chị nhá. 450k cái bụi này, anh chị nào sưu tầm lên comment của em là 450 nha. Anh Tín ơi, ôm một cái lô hàng là hàng lá mít nụ ở như cái đoạn đỏ đỏ. Có thân già vàng ống không em? Thân già vàng ống rồi, em đang lựa nha anh ơi. Đang lựa thân già vàng ống đây. Ồ, cái bụi đế mới đẹp này. Cái đùi này thì không có một tí ngấn luôn nha bác này. Rồi ok, Nguyễn Hùng ơi, đợi em một tí đang lấy nha, đang lấy. Bụi này không có một tí ngấn luôn nha các bác này. Ừ. Rồi để đây mít cái nữa. Đây. Rồi ok, mít nhỏ có nha. Cái bụi này là không có một tí ngấn luôn này. Bác nào ok chốt comment hộ em này. Tại vì nó gãy nhiều rồi. Bây giờ thân của nó gãy từ lưa ra đây. Nhìn không rõ thân này. Bác nào ok chốt cái bụi này comment hộ em là giá là 500k này. Rất là sạch nha anh chị nha, không có một tí ngấn nào luôn ạ. À. Phi điệp vàng. Không anh Phi Tâm ơi, cái hàng này là hàng phi điệp tím nha, phi điệp tím này, hàng bóc rừng nha. Anh chị nào ok chốt cái bụi này comment hộ em là 500k này, có 3 mầm này. Sạch càng tốt ra. Vâng anh Võ Trần ơi, cái này thì sạch này. Bác nào ok chốt comment hộ em cái bụi này là 500k nha. Đây mic đây. 500k nha, bác nào ok thì chốt lên đơn hộ em này. Anh chị nào yêu thương chốt cái rề ba thân mầm này, chốt comment hộ em là 500.000 nha anh chị nhá. Con này về các bác test nắng có đổi màu hay không, nhưng mà thực chất bây giờ nhìn nó rất là sạch luôn, vừa xanh sạch luôn này. Bác nào yêu thương chốt comment hộ em cái rề này là giá 500k này. Các bác nhà mình đi đâu hết rồi, bác nào sưu tầm đơn nào thì lên comment hộ em nhá. Em lên mấy cái đơn nù mít đi. Đây mic đây nha các bác nha, nó bị gãy mất một thân này, còn một thân của nó bên đây đang lên mầm này. Đây mic đây, nó bị gãy mất một cái mầm thân tơ của nó này, một cái mầm bị gãy này. Lá tròn xoe luôn. Đây, mấy con này lá tròn xoe luôn này. Đấy, đang đua lá rất là đẹp luôn này. Mic đây. Bác nào ok chốt cái bụi mic này comment hộ em nha, có một thân thôi anh chị nha, một thân của nó đã bị gãy mất rồi. Giá là 300k này bụi mic này. Bụi mic này 300k, anh chị nào sưu tầm lên comment hộ em nha anh chị nha, 300k cái bụi mic này.
Bụi lá mít này 300.000 nha. Anh chị nào ok chốt cái bụi lá mít nhân này comment hộ em là 300k nha anh chị nha. Một thân của nó đã bị gãy, còn một thân của nó đang đua ngọn. Ok, không gãy dập nhá. Đấy, một thân của nó, cái thân này của nó đã bị gãy này, mít tròn này đã bị gãy mất rồi. Gãy một thân còn một thân nha. Chốt cái dề to này comment hộ em này. Dề này là 300k nha. 300k này anh Lưu Thịnh Cảng này, bác nào chốt comment hộ em là 300k mít này. Mít này là 300k nha. Bác nào ok chốt mít này comment hộ em là 300.000. Gộp đơn em nhé. Anh Thiện Càng chốt gộp 300k nha. Ok, không để em gộp 300k này. Một cái dề mít rất là đẹp luôn này. Em nói các bác là cái thân này nó bị gãy này, em không có bán thì em bán mình cái thân này luôn này. Nhưng mà chuẩn mít cho anh chị luôn này. Mít xanh mít tròn luôn á. 300k đây ạ. À. Chào anh Rùa Cha nha. Hôm nay em có hàng Ma Bó và hàng Chư Mô Rây nha anh Rùa Cha ơi. Anh Thiện Càng gộp 300k phải không? Nó có gộp 300k thì em gộp nha. 250k cái dề đây em không có gộp đâu ạ. À. Đây này, một em lá nhân này, bác nào mà muốn sưu tầm lá nhân thì chốt cái đơn này, nhân này. Nhân cực đẹp luôn. Xanh nõn nà luôn. Đấy, lá nhân này, bác nào ok lá nhân này comment hộ em là 350 này, thân mầm 50 cm này. Anh Thiện Cảng ok không anh ơi? Ok thì em gộp này. Em lá nhân nha anh chị nhá, lá nhân xanh mút mát luôn này. 350 một dề lá nhân này, ba thân già nhá. Đấy, thân mầm của nó được 50 cm luôn rồi đó, thân mầm 50 cm nhá. 350k lá nhân này, bác nào ok lá nhân thì comment hộ em là lá nhân 350k này. Anh chị nhìn cái bản lá của nó nhân rất là đẹp luôn nha. Hàng ok gộp rồi, ok anh Thiện Cảng nhá. Cái gì đấy, phi tâm hàng ma bó. Hàng nào? Dạ vâng anh Minh Bùi ơi, cái hàng này là hàng Chumoray và hàng ma bó nha anh chị nha. Rồi ok gộp cho anh Thiện Cảng 300k này. Mua một mớ hàng luôn mà không đến 1 triệu à. Giá rất là rẻ luôn. Em lên cái đơn này đấy anh chị nhá. Bọn em lá nhân này 350k này. Anh chị là sưu tầm lá nhân nha anh chị nhá. Con này lăn ở trong cái bản nhân cái trong các cái lá của nó rất là đẹp luôn này. Anh chị là sưu tầm thì comment hộ em chốt rẻ lá nhân này comment là 350k nhá. Thân mầm 50 cm này nha anh chị nhá. Thân mầm của nó được 50 cm rồi, bác nào ok chốt comment hộ em là lá nhân 350 lên đơn nha anh chị nhá. Có bác nào sưu tầm cái dề nhân này không ạ? Một dề lá nhân này comment hộ em là 350k này. Lá nhân này có bác nào ok lá nhân lên comment hộ em lá nhân là 350.000 nha anh chị nhá. Có mít nữa không? Có mít nữa không? Có nha bác nha, có mít nữa này. Có bác nào ok lá nhân này không ạ? 350k nhá. Ba thân già, một thân mầm của nó 50 cm rồi, bác nào ok lá nhân thì chốt comment hộ em là 350k này. Anh chị nào sưu tầm những đơn hàng nào thì comment hộ em nha. Đây. Con này được hai thân mầm luôn, bản lá rất là tròn này. Con này được 5 phân, lá của nó được 5 cm thôi. Cái bản lá của nó được 5 cm thôi nhá. Đấy, cái bụi này hai thân này. Anh chị nào chốt comment hộ em một cái bụi thân đỏ này, 2500k này. Hai thân nha anh chị nhá, lá của nó được 5 cm rồi. Bản lá của nó được 5 cm nha, một cái bụi vàng tím này. Bác nào ok chốt cái bụi to này comment hộ em là 500k này, hai thân mầm nha, cho anh Phạm Văn Hải này. Anh Nguyễn Hùng ơi, cái con này của nó lá được 5 cm thôi nhá. Còn mít tròn hơn thì để em tìm dần dần, còn bác nào ok chốt cái dề này comment hộ em là 500k này. Hai thân mầm nha anh chị nhá, thân ngọn của nó, thân dài nhất của nó được 55 cm này. Thân lớn 55 cm, thân ngắn thì được 25 cm rồi. Cái bụi đỏ vàng này thì comment hộ em là 500k bụi đỏ vàng hai mầm gốc nha anh chị nhá. Bụi đỏ vàng này là 500k này, bác nào ok chốt hai mầm gốc này đỏ vàng comment hộ em là 500k này. Thân lá rất là đẹp luôn. Lá của nó được anh bác nào ok chốt comment hộ em nha là 500k nha anh chị nha. 500k nha anh chị ơi, bác nào ok thì chốt comment hộ em. Anh Minh Huy ơi, sao bác có sưu tầm cái đơn nào không? Đúng rồi, rau muống bây giờ bán nó cũng có 5.000 tụt giá là bây giờ còn có 3.000 ở em đang còn dân người ta hái lên đang còn không khéo làm cho bò ăn á. Còn bây giờ lan như thế này, giá như thế nào các bác ok chốt đơn hàng thân thủ lá như thế nào, các bác đang sưu tầm những hàng nào thì comment hộ em nhé. Bác nào ok không ạ? À? Chốt cái gì hai thân mầm này comment hộ em là 500k này, thân ngắn của nó 25 cm, thân dài được 55 cm nha anh chị nhé. Thân vàng.
Một bụi này là vàng đỏ này, có hai mầm gốc này. Mít tròn à. Mít tròn thì bây giờ là em không có lựa ra được. Mít tròn này, bây giờ em không có lựa ra được đâu anh ạ. Tại vì nó đang nằm trong một cái đống như thế này, giờ đảo lên. Không có anh Nguyễn Hùng ơi. Đây. Chỉ có được như cỡ này thôi. Chỉ có được lá như cỡ này thôi. Đấy, bác nào ok chốt cái dề này comment hộ em là 250 này. Lá chỉ được như cỡ này thôi anh Nguyễn Hùng nha. Lá của nó chỉ được tròn như cỡ này thôi, tròn và nó to như cỡ này thôi. Dạ vâng rồi, ok anh Phạm Văn Hải ơi. Chào anh Quốc Thái Nguyễn Trọng nha. Đây là hàng Ma Bó và Chư Mô Rai nha anh chị nha. Anh chị nào ok cái dề mít này 250 này rồi ok chốt cho bác Lan Rừng 250 này. Rồi gọi cho bác Lan Rừng 250k nha. Đây một cái em thân tím này, một cái bụi vàng ươm luôn này, nù này. Bác nào ok chốt comment của em cái bụi này là 220 này. 220k này, một bụi nù vàng nha anh chị nha, thân tím, nù vàng thân tím này, anh chị nào sưu tầm chốt comment của em này. Nù vàng thân tím nhá, 220k. Bác nào ok chốt sưu tầm của em là 220k thân nù vàng thân tím nha anh chị nha, nù vàng thân tím. Nù vàng thân tím này là 220 này, anh chị nào ưng sưu tầm comment hộ em nha anh chị ơi. Ưng comment hộ em này giá là 220k này. Nù vàng thân tím cái này từ kín luôn lên nha anh chị ạ, một cái bụi kín vàng này. Đấy, thân hoa thân mẹ của nó chưa có sổ luôn này. Mấy cái thân hoa thân mẹ của nó hầu như chưa có sổ luôn này. Di của nó là nguyên kín luôn. 250k nhá, anh chị nào mà thích sưu tầm cái hàng nù vàng kín này thì comment hộ em nha. À nù vàng tím này comment hộ em này. Chào anh Nguyễn Thành nha. Hàng Ma Bó và Chư Mô Rai nha anh chị nha. Bác nào ok chốt đơn này comment hộ em là giá là 220 này. 220k đây ạ. Nù vàng thân tím nha. Đây một cái em lá này tròn nữa này. Nù vàng tím này có bác nào ok chốt comment hộ em là 220 nha anh chị nha. Nù vàng. Thân lá thì anh chị khỏi phải chê luôn, rất là đẹp luôn này. Nù vàng tím này có anh chị nào sưu tầm không ạ? À? Chốt comment của em là 220 nha. 220.000 nha anh chị nhá. Anh Nguyễn Thành ơi, chốt gộp cho em là chốt cho em là 200k này. Bác nào chốt comment của em là 200k này. Bác nào chốt cho em là 200.000 nha anh chị nhá. 200k nha. Bác nào sưu tầm không ạ? À? Lên comment của em là 200k này, comment số điện thoại địa chỉ hộ em này, nù vàng thân tím nhá. Đấy, thân lá như thế này các anh chị nhìn này. Cái này thân mẹ thân hoa của nó hầu như là nó chưa có sổ luôn. Đang còn zin chưa có sổ. 220 nha, bác nào ok chốt comment hộ em là 200 này. Anh Nguyễn Thành nha, ok chốt gộp cho em là 200k này. Anh chị nào mà thích dùng cái hàng đại hàng khủng thì chốt cái dề to này comment hộ em nha anh chị nha, 1.500.000 này. Bụi này của nó này có 3 thân nha, có 4 thân nha, cho anh cắt bụi trần ra này. Cái bụi này của nó thì có 4 thân nha anh chị nha, một thân của nó bị gập đây này, nhưng mà nó vẫn nuôi chào Nga sói. Có xanh sạch, có xanh sạch anh cắt bụi trần ra ơi. Xem kiến xanh sạch nhỏ đi. Anh Khánh Linh Vũ. Rồi 180. Rồi ok anh Khánh Linh Vũ này, chốt 180 lên hộ em cái địa chỉ này. Anh Khánh Linh Vũ ơi, chốt cho comment hộ em cái số điện thoại địa chỉ nhá, chốt 180 này. Bác nào sưu tầm những đơn nào thì lên comment nha các bác nha. Bác Khánh Linh Vũ này, Vũ Khánh Linh này. Khánh Linh Vũ. 180. Bác lên comment hộ em cái địa chỉ nhá. Bác nào mà mua đơn nào thì lên comment hộ em nha các bác nhá. Một em nù vàng rất là đẹp luôn. Đây để em lên. Cái bụi to này 1.500.000 này, các bác nào chốt cái giò to này comment hộ em là 1.500.000 thân vàng tím nha anh chị này. Các bác nào muốn mua giò khủng thì comment hộ em này. Cái này của nó là thân lá xếp nha anh chị nha, thân lá xếp cực đẹp luôn, thân lá thì không có gãy dập, thân lá thì không có gãy dập. Có một cái thân này của nó bị gập đây thì em vẫn nói các bác là ngay từ đầu, bác nào mà chốt thì em nói ngay từ đầu nó bị gập ở đây nha, nhưng mà thân mầm của nó vẫn nuôi vẫn giữ bình thường, nó chỉ gập thôi chứ không có gãy nha các bác nhá, gập thân thôi. 1.500.000 cái bụi to này, bác nào ok 1.500.000 bụi to thì lên comment hộ em nhá.
1.500.000 cái bụi to nha. Anh chị ok bụi to comment của em là 1.500.000 này. Một triệu năm trăm này có bác nào chốt không ạ? Báo ship nha. Nói thật với bác Vũ Khánh Linh ơi, để mà cái đơn hàng mà bán cho các bác một cái con kiến như thế, các bác lấy ở đâu ra mà có 180.000, bây giờ 200k rồi. Em đã nói 200k, bây giờ chốt bác 180.000, bây giờ bỏ bao ship làm sao mà em bao ship được. Bác nào ok thì chốt comment của em đi. Em không bao ship đâu bác nha, bác Vũ Khánh Linh nha. Ok thì em chốt đơn nha. Ok thì em chốt đơn, chứ cái đơn đó em không chốt 150.000 bao ship, à 180 không bao ship đâu nha. Ok thì comment của em cái địa chỉ luôn. Cái giò to đại này 3-4 thân mầm nha anh chị nhá, 2 thân dài 60 và 1 thân của nó là 50, thân 55, thân 40 chứ. Comment của em cái bụi to này là giá là 1.500.000 nhá. 1.500.000 này bụi to này, bác nào muốn chơi cái bụi khủng thì chốt cái giò này comment của em này. Nó rất là khủng khiếp luôn. Nó rất là to nha anh chị nhá, vàng to tím đẹp, vàng to tím đẹp. Và 2 thân 60 và 1 thân 55, 1 thân 40. 1 thân 40 của nó bị gập đó. Thân 40 của nó bị gập. Nhưng mà nó không có gãy, nó chỉ gập thôi, về các bác vẫn chăm dưỡng cây, nó vẫn phát triển bình thường. Cái dòng lá xếp chỉ thiên này, cái này là lá xếp chỉ thiên nha anh chị nhá, một cái rề bụi vàng đỏ luôn, đỏ rịa luôn. Bác nào ok cái bụi to này chốt comment hộ em là giá là 1.500.000 nha các bác nhá. 1.500.000 một bụi của nó là 4 thân nha. Bác nào ok không ạ? Bác nào ok lên đơn hộ em nha anh chị nhá. 1.500.000 này, 1.500.000 nha. Anh chị nào yêu thương đỏ đẹp này, đỏ đô đỏ đẹp thì comment hộ em là 1.500.000 nha. Đem lên kiến đỏ là kiến xanh này. Ủa cái này của nó không như xanh mà quá xanh luôn á. Đây nha anh Trần Tiến Anh ơi. Đây. Con này kiến luôn, chưa có gì luôn này. Nó yếu yếu quá, bóc ra này. Kiến đẹp luôn này, lá rất là tròn luôn này. Đơn này anh chị nào chốt comment hộ em là 200k này. Rồi ok bác đây ạ. À. Con này là 200k nha. Bây giờ nhìn nó rất là xanh và sạch luôn, còn về các bác test nắng bây giờ, tại vì các bác ơi là cái hàng này là hàng dừng về cho nên là em không dám hứa các bác là test nắng và cái hàng có đổi màu hay không, nhưng bây giờ các bác nhìn cái cây này em soi rõ trực tiếp cho các bác luôn, ôm cái cây của nó rất là gọn nhẹ luôn này. 200k này, bác nào ok xanh sạch thì chốt con này 200k này. Còn bây giờ về tuyệt đối hay không thì các bác về phải test nắng nữa. Anh lại là Lan ơi, cái rễ to của nó là 4 thân nhá. 4 thân mầm gốc và cái thân già của nó thì vô kể luôn. Nói thật với anh là cái bụi này là lúc người ta chụp lên đưa cho em là nó là 28 cái mầm gốc đi, à 28 cái thân già. Chốt thân vàng. Rồi ok. Anh Nguyễn Thành ơi. Anh Khánh Vũ Linh ơi, cái đơn đó em không bao ship bác ok không này? Cái đơn này là 200k này. Bác gì có ok không này? Anh Trần Tiến Anh này. Quay rõ sát cho các bác nhìn nhá. Đấy, có một cái thân hoa này của nó đang nhỏ, nó chưa có gì luôn đây này, đang lọng lọng đây này. Vậy và ông em quay rõ sát các bác ok thì chốt comment của em 200.000 nha. Bác nào ok xanh sạch này chốt comment của em là 200.000 anh chị nhá. Không có một tí gợn tí gì luôn, không có một tí cái gợn gì trên cái lá cái cổ của nó luôn ạ. Rất là sạch luôn, rất là sạch nha. Bác nào ok chốt comment của em này. Chào anh Trần Quang nha. Anh ơi cái hàng này là chưa moray và hàng ma bó nha. Cho thêm một cây nhỏ nữa đủ 350 gộp. Cây nhỏ 150 à? Bây giờ tìm đâu cây nhỏ 150 được. Chỉ cây này thôi anh ok không? Gộp hai cây này là 350k cho anh luôn này. Đây một em kiến nhỏ này. Một em kiến nhỏ đây anh Thành, anh Trần Tiến Anh này. Anh Trần Tiến Anh nha. Con này ok không ạ? À? Kiến zin luôn lên này. Anh Trần Tiến Anh ok không ạ? 350 gộp cho anh hai con này. Anh Trần Tiến Anh nha, ok thì em gộp này 350 này. Dạ ok Trần Quang ơi, được em một tí nha. Cây nhỏ có xanh không? Cây nhỏ xanh và sạch luôn nha anh Trần Tiến Anh ơi. Cây nhỏ xanh và sạch luôn, tại vì những cái hàng này em đã lựa ra đây cho các bác rồi, xanh và sạch luôn. Cái bụi kín xanh của nó này, nó là nhỏ quá, bây giờ tách tách cái thân của nó đây này. Anh ok không ạ? À? Ok thì để em gộp này, em lên đơn khác này. Rồi ok nhanh lại là Lan ơi, được em một tí nha, em cho anh xem nha. Con này là cũng xanh sạch lắm.
Anh Trần Tiến Anh ok không ném gộp nha. Rồi ok anh ạ. Của anh tổng là 1 triệu nhá. Của anh cái đơn của anh là tổng 1 triệu này. Tổng có đơn của anh Trần Tiến Anh là 1 triệu nhá. Đây. Cái dề này bây giờ là anh chốt nhé. Rồi ok anh ạ. Anh lại là Lan ơi, em đếm cho anh luôn này. Tại vì cái bụi này của nó rất là to luôn, cho nên bọn em phải cắt bớt cái này đi. Khi bọn em mà bỏ lên cân, con này của em là gần 1kg rồi. Gần 1kg nha anh lại là Lan nhá. Cho nên là phải cắt bỏ những cái thân già đi để cho người ta cân hàng cho bọn em là nó nhẹ cân hơn. Chứ bây giờ bọn em không có dám để nguyên như thế này để mà cân cho các bác đâu. Để mà bán nha, bọn em lấy hàng về nguyên cái bụi như thế này của nó mấy chục cái thân già luôn. Em không dám lấy. Tại vì người ta phải cắt cho bọn em này. Bây giờ em đếm cho bác này, 3 này, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12 này, 13 này, 14, 15, 16, 17. 17 cái thân già nha anh lại là Lan nha, và 4 cái thân mầm. Cho anh Văn Mạnh nhá. Rồi ok anh Trần Tiến Anh nhá. 17 cái thân già và 4 cái thân mầm nha anh Trần bác lại là Lan này. Bác nào ok chốt cái giò to này comment lá xếp chỉ thiên nha anh chị nha, chào anh Cường Lê này. Lá xếp chỉ thiên nha anh chị nha, một cái dề tím đỏ luôn, 1 triệu 500 nghìn này. Không gáy dập nha anh chị nha, chỉ có một cái thân mầm này của nó là em nói luôn là nó bị gập ở những cái đầu đốt ngay. Rồi ok anh nhá. Anh có ok cái giò này không? Chốt comment hộ em là giá là 1 triệu 500 nghìn. Bụi to này của em là gần 1 kg rồi, cho nên em phải cắt những cái thân già bớt đi chứ không để như thế này được, bọn em không ôm xô được. Đấy, anh có ok không thì comment hộ em cái điện thoại địa chỉ nha, 1 triệu 500 nghìn. Thân 2 thân dài 60 nhá, một thân dài 55 và cái thân này bị gập này là dài được 40cm thôi này. Thân bị gập này là 40cm này. Nó chỉ gập thôi chứ không có gãy nha. Gập thôi không có gãy. Cái này tại vì các bác thân mầm của nó vẫn dưỡng cây, vẫn cây lá vẫn tốt, vẫn tươi bình thường, không có vấn đề gì hết. Đây còn mấy cái này là không có gãy dập này. Hàng bao đẹp cho các bác không có gãy dập nhá. Anh lại là Lan nhá. Ok thì chốt comment của em bụi to này là giá là 1 triệu 500 này. Chào anh Duy Hoài Nguyễn nhá. 1 triệu 500 nhá. Anh ok thì comment hộ em cái địa chỉ đi. 17 cái thân già và 4 cái thân mầm nha anh chị nha, một cái bụi vàng đỏ luôn này. Một cái bụi vàng đỏ. Anh chị nó ok này, vàng đỏ chốt comment hộ em là 1 triệu 500 này. Anh Tại là Lan có ok không ạ? À? Bác nào ok thì chốt comment hộ em nha, 1 triệu 500 nghìn nha. Đỏ đẹp quá đẹp luôn. Nhiều các bác đi tìm cái dề thân đỏ mà chẳng có. Này nguyên một cái bụi to khủng khiếp như thế luôn. Anh ok không thì comment hộ em nhá. Ok thì lên đơn hộ em đi ạ. À. Đây bác gì mà hỏi em xanh sạch đây. Anh lại là Lan nhá, nếu có ok đơn nó thì comment hộ em này. Em đây một cái dề và dề xanh nha anh chị nhá. Con này thân mầm thì rất là sạch luôn, con này thân mầm thì rất là xanh sạch luôn này. Hàng rừng về thì em không có test nắng nha, bây giờ về các bác test nắng hộ em này. Ship ra Thái Nguyên mấy ngày. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai bọn em đi hàng, nếu mà để đi hàng thì phải chiều thứ ba hoặc là sáng thứ tư, ngày thứ tư là anh sẽ nhận được nha anh nha, tại là Lan nha. Cứ chắc chắn là ngày thứ tư là anh mới nhận được hàng đi. Tại vì em không có chắc chắn. Nếu mà đi đầu tuần thứ hai luôn mà em đi chuyến 10 giờ á, thì ra khu vực của anh thì khoảng tầm thứ tư là nhận được. Nhưng mà em đi chủ nhật rồi thì cứ đan đan là khoảng tầm như thứ tư anh cũng nhận được. Tại vì vô ngày nghỉ, không biết là chuyến bay người ta ra xếp hàng có đi được luôn không thì không biết. Anh chị nói ok này. Héo quá. Dạ vâng anh Cường Trần ơi, con này héo quá hả? Cái này lá hàng dùng về như thế này, nó theo các bác là nó không gãy dập là ok rồi, nó không gãy dập là các bác ok rồi. Cái này cái lá của nó là nó đang còn hàng từ rừng về, cho nên không được chăm chút xuống hàng thuần của mình được. Đấy, bác nào ok chốt comment của em là 300k này. Con này thân xanh nha anh chị nha, thân xanh và cái mầm gốc của nó rất là sạch luôn. 300k này, bác nào ok thì chốt đơn này. Em gửi cho anh rồi, anh Đoàn Đỗ em gửi rồi, em gửi sáng nay rồi mà. Em gửi đi chuyến 1 giờ sáng nay rồi, đơn hôm qua là em đi hết ngày sáng nay rồi, đi chuyến trưa nay rồi. Anh chị nào ok chốt cái dề này xanh sạch nha anh chị nhá, xanh sạch luôn. Còn về các bác test nắng hộ em nhá. Bây giờ nhìn cái thân mầm của nó không có một tí gợn tí gì hết đây. Bác nào ok comment hộ em cái bụi này là giá là 300k này. 300k cái bụi này nha anh chị nhá. Anh chị nào yêu thương chốt comment hộ em là 300k này. Thân mầm cũng được 20cm. 300.000 đấy ạ. À. Anh chị nào ok cái thân xanh sạch này comment hộ em là 300k này. Chuyển dề khác đi. Rồi ok anh Cường Trần này, có bác nào ok không ạ? À? 300k một cái dề xanh sạch này, bác nào ok xanh sạch thì lên comment hộ em nhá. 300k cộng số điện thoại địa chỉ hộ em nhá. Anh chị nào ok giao lưu cái đơn xanh sạch này comment hộ em là 300k này, cộng số điện thoại địa chỉ hộ em này, nó không tì vết luôn anh chị nhá.
thân thân và lá của nó là không có tì vết cái gì luôn, tại vì nó cái lá của nó hơi dẫu thôi, về các bác chăm lại thì nó tỉnh liền thôi nhá. 300.000 cái rể xanh xanh nào, có bác nào sưu tầm thì lên comment hộ em nhé. Đây một cái rể lá tươi này, đây về cái này các bác cứ test nắng để cho nó rõ ràng ra. Chứ bây giờ về mà bây giờ hàng rừng mới về em cũng chưa có test nắng đâu, về các bác biểu nó test nắng mà nó đổi màu thì làm sao bạn em có dám chắc chắn cái đó được. Còn bây giờ nhìn nó rất là xanh sạch luôn. Anh Toàn Đỗ ơi, chốt cái rể này comment hộ em đi, tại vì nó hơi héo nha nhá. Nó hơi héo cái này luôn, chốt comment hộ em là 300k này, chứ nó mà không có héo là em bán giá hơn á. Anh Toàn Đỗ nha, không có bán đắt đâu. Nó mà không héo là em sẽ bán cái giá hơn, nhưng mà tại vì nó héo, cái lá nó không phải là nó héo mà hàng rừng về nó dấu cái lá thôi. Đấy, còn thân mầm của nó vẫn phát triển, vẫn đua cây đua ngọn bình thường, về các bác chăm này. Anh Toàn Đỗ ok thì chốt comment hộ em nhé, 300k cái con đó, cái lá nó dấu như thế em bán cái giá đó đâu. Em lên cái đơn tiếp theo nha anh chị nha, cái đơn này rất là sạch luôn. Đơn này rất là sạch luôn này, anh chị nào chốt cái đơn lớn này comment hộ em là 370 này. 370k nha, rất là sạch luôn nha anh chị nhá. Rất là sạch luôn, bác nào ok chốt cái đơn này comment hộ em là 370 này. 370 rất là sạch luôn nha anh chị nha. Bác nào ok sưu tầm này comment hộ em này. 370k nha. Anh Tại Vì Lan ơi, anh có chốt cái rể kia không ạ? Anh mà chốt cái rể 1,5 triệu đó thì là comment hộ em cái số điện thoại địa chỉ nhá. Anh Tại Vì Lan nha, anh mà đang xem live này có chốt cái rể đó thì comment hộ em số điện thoại địa chỉ nhá. Cái rể này rất là sạch nha anh chị nhá. Xanh sạch nữa nè. Bác nào ok chốt comment hộ em này 370.000 này. Anh chị nào yêu thương siêu tầm lên comment hộ em là 370k cộng số điện thoại địa chỉ hộ em nhá. Chốt 300k gộp đơn đi. Chốt 300k. Chốt 300. Rồi ok anh Trần Tiến Anh này, gộp cho anh cái đơn này này. Cái đơn này thật sự là nó là một cái thân mầm của nó trên 20 cm luôn rồi. Đấy, rồi ok chốt Trần cho anh Trần Tiến Anh này. Các bác ơi, chốt đơn đi, các bác đi đâu hết rồi. Bây giờ là em đang bán, bây giờ ít các bác khách quá, em lên đơn 1. Đơn 1 mà các bác cứ chờ các bác chốt thì lâu quá. Rồi ok anh Trần Tiến Anh nha. Đây em đây một cái rể này nữa này. Này. Nó nà luôn mà thật sự là cái lá của nó giấu cái lá rồi, cho nên là bây giờ các bác nhìn vô này. Cái cây này anh ơi, cái cây đó của anh ship cho Thái Nguyên chắc không phải em mà đóng hàng, chắc khoảng tầm trên 80.000 tiền ship. Anh lại là Lan nhá, trên 80.000 tiền ship. Đây này, tại vì cái này của nó nếu mà bây giờ cân lên nó phải nằm vô khoảng tầm như 7 lạng rồi. Nhà anh Tại là Lan nhá, mất 80.000 tiền ship anh ạ. Chắc chắn cho em là 80.000 đi, còn có khả năng là nó sẽ hơn một tí nữa. Đấy, cứ chắc chắn là 100.000 quay đầu. Nhanh lại Tại Đà Lan nhá, cái nếu mà cái này của giò này của anh mà ship ra Thái Nguyên là nó phải nằm 100.000 quay đầu lại đấy, không trên 100.000 đâu mà phải 100.000 quay đầu lại, tại vì một cái giò nó của nó bây giờ là thực tế của nó là phải gần 7 lạng rồi, thực tế của cái rể đó là gần 7 lạng rồi anh ạ. Anh chị nào ok chốt cái đơn này cho comment của em nha anh chị nhá, nó không tì vết luôn nhưng mà nó thật sự là nó yếu quá. Đây cái lá của nó rất là dẫu ra luôn này, nó sạch luôn này, nó yếu quá này. Bác nào ok chốt comment của em cái rể này là giá là 300k này. Nó rất là yếu nha anh chị nha, cái lá của nó thân của nó rất là sạch luôn, thân lá thì rất là sạch luôn này, nhưng mà cái cây của nó rất là yếu. Bác nào ok lên đơn hộ em là 300k nhá. 300k nhá. Cái thân rất là yếu, về các bác chăm này, thân lá thì rất là sạch luôn. Đây này. Bác nào ok chốt comment hộ em là 300k này, thân lá rất là sạch nha anh chị nhá.
300k, anh chị nào ok chốt comment hộ em cái đơn này là 300k nha. Cái lá của nó đang cái cây thân yếu nha anh chị nha, thân của nó yếu, cho nên anh chị nào chốt comment hộ em này. Cái dòng là rút cổ hở luôn này, 300k nha. Có bác nào sưu tầm 300k cho anh Tuấn Anh ạ, 300k anh chị nào em ộp đa cho anh. Anh Sơn Đặng ơi, thân già còn mắt mù không? 17 cái thân già mà anh ơi, 17 cái thân già. Nếu mà cái thân nào của nó có những cái nó sổ rồi, có những cái nó chưa sổ, chứ hầu như là cũng có nhiều cái thân của nó chưa có sổ đâu. Nó to nó dài như thế này. Đang còn rất nhiều mắt mù nha anh. Anh hàng của anh em gửi rồi anh Toàn Đỗ ơi. Hàng vùng nào? Anh Đặng Duy Khang ơi. Hàng này hàng chưa bó đây và hàng ma bó nha. Anh Tại Vì Lan này có ok không ạ? Thân già của nó thì đang còn mất mù rất là nhiều, làm sao mà hoa nào mà nó sổ hết từ đầu đến cuối được. Đây này, về các bác muốn mà để giò to chơi, các bác cắt những cái thân già này các bác lên kia thì thoải mái luôn này. 17 cái thân già luôn mà các bác mua hàng thanh lý còn không có rẻ như thế này luôn, mà về mua một cái giò to để các bác chơi này, thân lá không có gãy dập đấy, là nói rõ ràng cho các bác luôn. Cái giò này em bán em đang còn lỗ tiền vào trong đây này, đỏ nhiều các bác đi tìm cái thân đỏ mà chẳng có cái gì này, vì nó to quá nhiều các bác. Đôi lúc là thấy giò to các bác là kinh phí không có đủ mà các bác này không dám chốt thôi. Em gửi anh Toàn Đỗ ạ, hàng của anh em gửi trưa nay rồi. Hàng chưa mua đây nha anh Đặng Huy Khang ơi. Có cả ma bó và chưa mua đây nha anh chị nhá. Em hộp đa cho anh. Anh Sơn Dương anh bình luận cái gì ạ? Bình luận em chẳng hiểu cái gì cả. Anh nha bình luận rõ hộ em với nhá. 300k này, bác nào ok chốt cái thân này comment hộ em là 300k nha anh chị nhá. Cái thân lá của nó hơi yếu. Cái lá của nó hơi yếu cho nên em chốt cái đơn này là 300k này, thân lá thì rất là sạch luôn. Cái này cổ hở nha anh chị nhá, cái cổ hở này có cái mắt kẻ chỉ của nó luôn này. Đấy cho nên cái thân của nó hơi yếu. Nó hơi eo nó yếu cái thân. Rồi ok anh Toàn Đỗ nha, anh có mua thêm không? Mua thêm rồi đến mai em lại gửi đi tiếp. Các bác cứ chốt đơn nào mà nếu mà trong ngày hay là nữa mà còn mua thêm thì em sẽ để hộp đơn, nhưng mà không có là hàng cứ các bác chốt đơn nào là em gửi đơn đó à, em không có giữ lại. Tại vì hàng hoa lan hàng hoa tươi mà. Có bác nào ok không ạ? Con này đốt cổ hở nha anh chị nhá. Các cái mắt kẻ của nó trên thân cũng rất là đẹp luôn này. 300k nha. Về các bác chăm này, thấy cái lá của nó hơi yếu cho nên em chốt cái giá này cho các bác này. Cái thân của nó hơi yếu. Anh Thành Nguyễn ơi, em ở Gia Lai mà anh. Em ở Gia Lai mà anh Thành Nguyễn ơi. Thân xanh nha anh chị nhá. Một em thân xanh sạch này. Đốt cổ hở này, con này cái thân của nó hơi yếu nha, để anh chị giá 300k này, bác nào sưu tầm thì lên comment hộ em nhé. 300k này, bác nào yêu thương không ạ? Không chốt được 200.000 anh Toàn Đỗ ơi, nói thật cái này mấy cái thân nó lớn đẹp như thế này mà chả qua là cái thân của nó cái lá của nó hơi yếu, em để cái giá nó cho các anh thôi chứ làm sao mà các anh đây này phải trả giá cho em nữa. Anh Toàn Đỗ này, chốt cho em 300k đi. Dài gần 40 cm đâu nữa. Dài gần 40 cm rồi anh ạ. 300k này, bác nào sưu tầm chốt comment hộ em là 300k đi. Có cái hàng nào hàng rừng về mà cái thân xanh sạch mà bán cho các bác như thế này không? Nhánh đó cùng nào. Anh Đặng Duy Khang ơi, hàng chưa mo đây ạ. Anh Đặng Duy Khang nhé, hàng chưa mo đây này. Cái này là tại vì làm sao hàng vừa mới về cho nên bọn em cũng không có thứ nhất là không có nước nôi gì cho nó cả, cho nên là ở đó người ta đã về, người ta đã bóc lên rồi, bây giờ về đến mình nữa. Cho nên để lên bán để cho khô ráo ráo bán cho các bác luôn này. Không có là nếu mà để cho nó mà ẩm ướt tí mà cho nó gốc của nó có tí nước, nghĩa là nó cũng tỉnh cây nhanh luôn thế này. Bác nào ok chốt comment hộ em đi ạ. Giá là 300k nhá. Anh Đặng Duy, anh Đoàn Đỗ này khách quen mà đâu có để cái giá gì cho anh mà nó đắt đâu. Gần 40 cent cái đơn này của em rồi. Cái đơn này của em gần 40 cent rồi này. Bác nào ok 300k comment hộ em này. Anh Toàn Đỗ nhá, ok thì chốt comment hộ em là 300k đi. Em đây một con nù đỏ này. Một con nù vàng đẹp luôn nha các bác nhá. Lá của nó có biên tím nhá. Đấy, một bụi kín luôn này. Cái này 1, 2, 3, 4, 5. 5 năm là chưa có hoa. 5 năm chưa có hoa nha các bác nhá. Em này là 5 năm chưa hoa này. Vàng này. Bác nào chốt gộp cho em 150 này. Nù vàng 150 này. 5 năm chưa hoa này. Anh chị nó ok nù vàng này, xanh sạch bao tết nắng. Anh Đặng Duy Khang ơi, cái này là hàng rừng nhà em mới về nhá. Em nói các bác rồi, nếu mà tết nắng rồi thì cái giá nó rất là cao. Cho nên bây giờ cái hàng này là hàng mới về, cho nên em không tết nắng cho các bác nhá.
Em chỉ lên những cái con nào xanh sạch các bác ưng thuận ý mắt là các bác lấy thôi, mà giá thành thì rất là rẻ các bác luôn. Còn nếu mà đá tét nắng rồi em bọn em bán phải trên 1 triệu có con 2-3 triệu một con. Đó là cái hàng tét nắng, bọn em tét nắng. Còn bây giờ cái hàng này là hàng rừng vừa mới về, bọn em không có tét nắng, là sổ ra bán cho các bác thôi. Đấy. 150 cho một em kín nụ vàng này, bác nào ok kín nụ vàng anh chị này. Cái này có pin lá tím nhá, à pin lá trắng này. Này càng đi pin lá trắng rất là đẹp luôn này. 550 hoa nhá. Bác nào ok nụ vàng này comment hộ em là 150k nha anh chị nhá. 5 năm chưa có thấy mặt hoa luôn. Anh chị nào ok nụ vàng là chốt comment hộ em là 150 nha anh chị nhá. Nụ vàng 150k này, thân mầm rất là khỏe luôn nè. Có anh chị nào nụ vàng chơi thích nụ vàng thì comment hộ em nhá, siêu tầm hàng thân nụ vàng này. Anh chị Cao Thu Hồng ơi, chốt comment hộ em là 150 nhá. Đâu có đòi thách các bác đâu ạ. Cái hàng sừng như thế này nó thật các bác là hàng. Rồi ok anh Cường Trần chốt 150 này. Nụ vàng luôn, cái này có pin của nó là đi pin pin trắng ở trên lá này, các bác về nhìn rõ là phải đẹp. Rồi chốt gộp cho anh Cường Trần 150 nhá. Em gộp cho anh Cường Trần 150k nhá. Có kín không chị? Có kín nha anh Nguyễn Thành ơi, có kín nha. Đây, em lên một em này. Thân lá tròn này. Bán nào chốt comment hộ em này. Em này cũng kín mấy năm không hoa đây này. 1, 2, 3, 4, 5 năm luôn đó. Đây cái đơn này lớn hơn này, 180 này. Bán nào ok chốt 180k lên đơn hộ em cái đơn này nha. 4, 5 năm không hoa luôn đó. Bụi kín này là 180 nha. Bán nào ok chốt comment hộ em là 180 này. Rồi ok anh Cường Trần nhá. 180k cho một em lá tròn nha anh chị nha, kín nụ tròn này. Được không? Chào bác Trần Kim Cương nha. Chào anh Phạm Bá Hòa nha. Bác Trần Kim Cương ơi, chốt cái đơn này comment hộ em là 180 này. Kín này mấy năm không hoa luôn ạ. Không được đâu ạ, à, không được đâu nha bác Trần Kim Cương ơi. Đơn này bác nào ok chốt comment hộ em là 180 nha. Em này cũng 4 năm không hoa luôn này. 180 nha, anh chị nào ok chốt gộp hộ em là 180 này. Một em lá tròn nha anh chị nha, thân tím nụ lá tròn này. 180.000 nha, có lan kiếm không? Không có lan kiếm. Kín hay là kiếm hả anh ơi? Có kín anh nha, có kín nhỏ, có kín mấy chục nghìn một con là có. Nhưng mà kiếm thì không có. Hàng kiếm thì không có, còn kín mấy chục nghìn một con là có. Tại vì đang có một đống ngoài kia, thì em bán hàng bảo ưng thì em ta em lấy. Đây ạ. À. Cái đơn này là kín mấy năm, cái đơn này cũng mấy năm, cái thân này mấy năm không hoa rồi anh chị này. Đây. Chưa có hoa luôn nhá. Cái cục mấy cái bụi kín của nó này. Mấy năm không hoa đó. 180 nha, em thân lá đẹp này, bác nào ok chốt thân lá đẹp này comment hộ em này, 180 này. Lá tròn vo luôn, có cái pin trắng của nó như lá này, ngọn của nó là tím. Ngọn tím nha. Phạm Bích Ngọc. Rồi ok, chốt cho bác Phạm Bích Ngọc 150 này. Bác Phạm Bích Ngọc ơi, lên hộ em cái địa chỉ nhá. Con này là rất là đẹp luôn, 150 này. Bác Phạm Bích Ngọc lên hộ em cái địa chỉ nhá, 150. Bác Phạm Bích Ngọc lên hộ em cái địa chỉ ạ. Vùng nào? Hàng chưa mua đây ạ. Rồi ok bác ơi, lên hỏi em cái địa chỉ luôn đi. Cái dề lớn lúc nãy bao nhiêu vậy chị? Cái dề to này lúc nãy là 1 triệu rưỡi này. Bác nào chốt 1 triệu rưỡi dề to không này? 7 lạng nhá. Rồi ok anh ơi, inbox cho em cái địa chỉ nhá. Cái dề to này 1 triệu rưỡi này. Bác nào mà thích dề to này comment hỏi em là giá là 1 triệu rưỡi này. Chào anh Sang Nguyễn nhá. Lấy được nha bác. Xong gọi vào đây. Lấy được nha bác. Rồi ok anh Trần Tiến Anh nha. Rồi ok anh Trần Tiến Anh ạ. Cái đề này em nói các bác này, nó 3 4 cái mầm gốc, một cái hai cái là dài 60 cm, một cái 40 và một cái 55 cm. Nó là mầm gốc nha anh chị nhá, mầm gốc bao không gãy dập này. Bao không gãy dập hàng lá xếp chỉ thiên nhá, rất là đẹp, một cái bụi to khủng khiếp luôn ạ. Đây các bác nhìn hộ em này.
Có một cái thân này của nó 40 cm thì nó gập ở như cái gốc này luôn nhá. Nó gập như gốc đây luôn này. Nó không có gãy, nó chỉ gập thôi, nhưng mà thân thủ của nó vẫn phát triển cây bình thường, không vấn đề gì cả. Cái bụi này to đỏ này. 17 cái thân già và 4 cái mầm gốc. Bác nào chốt comment hộ em cái bụi này to này. Tại vì nó to thì giá tiền của nó như thế, nhiều các bác là không thích mua cái không đủ giá tiền để sưu tầm thôi. Còn nguyên một cái giò to thế này giá chỉ 1.500.000. Hàng gửi nhanh vậy, nay đã nhận được. Dạ vâng anh ơi, trong tuần là hầu như là nếu ở thứ 6 hoặc là thứ 2 thì bọn em đi là hàng chỉ ngày trước ngày sau ra đánh anh thôi. Anh nhận được rồi hả? Dạ vâng rồi, em cảm ơn anh nhá. 1.500.000 nhá, bác nào sưu tầm không ạ? Cái bụi to khủng khiếp như thế này có 1.500.000 này. Cái này gần 7 lạng của em rồi. Đó, cân rõ ràng luôn. Còn nếu mà lúc để luôn cả 10 cái mầm, 10 cái thân già của nó không cắt thì em nói các bác là nó xích xoát 1 ký rồi. Không được nha bác Cao Thu Hồng ơi. Cái bác gì đó lúc nãy bác đã trả em giá là 1.350.000 rồi mà em không chốt á. Đó là nói thật các bác ạ, gần 7 lạng hàng của em luôn đây này. Còn các bác mà hôm trước cái hàng em không cắt thân già là như thế này luôn, là gần 1 ký, xích xoát gần 1 ký của em luôn rồi đó. Cái bụi đỏ đẹp như thế này mà thân mầm về các bác tách ra lên một chậu một cái cây như thế này, các bác nhìn cái cây nó vi vu luôn. Cái dòng lá xếp này không có cây nào của nó là cái lá của nó không có dập một cái lá nào luôn nha các bác nhé. Cái lá không có dập một cái nào luôn á. Còn nó bụi to quá nên bán cũng khó bán thôi. Đấy, không bác nào chốt thì để em lại tách ra. Em cho lên chậu. Tách ra bán lẻ cũng được. Chị Cao Thu Hồng nha, không chốt được cái giá đó đâu chị ơi. Đây, em lại trở về với chủ đề nụ đây. Một em nụ vàng nha chị nha, lá tròn này. Bác nào ok chốt không? Vườn lan chị ở vùng nào, Gia Lai hôm nào em ghé qua. Anh Thành Nguyễn ơi, em ở ngay trung tâm nha, ngay trung tâm thành phố xuống em chỉ được hơn một cây thôi ạ. Anh chỗ cho khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đó. Anh cứ lại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai chạy rẽ về cho em có hơn một cây số là đến nơi thôi. Anh chị ơi ok comment hộ em này, một em nù vàng đó này, một cái rễ vàng này 250k này. Bác nào ok nù vàng không này 250 này, lá tròn nha anh chị nhá. Thân tím vàng tròn. Đây, kiến zin chưa có sổ luôn, chưa có thân nào sổ luôn. 4 năm chưa hoa này. Em này là 4 năm chưa hoa này, nù vàng tròn này, bác nào ok chốt 4 năm chưa hoa comment hộ em này. 250k nha. Anh chị nào ok nù vàng tròn 250k comment hộ em này. Bác nào ok nù vàng tròn là 250.000 comment hộ em nha anh chị nha. 4 năm chưa hoa luôn, cái bụi vàng chanh luôn này. Vàng chanh siêu đẹp luôn. Đây nhất là cái thân hoa này của nó này. Cái dòng này đốt cổ hở nha anh chị nhá. Cổ hở này. Anh Phạm Bích Ngọc nha, 250k, em không có bán trả giá các bác đâu. Nhiều cái những cái gì em bớt được là em bớt, cái gì em không bớt được là các bác thông cảm là em không bán chốt cái giá như thế được. Một cái đơn hàng thế này cho chị xem này là em kiếm nhỏ. Rồi ok chị Cao Thu Hồng nha, đợi em một tí ạ. Có xanh sạch anh Nguyễn Thế Dũng ơi, có xanh sạch nhá. Bác nào ok không ạ? Chốt comment hồi em là 250k một em nụ vàng 4 năm chưa hoa này, dòng cổ hở này. Các anh chị nhìn cái cổ hở của nó trên thân là nó vàng 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 chanh vàng đẹp luôn nhá. Chị Phạm Bích Ngọc, bác Phạm Bích Ngọc nhá. Ok, chốt gộp cho em là 200k này, em gộp đơn này. 200k một 250 nhá. Em lá tròn, thân thủ nụ dục dịch 4 năm không hoa luôn. Này, một cái bụi kín 4 năm không hoa rất là đẹp. 250 nha, bác nào ok chốt comment hộ em cái bụi này là 250k này, lên đơn hộ em nha anh chị nhá. Bác Phạm Bích Ngọc ok không? Bác Phạm Bích Ngọc ơi, 250.000 này, một em nù lá tròn nha anh chị nhá. Cái thân của nó cũng tím này, các cái mắt đốt của nó là xước xước trắng này, cũng đẹp luôn này. Đấy, xước xước trắng cũng đẹp luôn này. Hai trăm hai mươi để giao lưu. Rồi ok chị, ồ rồi lại bớt 220. Không uống nữa để tiện cơm, phải đánh nữa. Chào anh Ngô Văn. Rồi ok, em ở huyện Trờ Rông. Tiền xe bao nhiêu vậy chị? Tiền xe bao nhiêu là sao? Em ở huyện Trờ Bờ, Chư Bờ Rông à? Ô Chư Bờ Rông ra cho em gần không à? Lát gọi vào đây được nha bác. Rồi ok anh Trần Tiến Anh nhá. Hàng gì chị chủ ơi? Chào anh Đa à, Đơ cô Vũ này. Hàng này là hàng bóc rừng nha anh đây cô Vũ ơi. Mà mua lần đầu mà. Rồi ok bác Phạm Bích Ngọc nhá. Lên con à, rồi ok bác này gồm cho bác 250 này và 220 này. Mua lần đầu. Dạ vâng rồi. Ok bác.
Từ chơi bờ rong ra cho em có hình như cũng hai mấy cây, 30 cây gì đó. Anh Lê Cô Vũ ơi, hàng bóc rừng nha anh Lê Cô Vũ nha. Cái dề to này bán nào ok, dề to không này về mà chơi này. Em nói thật các bác, cái đơn nhỏ bán khi động lực đơn to như thế này là nói thật là muốn bán lắm. Mà các bác nào mà ưng siêu tầm thì chốt comment của em là giá là 1,5 triệu nha. Bác này vừa hỏi em xanh sạch đây. Anh Nguyễn Thế Dũng ơi, xanh sạch này, mấy con này của nó là cái thân của nó hơi yếu nha anh chị nha. Cái thân của nó hơi yếu này. Đấy, còn hàng mới về là em không có bao tét nắng cho các bác nha. Còn thân của nó là xanh đét đèn đèn luôn, đốt cổ hở này. Không tì vết luôn nha, không có tí gần gì trên thân trên lá luôn này. Bác nào ok chốt comment hộ em là 300k này. Dạ vâng rồi, ok Nguyễn Thế Dũng này, 300k nha. Anh chị nào ok này, không bao tét nắng nha anh chị nha. Tại vì hàng rừng mới về, nếu mà hàng mà bọn em mà bao tét nắng là bọn em có thể bán trên 1,2 triệu. Hoặc là giá của nó một con kiến nhỏ nhỏ tí bọn em đã bán 700-800 nghìn rồi. Còn những em này là hàng chưa có tét nắng và hàng rừng mới về này. Anh chị nào ok chốt comment của em là 300k này. Anh Nguyễn Thế Dũng ok, bác nào ok chốt cái em xanh sạch này, cổ hở này, comment của em là 300k nha anh chị nhá. Thân lá thì không có một tí gợn nào của nó trên thân hết. Đây, nó không có một tí cái gợn ghịa của nó trên thân luôn. Cổ hở nha, anh chị nào ok chốt comment của em là 300k này. Anh Nguyễn Thế Dũng ok không anh ơi, 300k comment của em là 300 nghìn nhá. 300 nghìn này, bác nào siêu tầm xanh sạch thì comment của em cái đơn này là 300k này. Về các bác test nắng này. Con này của nó gần 40cm nha anh chị nha. Con này của nó gần 40cm này. 300k, anh Nguyễn Thế Dũng ok không ạ? 300k, bác nào ok xanh sạch này comment của em là 300k nhá. Gần 40cm nha anh chị nha. Dạ vâng anh Nguyễn Thế Dũng ơi, nói thật với các bác là nó yếu lắm và em cũng để cái giá đó cho các bác này là cái giá cực kỳ mềm luôn rồi đó. Còn nếu mà nó không yếu cái con này cũng phải nằm trên giá 500. Đấy, tiền yếu lắm, không có chết được cây đâu anh ơi. Nói thật các bác, yếu thì yếu về các bác cần có nước. Tại vì hàng rừng mới về, đôi lúc là nó không có đủ độ ẩm. Dốc cái rễ lên cái là cũng giống như nó là hàng nắng gió thật, dễ gió thật nhưng mà cũng phải có nước có nôi thì nó vì mướt mát cái cây được. Đường này là nước nôi hàng rừng về, anh em tách ra là bọn em cũng không có cho nước nôi gì đây này, cho nên là nó khô, cây mầm của nó hơi dẫu lá. 300k nha, bác nào ok chốt comment hộ em là 300k cái đơn xanh sạch này, dài gần 40cm nha anh chị nhá, không có tí gợn của nó luôn, dòng cổ hở này. Đấy, bác nào ok thì chốt comment hộ em là 300k nha, chốt đi anh ạ. Đợi lúc nữa là không có hàng xanh sạch đâu. Chào anh Minh Hoàng Anh nha, anh Hoàng này. Đây, một cái cây của nó là một bụi nha anh chị nha. Một cái thân mầm của nó là dài được trên 30cm này. Lá, thân lá đang trẻ, đua ngọn, rất là đẹp luôn. Thêm một cái kia nhỏ này. Con nào thân đỏ thân không? À có anh nha, anh Ngô Văn ơi, đỏ thân nhiều lắm. Đỏ thân thì nhiều anh ạ. Đây, cái đơn này bác nào ok chốt comment hộ em là 300k nha. Một cái mầm này, một cái mầm gốc của nó đang phát triển nha anh chị nha. Và một cái thân lớn trên 30cm này. Cái bụi này anh chị nào ok chốt comment của em là 300k này. 300k nha. Bác nào ok chốt comment của em là 300k lên đơn của em này. Có con nào lá đỏ, thân đỏ không em? Lá đỏ, thân đỏ thì có nhiều anh ạ. Đây, lá đỏ, thân đỏ đây. 300k đây ạ. À, cái đơn này anh chị nào yêu ok chốt siêu tầm comment hộ em là 300.000 này, lên comment hộ em nha. Anh chị nào ok cái dề này comment hộ em là 300k nha anh chị nha. Thân lá rất là đẹp luôn này. Anh chị nào yêu thương không ạ? À, chốt comment hộ em là 300k, comment hộ em số điện thoại địa chỉ nha anh chị nha. 300.000 nha, bác nào sưu tầm comment của em là 300.000 này. Đem lên con thân đỏ lá đỏ này. Thân đỏ nha anh Ngô Văn nha, anh Ngô Văn này, một con này. Đấy, con này anh mà chốt comment của em là thân nù nhá, thân nù đỏ 52 năm chưa hoa này. Chốt 250 không được cô, chốt 250 được không cô? Rồi ok, bác Trần Kim Cương này. Bác Trần Kim Cương ơi, lên hộ em cái địa chỉ nhá. Chốt cho bác cái đơn này này. Bác cứ mỗi lần em lên đơn nào là chốt từng lấy tiền được không cô? Rồi ok bác ơi, lên hộ em cái địa chỉ đi. Trần Kim Cương.
Có con nào thân đỏ lá đỏ khoảng 30-40? Có nha anh, lại là Lan ơi. Có, anh Trần Kim Cương ơi, lên hộ em cái địa chỉ đi. Đây, thân đỏ nha anh chị nha. Nù 53 chưa hoa này, 3 nù chưa hoa này. Anh ơi, mấy con này là hàng chưa Moray nha. Có cả Ma Boss và chưa Moray. Đây để em đơn đang lên đơn là hàng này là từ chưa Moray nha. 4 năm cho 3 năm cho hoa nha anh chị nha. Đây này. Đấy, cái thân của nó là nù dục dịch luôn mà đỏ này. Anh chị nào chốt comment hộ em cái đơn nù này, comment hộ em là giá là 180.000 nha, định 200.000 mà thôi chốt các bác 180 này. 3 năm chưa hoa, 123, 3 năm chưa hoa nha các bác nhá. Chưa hoa. 180 nhá. Anh chị nào chốt giao lưu hộ em này, đỏ vàng luôn. 180 này, bác nào ok chốt comment hộ em này, nù đỏ này 180 nha anh chị nhá. 3 thân này, 3 thân kín chưa hoa này. 180 nhá. Anh chị nào yêu thương chốt comment hộ em này. Bác Trần Kim Cương ơi, chốt cái đơn nãy 200k comment hộ em cái địa chỉ nhá. 180 nha anh chị nhá, thân vàng đỏ luôn á. Thân mầm của nó cũng rất là đỏ này, nù này. Anh Ngô Văn ok không ạ? À? Bác nào ok comment hộ em nhé. Giá là 180k này, nù đỏ này. Nù đỏ này 180 này, bác nào ok chốt nù đỏ này comment hộ em là 180.000 nhá. Đây thân đỏ lá đỏ đẹp bên nữa này. Bác nào ok đơn này không ạ? À? 180.000 nha anh chị nhá. Thân đỏ lá đỏ. À thân đỏ. Thân đỏ luôn, kín 3 năm chưa hoa này. Các anh chị nào yêu thương chốt cái đơn này comment hộ em là 180 nha. Bác Trần Kim Cương ơi, chốt thì lên hộ em cái địa chỉ đi. Được bao nhiêu sen vậy? Anh Huỳnh Nghĩa Long ơi, con này của nó là được 11 12 sen ạ. Chùa Sơn, tỉnh Đồng Nai, chùa Long Sơn. Rồi ok anh bác Trần Kim Cương nhá. Rồi ok bác Trần Kim Cương ạ. Con này của nó được 11 sen anh ơi, 11 12 sen ạ. Còn con này, còn nhiều con khác nữa, chốt cái này. Chốt cái 200 hồi này nha. Rồi ok nha. Ok bác ạ. À. Anh Huỳnh Nghĩa Long Nghĩa ơi, chốt comment hộ em là 180 đi. Không có bán đắt cho các bác đâu. Kín của nó 3 năm chưa có hoa nha anh chị này, kín nù đỏ 3 năm chưa hoa này. Thân mầm của nó được 11 sen rồi. Tính 12 sen, tính 11 sen là nói chắc chắn với các bác luôn á. Nù vàng đỏ này. Lá tròn nữa nhá. Anh Huỳnh Nghĩa Long là ok chốt hộp cho em là một, chốt cho em là 150 đi. Rồi ok anh bác Trần Kim Cương nha. Rồi ok bác, em chốt cho bác cái đơn nãy là 250 rồi. Anh Huỳnh Nghĩa Long ơi ok không ạ? À? 180.000 này. Anh Huỳnh Nghĩa Long nhá, ok thì comment hộ em cái này 180 này. Tại vì cái con này của nó là kín của nó là hầu như là chưa kín nù luôn, chưa có sổ 3 năm chưa có hoa này. Đấy một em kín nù lá tròn này, thân đỏ, thân nù đỏ luôn á. Anh Huỳnh Nghĩa Long ok không ạ? À? Bác nào ok thì chốt comment hộ em nhá. Giá của cái rể này là 180.000 nha anh chị nhá. 180.000 nha. Anh Huỳnh Nghĩa Long ok thì chốt hộ em cái. À chốt comment hộ em cái. Đây bác nào thích thân đỏ thì cái rể này đây. Đỏ không anh chị này? Cái rể này đỏ đẹp không anh chị này? Đấy. Thân đỏ lá đỏ luôn, lá chấm tím nha. Con này 300 này. Bán nào ok lá đỏ thân đỏ này chốt comment hộ em là 300 này. $300.000 nha. Anh chị nào ok chốt comment hộ em là 300.000 nha. Tối em ghé qua. Mới về sáng nay à? Anh Lai. Đấy vừa đi mất. Chạ. 300k kem thân đỏ vàng này bác nào ok không ạ? 30 sen nha anh chị nha. 100 người khác mua nè, mấy chục nữa thôi nè. Dạ vâng rồi ok anh Huỳnh à, anh Minh Hoàng Anh nha. Anh gì đấy Ngô Văn này có ok em thân đỏ lá đỏ này không này? Em này lá đỏ luôn nha anh chị nhá. Lá đỏ và thân của nó này. Ồ các bác nào có ok cái đơn này không ạ? À? 300k này một em thân đỏ lá đỏ này dài được 30 sen rồi. Bác nào chốt comment hộ em thân đỏ lá đỏ này 300k này cộng số điện thoại địa chỉ hộ em nhá. Các bác hỏi thân đỏ bây giờ lên thân đỏ mà chẳng thấy các bác nào bình luận gì cả.
ra bánh rồi. Thân đỏ, lá đỏ để 250. Anh lại là Lan ơi, 300k chốt cho em đi. À, rồi ok anh Minh Hoàng Anh nha. Giao bán hộ đúng rồi, em nói thì chiều giờ nó thật cũng đau cái cổ lắm rồi. Đây nha, bác nào ok chốt comment hộ em này. Anh Lan tại Đà Lan này, ok thân đỏ lá đỏ này, comment hộ em này. Cái thân của nó cũng đỏ ươm luôn nha anh chị nha. Đấy, em chỉ quay như thế này là anh chị nhìn là biết cái thân của nó đỏ rồi. Nó nâu nâu, sẫm sẫm đen đen như thế này là cái thân của nó đỏ nhá. Và cái thân của nó này, đấy, đỏ thế này là 300k này. Anh lại là Lan ok không ạ? Anh lại là Lan nhé, ok chốt comment của em là 300k này, thân đỏ lá đỏ này. Bác nào ok cái đơn thân đỏ lá đỏ này comment của em là 300k nha. Bác Khoa Anh Đức ơi 200k không chốt được đâu ạ, 300k nha. Bác nào ok chốt thân đỏ lá đỏ này 300k comment của em này. Các bác tìm những thân đỏ cho anh chụp. Rẻ quá anh ơi, cái con thân đỏ lá đỏ này nó đúng ra là phải, là nếu mà có bớt là bớt cho anh có 20.000 thôi. Nhưng bây giờ bớt cho anh những 50.000 lận. Tí nữa mà mua thì gộp thì em phải bán này. Nha anh Tài Đà Lan nhá. Tí nữa mua gộp thêm đơn thì em phải bán cái đơn này đây này. Thật sự là nó rất là đẹp luôn. Thân đỏ lá luôn. Thân màu của nó 30 cm, đẹp nhá. Rồi ok anh Tài Đà Lan lên hộ em cái địa chỉ đi. 250 một con thân đỏ. Tài Đà Lan. Anh lên hộ em cái địa chỉ nhanh nha. Chốt cái con nụ này cho bác Huỳnh Nghĩa Long này 150 này. Em chốt cái con nụ này cho bác Huỳnh Nghĩa Long 150 này. Không có bán cho bác nọ này, không bán cho bác kia, các bác lại kịn này. Anh Huỳnh Nghĩa Long nha, còn đó thì comment hộ em này. Con nụ này 150k này. Chốt cho anh 150k này. Anh Huỳnh Nghĩa Long ơi, còn đó thì lên comment hộ em nha. Chốt con này cho anh là 150k này. Huỳnh Nghĩa Long nha, còn đó thì lên comment hộ em cái địa chỉ nha. Chốt con này cho bác 150k này, ba thân nha anh chị nha. Bác nào mà chốt comment hộ em này lúc nãy 180 này, tại vì em chốt cái đơn mỗi bác bơ. Chuyển khoản bao ship không? Ô anh ơi, bây giờ em nói thật với anh một cái gì em lời được khoảng tầm như 50.000 không? Bây giờ anh chuyển khoản cho em là 250.000, em bao ship mất 50.000 rồi. Em lấy đâu ra tiền để lấy gốc nữa? Nụ nhỏ này, đỏ lá đỏ thân này. Bác nào ok nụ đỏ nhỏ lá nhỏ thân 100k này. Đây hai con nụ nhỏ này 200k này. Hai con nụ đỏ nha anh chị nha, 200k này. Bác nào ok nụ đỏ này, hai con này đỏ lá đỏ thân luôn, kín nha anh chị nha. Thân hoa chưa có sổ. Đây là mấy năm rồi chưa có sổ luôn, 200k hai con này. 200k hai con nụ đỏ này, kín năm mấy năm chưa có sổ nha anh chị nha. 1 2 3 4. Tính ra nó phải là cả 4 5 năm chưa có sổ này. Rồi ok anh Tài Đà Lan nha. Cái đó là em thu COD cũng được chứ. Bây giờ bác chuyển khoản cho em có 250.000 bây giờ bị bao ship làm sao bao được. Hai em nụ đỏ này giá rẻ nhất nha. Anh chị nào ok chốt comment hồi em hai em nụ đỏ này. Hàng kín nha anh chị nha, chưa có sổ chưa gì luôn. Thân đỏ lá đỏ nha, giá là 200k này. Rồi ok anh Trường Cường Trần chốt 200k này. Rồi gồm cho bác Cường Trần 200k. Em lên một cái đơn xanh nha anh chị nha, một cái đơn thân xanh này, lá xếp này. Ý anh hỏi là về hình thức bán hàng à, chứ không riêng cái à? Dạ vâng à. Nếu mà anh mua nhiều á thì chẳng hạn như nếu các bác chuyển cái đơn mà chẳng hạn như 5-700 trở lên các bác chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship cho các bác đi đơn bình thường đấy. Còn chẳng hạn như có đơn 250.000 thật sự là các bác là không có lời bao nhiêu cả. Bây giờ để cái giá vốn này cho các bác giống như giá xỉ thôi. Cây thân lá đẹp, những cái cây gãy dọc bọn em cũng phải là bao lô hết rồi. Cho nên là cây những thân lá đẹp bán cho các bác như thế là giá rất là rẻ luôn. Đây nha, cái đơn này anh chị nào chốt comment hộ em là 150.000 nha anh chị nhá. Thân mầm của nó được 12-13 cm, kín riêng chưa có sổ này.
150 nha, lá xếp nha anh chị nha, con này lá xếp đứng này, 150k nha. Cái kín tiếp theo này, anh chị nào sưu tầm chốt comment hộ em cái con kín tiếp theo là 150 này. Thân già của nó cũng rất là đẹp nha anh chị nha, vàng chanh luôn. Thân mầm thì được 12-13 cm rồi. Anh chị nào ok chốt cái bụi kiến tiếp theo này, comment hộ em là 150.000 nha anh chị nha, 150k này. Chào anh Cường Nguyễn nhà, 150.000 đây ạ. À, anh chị nào yêu thương nốt gộp anh Cường, anh Cường Trần ơi, cái con này là nội gộp 100k, là nó thật là nó hơi kỳ cục đấy anh Cường Trần ạ. À, tại vì nó lớn rồi chứ không phải nhỏ nhá, mấy cái em kiến nụ nhỏ nhỏ quá thì em bán anh cái giá đó là được rồi, con này là 150k gộp hộ em này, không có bán đắt rẻ gì cho các bác đâu. Bây giờ bọn em một ký hàng mấy triệu bạc bây giờ về bán cho các bác như thế này quá rẻ luôn rồi anh Cường nha, có 100.000 với mấy chục nghìn con à. Đấy, anh chốt cái đơn này có 150.000 à. Anh Cường ơi, chốt comment của em 150 nhá, con này thân lá đẹp này. Rồi anh nhiều đơn rồi, đơn nào cũng bớt, mấy cái đơn kia cũng bớt cho anh rồi chưa. Comment của em đi, 150 này. Bác nào ok chốt comment của em là 150k nha các bác nhá. Anh ok không ạ? À? 150k này. Con này 13 cm rồi, thân lá xếp này, rất là đẹp luôn này. Kiến chưa có hoa luôn ạ, à, 3 năm chưa hoa này. Kiến 3 năm chưa hoa này, anh ok không ạ? À? Gộp cho em đi, 150 này. 100 con này nó rẻ quá rẻ luôn. 150k con này các bác nhá, 150k con này, tại vì kiến của nó chưa có sổ. Còn có 100 thôi, hết tiền rồi. Rồi ok, gộp cho anh này, gốc lắm. 100.000 thôi, bớt mỗi cái đơn này nữa thôi nhá, đơn nào cũng bớt cho anh rồi đó. 100k. Anh bác Trần Kim Cương ơi, để chốt đơn sau nhá, tại vì cũng còn nhiều kiến nhỏ, các bác yên tâm đi. Đây, một cái bụi to nha anh chị nhá, một cái bụi vàng to này. Cái bụi này bây giờ nó tối trời rồi, các bác nhìn có thấy được cái thân vàng của nó không này. Đây, thân mầm của nó là 50 cm này. Bác nào ok chốt comment hộ em là 270 này. Con này cái lá này của nó hơi lỗi một tí thôi. 270 cái bụi to này. Bác nào gộp thì em bán gộp này, 270k nha anh chị nhá. 270k thân mầm 50 cm ạ. À, anh chị nào chốt cho em là 270 nhá. 270k này, bác nào sưu tầm cái dề này thân mầm của nó là được 50 cm nha anh chị nhá. Thân mầm 50 cm rồi ạ. À. Đấy, bụi này ba mầm gốc này. À quên, một mầm gốc ba thân già này, thân vàng. 270 này, thân mầm của nó được 50 cm rồi, bác nào sưu tầm chốt comment của em là 270 nhá. 270.000 nha. Anh chị nào yêu thương chốt comment của em là 270.000 nhá. Bác nào chốt không anh chị ơi? Đây là 50 cm nhá, thân mầm gốc của nó là 50 cm rồi. Còn ba thân già này, bác nào ok chốt comment hộ em là 270 này. Chào anh Dương Cúc Dũng nha, anh ơi cái hàng mà chưa mua ra nha, anh Dương Cúc Dũng nhà và ma bó, chưa mua ra và ma bó nhá. Cây kiến đỏ này. Anh chị nào ok chốt cái đơn này không ạ? À? Giá là 270.000 nha anh chị nha. Một cái thân mầm của nó là được 50 cm rồi và ba cái thân già này. Cái bụi này các bác nhìn thôi mà nó to lắm, về các bác lên chậu cũng được hơi nhiều á. Anh chị nào ok chốt comment hộ em nhé là 270 cho cái dề này đấy ạ. Mặt hoa đẹp không em? Anh Tuấn Anh ơi, mặt hoa thì không có, giờ chỉ có mặt chủ thớt đây thôi. Mặt hoa thì chưa có nha, hàng rừng nó sổ trong rừng rồi nha anh Tuấn Anh ơi. Nhưng mà cái hàng vùng miền ở Tây Nguyên bọn em thì đa số là đều những mặt hoa đẹp cho các bác hết, không có cái mặt hoa xấu đâu, nói thật sự mà nói đó. Tại vì cái hàng này đa số là các bác vô trong mạng, trong live rồi các bác nhìn những cái mặt hoa bọn em tung lên á, nhà em là những cái mặt hoa trong trang cá nhân của em tung lên đó. Đa số là những cái hàng đó là nhà em là hàng Tây Nguyên cả đó. Bác nào ok chốt comment hộ em này, giá của cái dề này là 270 này. Mặt hoa đâu vậy, cho anh xem. Không có mặt hoa đây nha Dương Quốc Phong ơi, cái hàng này hàng rừng nha anh chị nha, hàng hoa sổ tại rừng này. Có những con nó chưa có sổ luôn ạ. Có những con nó chưa có sổ cho nên không có mặt hoa nhá. Còn có sổ nó sổ ở rừng rồi chứ bây giờ về làm sao, bọn em là hàng rừng mới về mà không có mặt hoa nhá. Mình có ở rừng được với nó đâu mà mình biết được.
nó từ năm nọ năm kia rồi, mấy năm trời mới được cái cây như thế này đấy. Anh chị nha, anh chị nào ok chốt cái đơn này comment hộ em là 270 này. Phi Điệp dạ vâng, anh Dương Quốc Trung ơi, đây là Phi Điệp tím nha. Rồi ok bác Huỳnh Nghĩa Long nha, có kín ma võ. Cả cái đơn kia 150 này, bây giờ bác có chốt không này? Lúc nãy gọi bác rồi, tại vì cái đơn kia em bớt cho cái bác kia 50.000, bây giờ cái đơn của bác mà không bớt thì cũng kỳ cục. Bác ok cái đơn này là 150 không này, em chốt cho bác 150 này. Ok thì lên hộ em cái địa chỉ nha anh Huỳnh Nghĩa Long nha. Huỳnh Nghĩa Long này, ok thì lên địa chỉ hộ em 150 cái đơn kiến nụ 3 năm chưa hoa đây này. Nãy bác chốt 150 nè, ok lên hộ em cái địa chỉ đi. Phi Điệp tím nha anh Dương Quốc Phong ơi. 270k cái đơn này các anh chị nào chốt không ạ? Tìm gì An ơi. Ôi, bố đánh cho bây giờ ạ. Đóng. Không lấy được, không uống nước nữa. Đi tìm ăn cơm, đi đi. Anh chị nào ok cái đơn này là 270, không bác nào chốt thì em đổi đơn khác nha. Em lên hàng kín ma bó này. Đây nó đỏ đẹp luôn ạ. Đây, hai con này đây anh chị nhá. Đây, kín vàng luôn này, chưa có hoa luôn này. Kín của mẹ, kín của nó hầu như là chưa có hoa. Nên ma xó đi. Ma xó đây, ma xó đây. Đây, ma xó và các bác đây. Kín nha anh chị nha. Đây em lên một lô kín tím này. Bây giờ tối trời rồi các bác, con biết có nhìn thấy nó tím lá, tím thân hay không thì không biết này. Một em này, hai em này, hai em tím nha, bác nào ok hai em tím này comment của em là 250k này. Hai em kiến tím nha anh chị nha, 250.000 cho hai em kiến tím này. Bác nào sưu tầm chốt cho em là hai kiến tím là 250 này, đều chưa có hoa cả nha anh chị nha. Kiến tím chưa có hoa cả nha. Bác nào ok chốt comment của em là 250 này. Hai con này dài trên 10cm luôn nữa. Chào bác Oanh Oanh nha. Thì lát nữa kiếm thêm. Dạ vâng anh. Bác nào ok là 250, hai em kiến tím này, kiến nụ nha anh chị nha, chưa có sổ này. Hai em hoa này thì chưa, hai em kiến nụ này chưa có sổ luôn này, kiến zin luôn á. Cái nhỏ nhỏ về cho anh chị chăm này, cũng không có nhỏ nó trên 10 cm rồi, bây giờ các bác về cái là nó đi dễ điền thôi. Thôi. 250, chào bác Thu Hà nha. Chị ơi, lúc nãy chị vừa nhắn tin cho em hôm chị mua đó là cái em thác bay nha chị Thu Hà nha. Hôm chị mua cái đơn ga lá xếp là thác bay nha chị Thu Hà nha. Em đang like, lúc nãy chị nhắn tin đang thấy tin chị nhảy lên rồi hỏi hàng gì. Và đó là hôm ấy cái gì lá xếp là thác bay đó chị ạ. Bác nào ok không ạ? Chốt hai em kiến tím này cho em là giá là 250k nha. Chưa có sổ nha chị nha, đang còn zin. Đấy, kiến mấy năm rồi. Mấy năm rồi chưa có sổ này. Có kiến nồ nha. Bật cái điện đi bố, hắn đang ngực trong cái tủ lạnh lấy nước ra uống nhỉ. Bố đánh như này. Mù đây, bật cái điện đi bố. Bật cả hai bóng. Hai kiến ma bó 200. Ồ rẻ thế. Hôm trước em gửi chị lá xếp ma bó. À cái đó hôm nói chị rồi, hai con đó là cái đơn của chị là thác bay nha. Hai kiến ma bó 200. Đó bác Phạm Bích Ngọc. Bác Phạm Bích Ngọc nha, chốt hai con này cho em là 220.000 luôn này. Nói luôn cho bác là chốt 220.000 luôn này, kiến nù luôn nha. Chào bác Khoa Phạm nha. Bác Phạm Bích Ngọc ơi, bớt cho bác cái đơn này 30.000 nữa này là 220.000. Ok hộ em này, kiến tím nha, cái con này lá biên tím luôn này, con này lá tím đẹp này. Bác Phạm Bích Ngọc nha, ok thì chốt đơn comment hộ em này 220 nha, chị ok thì em gộp này. Chị Phạm Bích Ngọc ok thì comment hộ em nhá. Không phải chị, ma bó là cái đơn đó, ngày hôm đó là em về cái lô hàng ma bó luôn. Rồi ok, bán này 220 này. Bác cần Trần Kim Cương ơi, cái đơn nó không chốt được đâu chồng. Chị Thu Hà ơi, cái đơn nó ngày hôm trước, ngày hôm đó em về buổi chiều ngày hôm đó em bán gộp luôn đó, là hàng ma bó gộp lô ngày hôm đó em về, còn cái ngày trước đó nữa. Rồi ok bác Phạm Bích Ngọc. Rồi cái lô ngày hôm đó là em còn mấy cái dề bán lại cho chị, một cái cây lá xếp 400.000 đó. Là cái cây đó là hàng thác bay nhá.
cái nó cho chị để chị ghi lên tên trên trên cái chậu, không có nó lột. Đây, em lấy đi. Chào anh chàng lắm nha. Rồi ok bác Phạm Đức Ngọc. Kiến nù nha anh chị nha, em lên cái kiến nù này. Đây một em vàng xanh này, cổ hở này. Đơn này anh chị nó ok chốt comment hồi em là 200k nhá. Một em kiến nù cổ hở nha anh chị nha. Đây thân tím này, em này thân tím, bây giờ đèn nó tối đang sấm sấm màu cho nên các bác nhìn nó đen xì. 200k cái đơn này à, anh chị nào ok chốt cái đơn kiến tím nù này comment hồi em là 200k này. 200k tím nù nha anh chị nha, dòng cổ hở này. Ghi từng loại riêng nhé. Rồi ok bác Phạm Bích Ngọc nha. Rồi ok bác ạ. Anh chị ơi ok chốt đơn này comment hộ em nhá. Giá là cái giày này là kiến tím nù là 200k comment hộ em này. Trên ma bó thân nù. Rồi ok bác. Có bác nào ok chốt cái đơn đó comment hộ em là 200k đi ạ. Đây nha, em lại lên đơn hàng ma bó cho anh chị này, thân nù cho anh chị này. Xem ma bó thân nù đẹp. Đây em lên ma bó thân nù đẹp này. Và mấy cái đơn này đúng lên đây này. Đấy, bác nào mà thích thân nù đẹp thì chốt cái đơn này này. Đơn này cho nó đẹp này. Đơn này bác nào ok chốt comment của em là 370 nha anh chị nha. Thân nù này, thân nù đẹp nha anh chị nha. Thân vàng tím mắt kẻ chị này, 370k này. Bác Huỳnh Long ơi ok không ạ, 370 nha. Bác Huỳnh Nghĩa Long này, 370k ma bó này, thân nù đẹp này. Anh chị nào ok chốt thân ma bó nù đẹp này comment hộ em là 370k nha. Thân của nó rất là dục dịch nha anh chị nhá. Thân ngọn đang đua, các cái thân vàng mắt kẻ này cực kỳ là xinh luôn. Anh Huỳnh Nghĩa Long ok không ạ? 370 nhá, cái đơn này của nó gần 40cm rồi. Dài gần 40cm nhá, 370k này. Bác nào sưu tầm thì comment hộ em này. 370 nhá, bác nào ok chốt cho em này, 370.000 nha anh chị nhá. Bác Phạm mà Bích Ngọc ơi, cái này 320 em không gộp được đâu ạ. 320 em không có gộp được nhá. Bác mà gộp cho em là 350 này. Gộp cho em ma bó này 350 em mới gộp được nhá. Con này thân mầm gần 40cm rồi, thân lá cực tiếp luôn. Bác ok không ạ? 350 em mới gộp nhá. Bớt ít thôi chứ bác bớt nhiều quá. Bác Phạm Bích Ngọc nhá, ok thì chốt gộp cho em là 350 này. Không được đâu nha bác Huỳnh Nghĩa Long ơi, không được đâu nha. Cái đơn trước bác chốt 150 thì em chốt thôi, nhưng mà cái đơn này là bác nào chốt comment của em là 350.000 này. 370.000 bớt các bác 20.000 thôi, các bác đâu phải nghĩ bọn em lời nhiều như thế đâu. Một cây thân nù này, ma bó này, các anh chị nhìn này, cái thân này của nó là vàng tím nhá. Vàng tím cái mắt đốt xước của nó này. Anh chị nhìn như thế này là biết cái đốt xước của nó trên thân nó đẹp như thế nào rồi. Thân lá thì khỏi phải lo luôn. Bác nào ok gộp cho em là 350 nhá. Bác nào ok gộp cho em là 350 này. Chào anh Hớn Hoàng nha. 350k đây à. Bác nào gộp thì gộp cho em nhá. Bác Phạm Bích Ngọc này ok không ạ? 370 mà bớt các bác 20.000 thôi. Đơn nào em cũng bớt rồi chứ đâu phải không bớt cho các bác đâu. 370 này. Rồi ok bác Phạm Bích Ngọc 350 này. Cái đơn này thân lá các bác nhìn nó còn rục rịch còn đẹp nữa luôn ạ. Chào bác Sơn Lê nha. Rồi ok bác này lên hộ em. À bác hôm nay lên địa chỉ hộ em được phải không? Đây là
Em lên một cái đơn ma bó thân nụ nữa này. Đây anh Huỳnh Nghĩa Long ơi, em lên một em thân nụ nữa này. Em lên một em thân nụ nữa này. Bác nào ok chốt em chốt 350 luôn này, 370 chốt à. Con này chính là nó nụ rất là đẹp luôn. Chốt 350. Rồi. Rồi ok bác Phạm Bích Ngọc nha. Con này là 370 này. Bác Huỳnh Nghĩa Long này, ok em chốt luôn cho 350 này. Tại vì là hết rồi, còn mấy cái con này, tại vì cái con này của nó cũng dài được gần 40 cm. Con này cái lá đầu của nó đã càng đi càng tím này. Lá đầu của nó càng đi càng tím này. Tạm biệt nhé, hết tiền rồi. Anh Huỳnh Nghĩa Long à, ok không ạ? Em thân nụ nữa này. Đỏ nhá, cái này của nó ngọn lá của nó càng đi càng đỏ này. 350 nhá. Anh ok lúc này em gộp cái đơn này là 350 này, cộng với cái đơn 150 này. Ok thì lên hộ em cái địa chỉ này. Anh Huỳnh Nghĩa Long ok không ạ? À? Bác nào ok thì comment hộ em nhá. Bác Huỳnh Nghĩa Long ok không ạ? À? Đấy, không bác nào chốt đơn đó thì em phải lên cái đơn khác này. Đơn này bác nào ok chốt comment hộ em là 400k này, ma bó nha chị nhá. Lá tròn. Em này khẩu lá rất là tròn trịa luôn. Dài 40 cm, thân vàng, chấm tím, mắt kẻ chỉ. 400k cái đơn này nhá. Bác nào ok ma bó này chốt đơn này comment hộ em là 400k này. Bác nào ok ma bó này chốt cái đơn nụ này comment hộ em là 400k nhá, cũng thân vàng mắt kẻ nha chị nhá. Không đẹp bằng cây trước. Sao cái này mà không đẹp bằng cây trước được? Đây này, hai cây của nó nhìn mà không đẹp bằng cây trước. Đó, anh thấy không? Cái cây này lá còn tròn đẹp hơn á. Lá xếp ngang này, còn lá của nó xếp ngang còn tròn đẹp hơn cái cây trước á. Cái này lá xếp chồng này. Anh Huỳnh Nghĩa Long ơi, cái con này lá xếp chồng chứ. Làm sao mà không đẹp bằng cái đẹp hơn cái cây trước chứ? 400k nha, bác nào ok chốt đơn này comment của em là 400k này. Con này lá xếp chồng này. Bác nào ok chốt ma bó này comment của em là 400k nha anh chị nhá. Cái lá tròn lắm anh nha, lá xếp chồng mà lá của nó, bản lá của nó rất là tròn trịa luôn đây này. Đấy, dày rộng mà tròn trịa luôn á. Anh Huỳnh Nghĩa Long này. Có cái mắt đốt chỉ của nó trên thân này. Đốt nào của nó cũng có cái kẻ chỉ rất là đẹp luôn nhá. Bác nào ok chốt comment của em này, gần 40 cm rồi ạ. Thân này là 400k này, bác nào giao lưu comment của em là 400k nhá. Anh ok không ạ? À? Anh Huỳnh Nghĩa Long nhá, ok thì gộp của em này. Bác nào chốt thì gộp của em nha các bác nhá. Đơn này là giá là 400k, 400k cho một em ma bó này, thân lá cực đẹp luôn. Bác nào yêu thương ma bó thì comment hộ em nhá. Đây em lên một cái đơn hàng kín này. Các bác nào sưu tầm những đơn nào comment hộ em nha anh chị nhá. Đây em lên một cái con này cũng gần mic rồi. Cái bản lá con này cũng gần lá mic nha anh chị nhá. Chốt đơn trước 250. Đơn nào 250. Cái đơn về hàng rừng hay cái em ma bó hay là cái đơn nào ở bác Trần Kim Cương ơi? Cái đơn mà 270 đó phải không ạ? Cái đơn về 270 mà dài 50 cm phải không bác Trần Kim Cương ơi? Có phải cái đơn này không bác Trần Kim Cương ơi? 250 phải không ạ? Bác đúng thì comment hộ em nha, mà không có phải cái đơn nào thì bác comment hộ em này. Em lên một cái mic nha anh chị nhá. Bác nào mà em mic thì chốt cái đơn này này. Lá xếp mic này. Đấy, lá xòe rất là đẹp luôn. Đơn này anh chị nào ok chốt giao lưu hộ em này.
một em mít đẹp. Em mít này là giá là bao nhiêu ạ? 280.000 nhá. Bác nào ok mít này comment hộ em là 280.000 này. Chụp tắt quạt cái mũi không. Bác Trần Kim Cương. Còn ma bó nhanh shop Nam ơi, còn ma bó nhá. Chu trời ơi. Mũi gì mà mũi. Anh chị nào có thích lá mic này comment hộ em là 280 nha anh chị nha. Cái gì mic này 280 này, bây giờ lục lạo ra thì nó nằm ở trong ra, nó ra quá trời luôn. 280 gì mic này, bác nào ok mic này chốt comment hộ em là 280 nha. Bác Kim Cương ơi, có phải cái gì này là 270, bác chốt 250 đúng thì ok hộ em nha. Ma bó đen support 5 ơi, support 5 này, 5 bác nào ok mic này không ạ? 280 nha anh chị nhá. Bác nào ok cái gì mic này chốt comment hộ em là 280.000 này. Đây ma bón lá xếp này, lá xếp trồng này, cây thương đây em ơi. Anh ạ, cây thương nha anh Chính Ngọc ơi, cây này là cây rừng anh ạ, cây rừng nha chứ không phải cây công nghiệp. Cái cây ma bó này đây anh chị nào ok chốt comment hộ em là 400 này. Cái này là lá xếp nha, cái này cũng gần nối ngọn luôn nha anh chị nhá. Lá xếp của nó là xếp trồng từ lớp lớp 1 này. Đấy, 400k này. Còn cái em nù nù này thì giá rẻ này, để cho các bác là giá là 350 này. Bán là 370 mà chốt các bác 350 này. Đấy, nù nha anh chị nhá. Thân vàng mắt kẻ hết rất là đẹp luôn. Chào anh Trần Đức Hùng nha. Đây này. Mít sao mà nó dài thế đây. Mít đây ạ. Bác nào ok chốt comment hộ em là 280 này. Lá cũng tròn chứ đâu có dài hả anh. Bác nào ok ma bó chốt comment hộ em cái thân lá xếp chồng này. Comment hộ em ma bó này giá là 400k này. Thân vàng mắt kẻ nha anh chị nhá. Thân của nó vàng mà các cái mắt đốt xước của nó kẻ trên thân rất là đẹp luôn này. Bác nào ok sưu tầm comment hộ em cái gì ma bó này là comment hộ là 400.000 này. Cái bản lá rất là tròn luôn. Xếp chồng tròn rất là đẹp luôn này. Dạ vâng, mít dai. Bác nào ok ma bó thì comment hộ em nha. Giá cái gì này là giá là 400.000 nha. 400.000 anh chị nha. Bác nào sưu tầm chốt cái đơn rề này comment hộ em là 400k này. Ma bó này, bác nào đang sưu tầm ma bó thì lên đơn hộ em ma bó này 400 này. Anh chị nào sưu tầm ma bó ạ? Anh gì nó vừa hỏi à? Anh Sốc, anh Sốc Nam nó vừa hỏi em ma bó, có lấy ma bó thì comment của em mới. Đây đang tìm mấy cái gì lá tròn lá to đây anh chị này, cô của mấy cái gì này đẹp quá. Cây ma bó lá xếp, xếp lá sim. À không được đâu anh ơi, cái cây ma bó xếp lá sim nó làm sao mà chốt cho em 250.000 hả anh Trần Kim Cương ơi. Ma bó chốt lá sim 250.000 làm sao mà giao liên tục hả bác. Anh chị ơi, đây này một cái rề to này, hàng rừng to này, làm cho 6 cái thân già luôn đây này. Anh chị nào sưu tầm cái hàng khủng không này, giá thì rẻ rẻ thôi. 6 thân già luôn, cái thân mầm của nó là 90 cm luôn rồi, thân già vàng nhá. Bác nào ok chốt cái giò to này 6 thân già nha anh chị nha. Về các bác lên kỳ thoải mái luôn. Để các bác cắt kỳ thoải mái luôn này. Một cái mũi to. Thân lớn 20, 40, 60, 80. Úi dồi ôi, gần 1 mét rồi. Cái thân mầm gốc, bác Trần Kim Cương ơi, cái đó không chốt được cái giá đó nha bác nha. Cái thân này của nó, thân mầm gốc của nó dài gần 1 mét nha anh chị nha. Và 6 cái dề thân già, 6 cái thân già này. Bác nào chốt cái dề này comment hộ em là 600k này. 1 mét nha các bác nha. Một cái dề thân thẳng rất là đẹp luôn này, dài 1m, 6 cái thân già, một mầm gốc của nó là được 1m, gần 1m này. Đấy, còn 6 thân già thì nó dài đến cả mét mấy, được mét tư, mét tư rồi. Bán nào ok chốt cái giò to này, comment hộ em là 600.000 nha. Dề đại này, comment hộ em là 600.000 này. Không được đâu nha bác Trần Kim Cương ơi, lá sim nó không chốt được cái giá đó đâu bác ạ. Bác nào chốt thì comment hộ em nha. Giá của cái dề này là 600k này, 6 thân già nha anh chị nhá. 6 thân già và một cái thân mầm của nó dài 1 mét rồi ạ. 6 thân già này của nó dài đến 1 mét 4 rồi đây, 1 mét 4, 1 mét rưỡi rồi đây này.
Đấy cái dề to này 600k này. Bác nào chốt cái dề thân dài này, thân dài to này comment hộ em là 600.000 nha. Đấy, không bác nào chốt thì em đổi cái đơn khác, còn bác nào chốt thì cái giá bao nhiêu chị? Chào anh Văn Cao nha. Không được đâu nha bác Trần Kim Cương ơi. Lá xếp. Không được đâu bác Trần Kim Cương ạ. À. Con này là 600.000 nha bác Văn Cao này. Dài 1 mét nha các bác nha. Cái thân mầm này của nó dài 1 mét này và cái 6 cái thân già này, 6 thân già dài hơn 1 mét rồi. 1 mét 4, 1 mét rưỡi rồi đây này. 6 thân già dài 1 mét 4, 1 mét rưỡi này, bụi to này. Chốt 500. Cao Văn 500. Rồi ok bác Cao Văn này, chốt 500k này. Trời cái bụi quá to đẹp luôn, 500.000 một bụi như thế này. Rồi ok bác Cao Văn nhá, thân mầm của nó dài 1 mét rồi đó và 6 cái thân già này. Bác Cao Văn ơi lên hộ em cái địa chỉ nhá, 500.000 cái gì như thế này, đúng quả thật và bán lấy hàng vô không được. Bác Cao Văn lên hộ em cái địa chỉ nhá. Bác Cao Văn lên hộ em cái địa chỉ đi ạ. Ồ trời cái gì to lắm. Chốt 500 chị ơi. Chào anh Trần Sơn em ở Gia Lai nha. Rồi ok ạ. Hàng vùng nào? Chào anh Tô Kiều nha. Hàng này là hàng chưa Moray và có cả ma bó nha các bác nha. Anh Cao Văn ơi lên hồi em cái địa chỉ đi ạ. Rồi ok bác, chốt cho bác 500k. Đây này em lên một cái dề nữa này. Lúc nãy em nói các bác rồi, em có một cái giò khủng này của nó là 4 mầm gốc nha anh chị nha. Đây này. Một cái giò này khủng luôn. Hôm trước của nó chính ra là cái dề này là nằm vô 27 28 cái mầm gốc luôn á. Em phải cắt bớt này, bây giờ đang còn là 17 cái mầm 17 cái thân già này và 4 mầm gốc này. Dạ anh ơi lên hộ em cái địa chỉ với. 4 cái mầm gốc nha anh chị nhá. Thân lá không gãy không dập gì, rất là đẹp luôn này. Cái bụi to khủng khiếp này bây giờ nó nằm vô giá là 7 lạng, gần 7 lạng của em rồi. Đấy, bác nào ok chốt cái giò to này comment hộ em này. Thân tím nha anh chị nhá, 4 thân mầm luôn này. 1.500.000 này cái giò to này. 1.500.000 cái giò to này, bác nào chốt giò to này comment hộ em là 1.500.000 này. Bác nào ưng cái giò to chốt comment hộ em là 1.500.000 nhá. Đây, một em lá chỉ thiên lên trời đây ạ. Một em lá tròn này chỉ thiên lên trời này. Bác nhìn lá xếp chỉ thiên này. Có xanh sạch không? Rồi ok bác Cao Văn nhá. Bác nào thích em chỉ thiên lên trời này thì comment cái gì này, comment hộ em này. Có xanh sạch nha anh Nguyễn Chuyên ơi. Nhưng mà xanh sạch em nói luôn các bác này, xanh sạch này tại vì hàng rừng về bọn em chưa có test nắng nha. Chưa có test nắng cho nên về các bác test lại bây giờ nhìn nó xanh sạch tuyệt đối luôn, không có một cái ngấn gì tất cả. Nhưng mà về các bác test nắng mà nó mà đổi màu thì bọn em không biết, không có trách nhiệm về cái đó. Tại vì bây giờ bán giá cái này các bác thì giá cũng rất là rẻ thôi, giá sinh viên thôi. Số xã hộ 400 với xã hộ đơn 400 với xã hộ anh đơn. Rồi ok anh Cường Trần nhá, cái dề mic của anh 400.000 anh không lấy phải không? Rồi đấy, dề mic 400.000 anh không lấy. Rồi ok anh Cường Trần nhá, em cái xả cái dề này mic cho anh là 400 này, em xả này, còn bác nào chốt thì để em chốt sau. Rồi ok anh nhá, xả 400 này, em gạch 400 đây này. Cái dề mic 400.000 quá đẹp luôn mà lại không lấy. Của anh là 1, 200, 400, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 500,
Các bác nha, em lên một cái em lá xếp chỉ thiên này, bác nào thích lá xếp chỉ thiên không anh chị này, vo tròn luôn, tròn vo đẹp luôn này. Đấy, đơn này anh chị nào chốt comment của em là 400 lá xếp chỉ thiên tròn vo luôn nhá. Anh nhiều mít rồi. Dạ vâng anh ạ. Rồi ok anh, nhiều mít rồi. Ok anh, em xả rồi nha. Của anh bây giờ còn đơn tổng là 650.000 thôi. Anh chị nào thích lá chỉ thiên, lá tròn vo anh chị nha, xếp chỉ thiên rất là đẹp luôn này. Thân mầm của nó gần 40 cm này. Cái rễ bụi này của nó này, hai thân già. Anh chị nào ok chốt cái rễ lá chỉ thiên này comment hộ em là 400.000 nhá. Đấy, cái rễ chỉ thiên này thực chất là bác nào mà muốn sưu tầm cái dòng thân lá thế này này. Nói thật các bác là cái lá của nó đi pin rất là, cái lá của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Lá rất là tròn nhá, và các cái xước của nó trên cái vân lá này cực kỳ đẹp.
400k nha, bác nào ok chỉ Thiên này comment hộ em là 400k cái dề chỉ Thiên này. Lá nó tròn lắm anh chị nhá, lá tròn mà đi xếp chỉ Thiên đẹp luôn này. Bác nào sưu tầm chốt comment hộ em là 400k một em chỉ Thiên nha anh chị nhá. Đây là đúng là chỉ Thiên luôn. Lá tròn lắm anh chị nhá, lá tròn và cái thân của nó cũng đẹp này. Anh chị nào chốt comment chỉ Thiên comment hộ em là 400.000 cái dề lá chỉ Thiên nhá. Hôm trước nhiều các bác hỏi em cái dòng lá xếp như thế này. Cho anh tròn 1 triệu nha. Rồi ok anh này, chốt cho anh 350 tròn 1 triệu này. Thật sự cái con này 350k là em vừa bán cho anh là gộp cái đơn như thế thôi. Nhưng mà cái con này thực sự là lá chỉ Thiên rất là đẹp luôn. Nó tròn này. Em xoay cái dòng lá thế này các bác nhìn nó xoắn xoắn này. Chào anh Nguyễn Lê Châu nha. Chào chị Nguyễn Lê Châu nha. Chị hay anh đó, thấy mặt chị mà không biết là anh nha chị. Rồi ok anh em, gộp 350 cho tròn 1 triệu này. Rất là đẹp. Rồi ok anh ạ. Đây anh chị nha, em lên cái dề này của nó cũng to hai mầm này. Cái dề to hai mầm này, thân xanh vàng đẹp lắm nhá. Thân xanh vàng đẹp. Hai mầm nhá. Một thân là dài được lá cũng rất là tròn, 20 40 55 cm và thân còn lại là được 2 trên 20 cm này. Cái dề to hai mầm này anh chị nào ok chốt comment hộ em là 500k nhá, dề vàng nha anh chị nhá. Vàng to này 500k. Vàng to này 500.000 này, hai mầm nha anh chị nhá. Mầm một mầm dài 55 cm, lá rất là tròn luôn này. Khẩu lá của nó cũng rất là tròn nhá. Đấy, rộng cũng được 5 cm phân lá. Cái lá của nó tròn rộng cũng được 5 phân lá này anh chị nhá. 5 phân á. Lá của nó cũng được 5 phân này. Lá tròn to. Anh chị nào ok chốt cái giò này cho em này, hai thân nha anh chị nhá. Hai thân mầm này, giá là 500k này. 1 2 3 4 5 5 cái thân già, 6 cái thân già, hai mầm gốc. 500.000 cái bụi này nhá. Anh chị ok chốt comment hộ em này. 500k nha anh chị nhá. Một thân dài 25 cm và một thân dài 55 cm nhá. Anh chị nào sưu tầm comment hộ em cái bụi này là 500 này, chào bác Hang Tuyết nhá. 500.000 cái bụi này ạ. Bác nào sưu tầm lên đơn hộ em nha anh chị ơi, 500k này. Cái bụi này một thân dài, thân mầm lớn nhất của nó này, bản lá rất là to luôn. Được 5 cm nhá, được 5 cm lá ạ. Chào anh. Anh ơi cái hàng này hàng chưa Moray nha. Hàng chưa Moray là bóc rừng chưa Moray này. Bác nào ok comment hộ em nhá. Hai cái bụi này là giá, một cái bụi này, hai mầm gốc này giá 500k này. Bác nào ok sưu tầm chốt đơn cái đơn này hộ em nha anh chị nhá. Cái thân dài lá của nó được 3-5 cm rồi. Bản lá cũng rất là to. Em quay thế này anh chị nhìn cái lá nó không biết nhỏ hay không, nhưng mà thực chất cái lá của nó được 5 phân, 5 cm này này. Tròn to đẹp luôn. Cái thân này của nó 55 cm này. Và thân nhỏ còn lại này của nó là được 22-25 cm này. Đấy, bụi này bụi già nhé. Bụi thân vàng già, à thân vàng đỏ. 500 bụi này à, anh chị nào ok chốt comment của em cái bụi này là 500 nhá. 6 cái thân già nha anh chị nhá. 6 cái thân già và hai cái thân mầm này. Anh chị nào ok chốt comment của em là 500.000 nhá. 500.000 anh chị nhá. Anh chị nào sưu tầm comment của em là 500.000 này. Anh chị nào sưu tầm comment của em là 500.000 nhá. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? 7 giờ kém. Cho cô ăn đi. Đang tí thì cũng có mẹ heo rồi. Không nhỉ? Này. Hả? Anh chị nào yêu thương chốt cái giày này comment hộ em là 500.000 nha anh chị nhá. Hai thân mầm này, thân dài nhất của nó là được 55 cm nhá. Đây này anh chị nhìn cái phân lá của nó rất là to luôn nha anh chị nhá. Phân lá của nó được 5 cm rồi. Bác nào sưu tầm comment hộ em cái bụi thân đỏ này đem nước. Thân đỏ này là giá là 550 này, không bác nào 500k. Chưa mua đây cho anh xem. Anh Trương anh Lê Thanh Tuấn ơi, chưa mua đây này, em đang bán chưa mua đây anh này. Lấy cho mình nữa. Em đang bán hàng chưa mua đây nha. Cái gì hai thân mầm này. Cày vô cái lá điện vô trong điện này giật cho nó. Nói mấy tiếng đồng hồ rắc cả cổ. Anh chị nào yêu thương không ạ? Anh Thanh Tuấn ơi, em đang bán hàng chưa mua đây này anh nha. Một cái thân lớn của nó này, bản lá của nó cũng được 5 cm anh nha. Anh chị nhá, bản lá của nó to rộng được 5 cm này. Hai thân mầm, một thân được 25 cm và một thân được 55 cm này.
coi đây, và năm cái thân, sáu cái thân già nhá, sáu cái thân già này. Anh chị nào ok chốt comment hộ em nhé. Anh chị nào chốt comment hộ em là cái giày này 550 này, không anh chị nào chốt giày này em đổi cái đơn khác nhá. Đây em lên một cái em lá nhăn nha anh chị nhá, em lên một cái giày lá nhăn này. Cái giày lá nhăn này. Chào anh Bùi Trọng Nghĩa nha. Anh ơi cái hàng chưa mua đây và ma bó nhá. Nhỏ hơn xí đi, anh nghèo lắm. Dạ vâng ok Lê Thanh Tuấn. Rất là thoải mái giá cho các bác luôn. Đây à, một em lá nhăn nha anh chị nhá. Có hiệu nhỏ, có hiệu nhỏ, có hiệu nhỏ không em? Có kiến nhỏ à? Có hiệu nhỏ là có kiến nhỏ hả anh ơi? Đây em đang lên cái lô nhỏ này, ít hàng nhỏ cho anh chị này. Một cái em lá xếp nha anh chị nhá. Cái này là lá xếp ngang này. Anh chị nào chốt cái em xếp ngang này thân vàng nha. Em xếp ngang thân vàng này. Em bật cái đèn lên xem mà nó tối không. Xếp ngang thân vàng nha. Anh chị nào chốt cái đơn này comment hộ em là 250 này. 250k cái đơn này lá xếp ngang này. Lá nhăn nha anh chị nha, bản lá nhăn xước đẹp luôn. Ít hàng ma bó. Rồi ok anh Bùi Trọng Nghĩa nha. Đây em ma bó đây này. Anh chị nào ok chốt cái đơn này comment hộ em ạ. Giá là 250 nha anh chị nha. Dài được 30cm rồi ạ. Thân lá rất là đẹp luôn. Dài 30cm thân lá rất là đẹp nha. Có bác nào sưu tầm không ạ? Đơn này là giá 250 này. Có kiến nhỏ, có kiến nhỏ nha anh Trần Kim ơi. Đây, ma bó đây nha anh Bùi Trọng Nghĩa ơi. Em lên cái con ma bó này, thân nù nha. Thân vàng nù mắt kẻ chỉ này. Cái này là lá xếp trồng. Cái cây này là 250.000 nha anh Lê Thanh Tuấn nha. Cái cây này 250 này. Cái cây này là 250.000 này. Anh chị nào chốt comment của em có 3 thân này. 3 thân già, 1 thân mầm của nó là dài được gần 30cm rồi ạ. Đúng rồi, tối quá. Để em quay cái đèn ở đây tí cho nó sáng này. Anh Tín ơi, lôi những cái mây lôi mấy, không nhìn rõ. Rồi em quay cái đèn ở đây nha các bác nha. Tại vì em like như thế em quay ngồi để góc sáng sáng một tí này. Em ngồi đây từ lúc chiều tới cho nó sáng. Lôi ngang mấy cái hàng này để dọc vào kia em ngồi để góc tới cho nó sáng. Để góc này nó tối. Tối lắm các bác nhìn không thấy cây á. Tối có các bác nhìn. Đó ngồi là bên đó anh nước cái này để gọn ở đây đi. Để gọn này chúng mình góc nó được. Thế mấy cái hàng này chốt rồi để như này. Đấy, thì cứ bê hẳn cái máy quay ngược lại đây này. Này. Rồi để em quay lại cái máy nha các bác nhá. Này. Quay lại cái gì hả? Quay không quay nó quay về cái hướng bàn đó cho nó sáng. Hướng bàn lại bị chói. Chói nhưng mà các bác nhìn cây nó mới rõ. Đây rồi mấy cây lớn cây nhỏ cái đó lên. Thì đây. Quay. Thấy không? Thấy rồi. Rồi được rồi. Cái gì cho con ăn đấy chứ, giờ gọi bán rồi không cho con ăn à? Giao lưu 180k anh mua tiếp. anh Lào đấy. Anh Lê Thanh Tuấn hả? Giao lưu 180k anh mua tiếp. Chắc là nhìn rõ hơn rồi. Anh Lê Thanh Tuấn ơi, giao lưu 200k hộ em này. Là em bán để chị mua tiếp này. Anh Lê Thanh Tuấn nha, một cái con này lá xếp cực đẹp luôn. Đấy. Anh Lê Thanh Tuấn nha, giao lưu hộ em là 180 200k nhá, không có nhiều đâu, bớt ít thôi, bớt bây giờ bớt một mấy chục nghìn một con luôn, làm sao em bán lời cỡ đó được. Nếu bác mua tiếp thì em chốt cái con này cho bác 200k. Ôi té đi đâu á? À em đi vướng cây, đúng rồi, giỏi quá. Anh Cao Văn ơi, cái cây ma bó nha anh chị nha, là 400k một cái cây ma bó này, đâu rồi? À đây. Đâu cái ma bó vào nó đây nè. Lôi lại cái dây điện dây đài cho nó cẩn thận, đi con cái nó té. Đây nha anh chị nha, em lấy cái cây ma bó này, anh chị nó ok chốt comment của em là 400k này. Chào anh Văn Tí Trần nha.
Anh Văn Cao ơi, cái cây ma bó này là 400k hộ em này, thân nù nha anh chị nha, thân nù đốt ngắn này, thân của nó có chấm tím nha, lá vân xếp rất là đẹp luôn. Thấy rõ không? Rõ hơn. Rõ hơn, rõ hơn. 400k nha, anh chị nào yêu thương chốt cái đơn này comment hộ em này. Tiếp nói thật không nha. Dạ vâng anh Bùi Trọng Nghĩa, hàng bóc rừng nha, hàng bóc rừng này. Bác nào ok chốt lên đơn hộ em là 400k cái đơn ma bó này nha anh chị nha, cái này của nó là thân vàng chấm tím này. 400.000 nha, bác nào giao lưu chốt comment của em là 400.000 này. Em này của nó thân tím nha anh chị nha, thân tím con mắt kẻ chỉ rất là đẹp luôn. Cái lá thì lá tròn này. Cái lá tròn. Quay đấy mà chói đi. Được. Được đó. À đó đó. Có gì được phải không? Được được được. Chóe cái điện quá. 400k nha, bác nào ok này chốt comment anh Lê Thanh Tuấn ơi. Comment hồi em là 200.000 đi, không có đáng vào đâu cả, nhưng mà cái đơn nào em bán được là em bán thôi nhá. 400k nha, anh chị nào yêu thương chốt cái đơn này comment hồi em này. Dạ vâng anh Bùi Trọng Nghĩa, hàng bóc rừng nha, hàng bóc rừng này. Bán nào ok. 400.000 à, bán nào ok không à? 400k nha anh chị nhá. Cái này của nó là thân vàng chấm tím này. Anh Lê Thanh Tuấn ơi, anh trả cái giá như thế làm sao anh chốt được. Không được đâu anh nha, cái cây 250 anh có lấy không ạ? À? Đây này, cái rề ma bó này có một cái có ba thân dài nha anh chị nhỉ, và một em kiến nhỏ này, chào anh Sam luận nhá. Đây này, cái rề ma bó này có một em kiến nhỏ này, tím diệm nằm đây này, và một cái thân lớn này dài 55cm này. Có anh chị nào chốt ma bó này không này, giá là 550 này. 550 cho cái rề ma bó này nha anh chị nhá, một em kiến tím của nó đang nằm đây này, một em kiến tím đang nằm đây, và một cái thân dài của nó là dài được 55cm. Anh Hùng Đức Trần ơi, cái con nó 300k không chốt được đâu nha, các bác nha, bán nào mà chốt. Các bác bớt bớt ít thôi chứ các bác bớt nhiều quá. Nói thật các bác là không bán thì bọn em là mất khách thật. Nhưng mà bán cái giá đó là bọn em lấy hàng vào nó rất là cao rồi. Cái nào mà em chốt được là em chốt cho các bác thôi. Anh chị nào ok chốt cái cây ma bó nha chị nha. Thêm một em kiến này. Hàng bóc về này. Thêm một em kiến của nó đang nằm đây này. 180.000 một cái rề thế này, nó thật anh 20.000 thì chẳng biết đâu cả, nhưng mà cái rề này rất là đẹp luôn, em để cho anh là 200.000 một cái con thế này là thật là đẹp rồi này, để anh mua gộp đơn này đơn kia này nhá anh nhá, mua gộp con này con kia thì em để cái giá đó rất là rẻ luôn rồi đó. Bác nào ok rề ma bó này chị này, một em kiến tím này, một em kiến nù tím đang nằm này, đang nằm ở dưới gốc của nó luôn này. Có kiến nhỏ chưa mua rây không chị? Rồi có kiến nhỏ, anh vô lấy anh ôm cái lô kiến chip á, kiến chip mấy chục nghìn con á, ôm cả cái lô này em đếm cho bác nào mà ôm lô cái dòng kiến chip nhỏ thì em bán. Chốt gộp đơn 550. Anh Cao Văn ơi, chốt cái gì này comment hộ em này, thêm một em kiến của nó đây nha anh nhỉ, một em kiến tím nhỏ đây này, nó rất là nù nằm trong đây em không có tách ra được đâu. Bác mà chốt cho em là 500k này, em gộp này. Hôm nay bán được đơn mua đó, bán được mấy cây đó. Yeah. Anh Văn Cao ok không anh ơi? Chào bác Linh Phạm nhá. Anh Văn Cao này gộp cho em 500k một cái rề ma bó này rất là đẹp luôn nhá. Cái này về các bác nó thật, về các bác nhìn cái cây của nó các bác đã thích rồi luôn á. Đây này, tại vì ma bó bọn em không có nhiều. Hàng ma bó về bọn em không có nhiều, đa số là hàng chưa mua đây thôi chứ ma bó bọn em không có nhiều nhá. Chỉ cũng có mấy đơn để giao lưu, các bác có đơn này đơn kia thôi. Nha anh Văn Cao nhá, gộp cho em là 500k đi. Em gộp cái đơn của bác, cái đơn kia đã bán quá rẻ rồi, đơn này em cũng bớt cho rồi đó. Đây, kiến chip đây, bác nào thích kiến chip thì em bán kiến chip cho này. Có bác nào thích nù ma, thích kiến chip của ma bó, à kiến nù của ma bó đây này, bây giờ mới lấy vô đây này. Quá trời, bây giờ mới lấy vô. Chốt 450. Cái nào cũng bớt 100.000 luôn. Rồi ok anh nhá. Ok anh em gộp 450 này. Hai cái đơn như thế 450.000. Rẻ còn hơn cho. Bao ship không? Ô chốt một giá đó mà giờ bao ship luôn là chết luôn á. Anh Văn Cao em không bao ship nha, 450 em không bao ship đâu. Em không bao ship đâu nha. Hai đơn của anh là 950.000 này, em không bao ship nha. Bao ship tiền không, không em không bao ship đâu, thà bớt cho bác 50.000 còn hơn, bây giờ bao ship một cái đơn kia này em bể mồm luôn á.
Nó thật sự mà bán cho các bác là em bán là tại vì là hàng về em bán cái giá rất là bình dân cho các bác rồi. Bác nào ok kiến chip của Chư Mô Rê này, em lên từng đơn một cho các bác chốt này. 1, 2, em lên 10 con 1 nha các bác nhá. Chốt Chư Mô Rê 100, anh mua tiếp theo đi. Anh Thanh Tuấn ơi, nói thật với anh là không bán. Anh Thanh Tuấn nha, chốt cho em là giá 200k cái dây này này, anh không chốt thì em để lại thôi nhá. Đâu có phải là 20.000 của các bác, nó thật là cái nào em bán được là chốt cho các bác thôi, chứ cái nào mà không bán làm sao mà em chốt cái giá này. Em lên kiến chip này, bác nào thích kiến chip thì chốt lên đơn hộ em này. Em lên 10 con 1 nhá, 1, 2 này. Này cũng không phải là chip nữa, mấy em nù dục dịch luôn, 3 này, 4 này, 5 này, đây, cái này mà chip gì nữa hả bác? Rồi ok anh Văn Cao nhá, 5 này, em lá mic luôn này, 6 này, 7 này, đây của bác gì đây, bác hỏi chip kiến Chư Mô Rê này, 8 này, rất là đẹp luôn. 10 con như một luôn. 9 này. 10 nhá. Đây 50k một con. Cái lô này bán nào ok chốt comment hộ em 10 em kiếm chip này là không phải là chip nữa các bác nhá. Có những con nhỏ nhất của nó có 5 sen rồi và con dài nhất của nó là trên 10 sen rồi. Bán nào ok cái lô kiếm chip này comment hộ em là 500k này, 50k một con này. 500k này. 500k cho 10 em kiến chip của Chư Mô Rê này. Bác gì vào hỏi em kiến chip Chư Mô Rê ok không ạ? Anh Trần Kim Cương này 500k nhá. 50.000 một con kiến như thế này. Bác nào ok chốt thì lên đơn hộ em nhá. 500.000 cái 10 con kiến này, bác nào ok chốt comment hộ em này, có cả lá mic có cả thân nù hết trong đây nha anh chị nhá. Đấy, anh chị nào chốt comment hộ em này, 5 10 con thế này là giá là 500k này. 10 con như thế này bác nào chốt cho em là giá 500.000 nhá. 10 con kiến này là giá 500 này, bác nào chốt cái lô kiến chip này comment hộ em là 500k này. Kiến tím, kiến nù. Có bác nào chốt không ạ? 500.000 nha anh chị nhá, 500.000 này. Con nào giống con nào rất là đẹp luôn, khỏe lắm. Chốt 10 con. Anh Lê Thanh Tuấn ơi, không được đâu. Bây giờ bớt cái gì em mà thêm cho anh một con thì chốt cho em 500 này. Thêm một em kín lá mít tím này, 500k này. Thêm một con tím thế này 500.000 này. Anh ok thì chốt 11 con 500 này. Đấy, nói giá cho các bác này, các bác mua thôi. Anh Lê Thanh Tuấn nha, ok thì chốt comment hồi em bán nào chốt cho em này 11 con nha các bác nha. Có cả tím, có cả cái hàng lá mít trong đây luôn này. Giá là 11 con, giá 500.000. Bác nào ok thì chốt comment hồi em nha, 500.000. Anh Nguyễn Hùng. Dạ vâng em chào anh Nguyễn Hùng. Anh chị nào ok 11 con kiến như thế này là giá là 500k nha anh chị nhá. 11 em kiến chip này giá 500k này. Nhiều các bác bây giờ đi mua kiến chip là không có đâu ạ. Tại vì là kiến chip thế này lô hàng về bọn em ôm lô số lượng nhiều thì mới có đặt ra được kiến chip như thế này thôi. Còn nếu các bác mà lấy cái dòng mà cứ sang ngang như thế là cái dòng kiến chip thế này là không có. Bác nào ok thì chốt comment hộ em nhá, giá là 500k này, 11 em này. Có bác nào chốt không ạ? 11 em là 500.000 nhá, anh chị nào sưu tầm comment hộ em nha anh chị ơi. Bác gì mà hỏi em kiến chip có chốt không? Anh Lê Thanh Tuấn nha. Anh Lê Thanh Tuấn ơi, chốt comment hộ em đi, giá là 500k, em thêm một con á, một em tím nù đỏ đẹp luôn á. Anh mà chốt gộp như thế thì em bỏ lại một con, 10 con thôi. Nãy là 10 con nhân với 40, anh nhân cái con kia lên làm anh với thêm cái con kia nữa là 200.000. Được ok, em để cho anh 10 con. Em lấy cái con tím lúc nãy vừa thêm không? Còn em bán nó thật với các bác là lên chia sẻ. Chào Lý Nhi nha. Em chỉ lấy tách lẻ như thế này các bác đã cực kỳ mềm rồi. Đây này 10 con như một như thế này. Anh nhìn ở đâu ra 10 sen này. Đấy, thân rễ của nó là rất là ok luôn nha. Hàng kiến chip này. Anh Lê Thanh Tuấn nha. 10 con. Đấy, đơn 400.000 10 con. Và cái đơn này 200.000 ok là 600. 10 con nhá, em để con tím lại. Ok thì lên hộ em cái địa chỉ luôn. Đây này, 600.000 của anh một cái đơn hàng như thế này. Thật sự là lấy ở đâu ra mà có này. Một cái thân dề dài của nó gần hơn 30 sen và 10 em kiến như thế này. Anh Lê Thanh Tuấn nha, lên hộ em cái địa chỉ đi. 10 con nhân với 400 và cái đơn kia 200. Ok, lên hộ em cái địa chỉ.
của anh 2 đơn 600. Anh Lê Thanh Chuẩn nha, ok thì comment hộ em với ạ. Anh chị này, cái con này của nó bị rất ở trong cái rề lớn ra này. Đấy, anh chị nào ok thì cái này rễ của nó đang phát triển nha anh chị nhá. Cái rễ của nó này không có chết cây được đâu này. Bác nào chốt comment của em cái con lớn này là giá là 120 này. Cái này về anh chị găm này cái là về chơi thân lá đẹp luôn này. Giao lưu tặng luôn con kia. Châu bác mua hàng thế này quá lời luôn á. Nói thật với anh em, mua hàng như thế này là cực kỳ lời luôn á anh Thanh Toán ạ. Anh mua hàng như thế này cực kỳ lời luôn này, nói không có thể dứt điểm với khách được. Lên hộ em cái địa chỉ đi. Rồi ok anh, lên hộ em cái địa chỉ đi. Cái đơn này là 120.000 nha anh chị nhá. Nó bị mất cái rễ, nó bị toát ở trong cái rễ thân già ra, 120.000 này. Cái rễ của nó là đang đi này. Về cái này anh chị găm xuống cái là xuống vào chậu cái là nó đi rễ luôn này. Anh chị nhìn cái rễ của nó đang búng nhá, đang búng rễ này. Lá rất là tròn luôn. 120.000 cho em này nhá, dài được 25 cm rồi. 120.000 cho em lá tròn này. Rễ thân mầm ok nha anh chị nhá, thân mầm ok, anh chị không sợ chết đâu. 120.000 ạ. À. Anh chị nào chốt comment hộ em là 120.000 nhá. Anh Thanh Tuấn ơi, lên hộ em cái địa chỉ nhá. Lê Thanh Tuấn này, lên hộ em cái địa chỉ đi. 120.000 cho cái đơn này anh chị ơi, anh chị nào sưu tầm cái đơn này comment hộ em này. Con này của nó là giống như anh chị tách chậu ra thôi, chứ bây giờ là nó bị toát ở những cái bụi thân của nó ra này, bụi thân dài của nó ra này, một cái bụi to nó bị toát ra này. Nhưng mà cái rễ của nó bên này đang búng rễ nha anh chị nhá. Giá 120.000 cái rễ này thôi em bán rẻ cho anh chị này. 25 cm nha, thân lá tròn đẹp này. Anh chị nào sưu tầm comment hộ em nhá, giá cái rễ này là 120 này. Rồi ok anh ạ, lên hộ em cái địa chỉ đi ạ. Lên hộ em cái địa chỉ nhá. 120.000 nha anh chị nhá. Anh chị nào ok comment hộ em là 120.000 này. Anh Thanh Tuấn lên hộ em cái địa chỉ đi ạ. Cái dề lá tròn này anh chị nào ok chốt comment hộ em là 120 nha anh chị nhá. Cái này em nói luôn cho anh chị là nó bị toát ở như cái dề thân bụi già của nó ra, nguyên cái bụi lớn của nó ra. Nhưng mà cái dế của nó bên này đang búng dế để đi dế này. Đấy, dế của nó vẫn đang còn nha, đang búng dế để đi này. Về cái mùa này thì anh chị vào chậu cái là nó vẫn đi dế phát triển cây bình thường nhá. Đấy, cây và thân mầm dế gốc của nó vẫn ok rồi. Bác nào ok nha, về cái này về chăm mà chơi thân lá này, giá là 120 này. Anh Thanh Tuấn ơi, lên hộ em cái địa chỉ đi anh ơi, lên hộ em cái địa chỉ đi ạ. Em lên một cái rề tiếp theo nha anh chị nha. Cái rề này của nó là lá xếp. Bác Thanh Tuấn đi đâu rồi ạ? À? Bác Thanh Tuấn ơi, còn đó thì lên comment hộ em cái địa chỉ này. Em lên một cái rề nù của ma bó nha anh chị nhá. Một cái rề thân nù của ma bó này. Thân vàng nù nhá, đây là ma bó này. Anh chị nào sưu tầm ma bó thì lên comment hộ em này. Gần cái ngọn của nó là thân rất là tím luôn nha anh chị nhá. Gần cái ngọn của nó thân rất là tím luôn. Còn cái thân dưới của nó này nù tròn trịa luôn này. Đấy. Rề ma bó này đây, anh chị nào yêu thương chốt comment hộ em là 370.000 này. Rề ma bó thân nù này anh chị nào yêu thương chốt comment hộ em là 370 này. Thân lá rất là đẹp luôn nhá. Thân nù vàng nha anh chị nhá, thân nù vàng này và cái ngọn của nó là có tím ở nó, cái ngang cái đoạn ngọn của nó lên cái đầu lá này, lá ngọn này tím đẹp lắm. Anh chị nào ok chốt comment hộ em là 370.000 cho em ma bó này nhá. Dài được trên 30 cm nha anh chị nhá, dài được 32 cm ạ. Dài được 32 cm nhá. Anh chị nào chốt ma bó này comment hộ em là 370 này, một em thân nù ma bó này. 370.000 em thân nù ma bó nha. Anh Lê Thanh Tuấn đâu rồi ạ? Anh Lê Thanh Tuấn ơi, chào anh Điêu Tăng Văn nha. Chốt đơn thì lên comment hộ em Lê Thanh Tuấn nha. Chụp lại đơn của anh, đưa địa chỉ đây. Em đã nói với anh rồi, anh lên địa chỉ cho em rồi, em đã chốt cái đơn đó cho anh rồi mà.
Đơn này là 370 này, anh chị nào sưu tầm thì comment hộ em nha anh chị nhá. 370 ma bó nha, 370k này, thân này của nó là trên được 32 sen. Được 32 sen nha. Đây Lê Thanh Tuấn ơi, chụp lại hình hộ em này. Anh Lê Thanh Tuấn này. Đây của anh là 11 em kín nhá. Đơn kín này thì chắc là em dơ lên thì bác chụp. Anh Lê Thanh Tuấn nha, của anh hai đơn này. Anh ok chụp hình lại cho em này, lên địa chỉ cho em luôn nhá. Anh ok thì comment hộ em nhá. Ok thì comment lại hộ em này. Có 300. Anh Tông Trịnh ơi, ma bó chốt comment hộ em này, bán nào ok thì em bớt 20.000 thôi ạ. À. Đây ma bó này, bán nào ok chốt comment hộ em này, giá là 350 này. Anh Tông Trịnh nha, ma bó này là 350.000 anh Tông Trịnh nhá. 350k này một em thân nù vàng nha anh chị nhá, 370.000 mà em bớt cho anh chị này. Anh chị nhìn cái nửa ngọn của nó lên là nó tím cái thân của nó lên, đến lá của nó này, cái lòng lá của nó đang chẻ ngọn rất là tím, nó đẹp luôn nhá. Và cái thân ở dưới của nó là nù vàng nhá, thân nù vàng là các cái mắt kẻ của nó xúc rất là đẹp này, 32 sen nhá anh Tông Trịnh nhá. Bác nào ok chốt ma bó này comment em bớt 20.000 thôi, bớt nhiều quá em không chốt được cái đơn này đâu nhá. Bác nào giao lưu ma bó comment hộ em là giá là 350 nhá, 350 ma bó này. Thanh Tín ơi, nói cho con nó tắm rửa cho ăn uống hay sao đó. Anh chị nào chốt comment hộ em nha anh chị nha. Ma bó là giá là 350.000 này. Anh Tông Trịnh ok không ạ? À? Bớt 20.000 thôi anh chị nhá. 370 mẹ nó bớt anh chị 20.000 thôi. Đây này em này, với cái ngọn của nó này em quay xó sát một tí này. Nửa cái thân lá của nó đi lên ngọn đua rất là đỏ nha anh chị nhá. Rất là tím đỏ luôn này. Và thân lá này nù rục dịch vàng ươm luôn. Bác nào chốt ma bó comment hộ em là 350 nha. Đơn này là giá là 370 mà bớt các bác 20.000 thôi, 350 này. Anh chị nào sưu tầm thì lên comment hộ em nha anh chị nha, 350.000 nha. Ok chưa, Trần Kim Cương 2 Facebook là 1. Rồi ok anh Lê Thanh Tuấn nha, cái đơn kia của anh Trần Kim Cương là 250 với cái này là 600.000, là 850.000 anh nha. Rồi ok anh Lê Thanh Tuấn ạ. Chồng con lên cái hình đẹp trai thế này mà bây giờ mua hàng mà cứ bớt giá em từ đầu đến cuối bây giờ à. Anh Lê Thanh Tuấn nha. Anh chị ơi, bác nào yêu thương cho cái đơn này comment hộ em là 370.000 này. 370.000 cho đơn này nhá. Bác nào sưu tầm comment hộ em ạ. Anh Tông Trịnh ơi, anh mà chốt cho em là 350.000 cái đơn này em mới chốt được. Tại vì là nói đúng ra là tiền nào của nấy thôi. Một cái em thân nù lá xếp như thế này, các bác nhìn thân lá nó rất là rục rịch luôn này. Bây giờ em cũng bán như thế này là cho anh Đồng Đại này. Em like mấy tiếng rồi. Bây giờ em nói thật là cái cổ em cũng đau rồi, cho nên là rát cổ quá. Cho nên là bán cái giá kia này, xẻ vốn cho các bác này. Thay quần áo cho con tắm rửa đây chứ. Anh Tông Trịnh ơi, ok không ạ? À? Ok đúng. Rồi ok đúng, đúng là cái hình rõ đẹp trai mà cuối cùng mua hàng của em từ đầu lái bây giờ mà cứ trả giá. Cứ trả giá. Anh chị nào ok thì chốt comment hộ em nhá. Cái đơn này là 350 cho ma bó nha. Tông Trịnh 300k anh mới chơi mà. Anh Tông Trịnh ơi, ok không anh ơi? Anh chị ơi, em lên một cái rể bụi to này. Em lên một cái rể bụi to ấy nha. Một mầm, hai mầm, ôi giời, tí thì tí thế này mà sáu mầm gốc luôn.
Đây à, em đem cái bụi to 6 mầm gốc này, thân lá nhân nhá. Cái này là lá nhân này. Anh chị nào mà thích cái bụi to 6 mầm gốc lá nhân này comment hộ em này, cái bụi này là giá bao nhiêu tiền ạ? À? Đây giá là 1.000k luôn này. 6 mầm gốc nha anh chị nha, một bụi to 6 mầm gốc giá 1 triệu này. Bác nào chốt comment hộ em là giá là 1 triệu này. Anh Hùng Đức Trần ơi, em hình như em có để ý anh xem live hồi nãy em cũng ghi phím cho anh chơi mini game từ đầu live bây giờ. Anh mà chốt con này của em là 350 đi, em chỉ bớt cho các anh một ít thôi. Bây giờ tiền nào của đó thôi, những cái con thân lá đẹp hàng ma bó như thế này là cực kỳ giá nó cao. Đấy, còn cái hàng rừng đôi lúc có thể em bớt cho các anh 70-80 nghìn hay là 50 nghìn, đó là bình thường, 100 nghìn cũng bình thường. Nhưng mà thật sự cái hàng vùng miền như thế này, cái hàng vùng miền như thế này em để cái giá này cho các anh là còn hơn giá sinh viên luôn á. Đấy, thân lá thì đều là thân thủ này các bác nhìn này. Anh Hà Đức Trần nhá, thêm 30 nghìn nó đi mà lấy 320 rồi thêm 30 nghìn các bác cứ kỳ kèo em làm cái gì. Em nói mà ai bán được cái môn cái đơn nó thật đơn nọ bù đơn kia thôi. Hàng thân lá rất là đẹp luôn. Một cái dè vàng của nó là 6 cái mầm gốc nha anh chị nhá. 6 cái mầm gốc này, bác nào ok chốt comment của em là giá là 1.000k này. Lá nhân này, em này đúng là lá nhân luôn, chuẩn nhân luôn. Bụi này phải mấy dề, hai mấy cái dề nó gốc lại mới ra được một bụi như thế này nhá. 1, 2, cái này chắc là 2 dề to. Anh Hò Nguyễn, tên anh Hò tên Nguyễn Thành Sang ơi, em không có nhiều ma bó, em đang bán hàng chưa mô đây nha. Chỉ có mấy cái đơn ma bó thôi. Còn 3-4 đơn ma bó em bán từ hôm kia em kìa em lấy về là đang còn đó thôi. Chào anh Trung Nguyễn, có ma bó nha. À quên, có hàng xanh sạch nha. Đây này, có mấy cái con xanh sạch đấy, nãy em bán cái giá cho các bác. Mình cái cây của nó yếu lắm, cái hàng rừng về nó yếu lắm nha các bác nhá. Em dơ lên thì dơ thật thôi, nhưng mà các bác ưng thì giá chốt thôi này. Nó yếu quá cho nên em cũng không muốn bán cái cây xanh sạch đó. Giá thì rất là sinh viên, hàng này thì vừa mới về. Xem mấy dề chờ nhé. Rồi ok bác chờ nhé nha. Rồi em lên mấy dề 250 này. Cái em này thân lá cực sạch nha anh chị nha. Cái này thân lá thì cực sạch luôn này. Đấy, bác nào mà ok mà chốt lá nhanh thân lá cực sạch luôn này. Ok Tông Trịnh, cho anh xem. Rồi ok nha, ok anh Tông Trịnh nha. Lên hộ em cái địa chỉ đây anh ơi. Lên hộ em cái địa chỉ đi nha. Anh Tông Trịnh lên hộ em cái địa chỉ đi ạ. 250.000 này. À, 350.000 này. Rồi ok anh em lấy cho anh xem nha. Tại vì cái lá của nó là yếu quá, cái hàng rừng vừa mới về mà. Người ta bóc không nó rồi, bây giờ về đến mình đây nữa. Bọn em vừa mới lấy hàng về cũng chưa có nước có nôi gì luôn, cho nên nó khô cái cây quá. Nó yếu yếu cái thân nữa. Đây này, cái này lá nhăn này, thân lá cũng rất là sạch luôn này. Đấy, con này cũng không có ngấn có diện gì luôn ạ. Lá nhăn mà không ngấn nhá, lá rất là sạch luôn này. Đây nha anh Trung Nguyễn này, anh Tông Trịnh nhau lên hộ em cái địa chỉ đi. Thân lá rất là sạch nha, thân lá của nó rất là sạch luôn nha anh Tông, anh Trung Nguyễn nhá. Đơn này bác nào ok chốt comment hộ em là 400 này, vừa lá nhăn vừa thân lá cực sạch nha. Đấy, còn về các bác test nắng là nó có đổi màu hay không thì không biết này. Bây giờ thực chất là các cái đốt mắt của nó không có một tí gấn gì luôn, không có tí một cái ngấn gì luôn đấy. Mà dề lá nhăn nhá. Bác nào ok chào anh Lan, chào bác Lan Dường Nguyễn Luyến nhá. 400k nha. Anh Trung Nguyễn ơi đây ạ, cái dề này đây nha. Đem quay cái mặt sau này, bật led thấp thấp cho một tí các bác nhìn này. Đây. Đây nha anh Trung Nguyễn này. Thân lá rất là sạch luôn. Lá nhăn đấy nhá. Em này lá nhăn các sống kẻ lưng của nó này. Thân lá rất là sạch nha anh nha. Bác nào ok chốt comment hộ em là 400 này. Đây, ba cái thân già của nó vàng này. Bật như thế này các bác xem. Buổi chiều thì nó sáng hơn, bây giờ tối rồi. Bác nhìn không có rõ. Lá nhăn, thân lá rất là sạch nha. Đấy, anh Trung Nguyễn ok không ạ? Bác nào ok comment hộ em là giá là 400.000 nha. Một dề lá nhăn, thân lá cực sạch. 400.000 nha anh Trung Nguyễn ơi.
Em nói không đòi thách các bác đâu, bây giờ em nói cái thật các bác là em like cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà. Bây giờ em nói giá là giá chốt cho các bác thôi. Quận Thanh Khê, Trần Thái Tông, Đà Nẵng. Rồi ok anh ạ, ship nhanh cho anh. Không anh ơi, cái này là ok, chốt comment của em là 400.000 này. Vừa lá nhăn vừa xanh không gợn gấn gì luôn mà. Còn bây giờ các bác về tết nắng nó có đổi cái màu gì hay không chứ? Rồi ok anh Trần Đức Hùng, có rể nhỏ hơn. Anh ok không ạ? Em để giá 400.000 em nói cho các bác để lấy luôn thôi này, chứ em không có trả giá đâu này. Vừa lá nhăn vừa xanh vừa sạch, đét đèn đen luôn mà quay rõ sát các bác nhìn cái rể thân lá thế này, các bác không chơi thì chơi cái gì? Đấy các bác nhìn rõ hộ em này. Rồi anh lên hộ em cái địa chỉ đi. Cái nào em nói thật các bác, em nói giá bán là bán cho các bác thôi, chứ em không có nói cái đòi thách. Chẳng hạn những cái hàng mà kín nhỏ kín to gì ở trên lệch con nọ con kia em còn bán được, chứ ba cái đồ cái hàng thân xanh này là em nói là bán thôi. Rồi ok anh Trung Nguyễn, lên hộ em cái địa chỉ với. 48 Trần Thái Tông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Rồi ok anh Tống Trinh, Tống Trịnh nha. Tống Trịnh rồi 400. Rồi ok, à 350 anh Tống Trịnh này. Anh lên hộ em cái địa chỉ đây anh Nguyễn Trung nha, lên hộ em cái địa chỉ đi. Cái hàng này hàng rừng mới về nha các bác nha, cho nên là bây giờ nhìn thân lá của nó là sạch sẽ, không có một tí gấn thì kiện gì đem bán cho các bác. Còn về các bác tết nắng của nó có đổi màu hay không, hay là có chuẩn hay không thì các bác về là còn tùy duyên nữa kìa. 277 34 anh ơi, lên hồi em cái địa chỉ luôn nhá. Rồi ok em ship nhanh cho anh. Này ngày mai em đi đơn luôn ạ, sáng mai đi đơn hàng cho các bác luôn ạ. Đây này, còn cái con này đây này, nhỏ nhỏ yếu yếu đây này, em quay luôn cho các bác nhìn này, bác nào chốt thì chốt luôn này. Lên rể rồi, ok bác chờ nhé nha. Đây à anh ơi, anh chụp lại cái đơn 350 của anh ma bó cho em này. Anh Tông Chính ở đây này, các bác nhìn này, em quay cái mặt sau các bác, em bật led lên các bác nhìn cái cây của nó phải khác lên cái mặt trước của em là tại vì không có cái led. Nhìn cái cây các bác nhìn nó tối om, bây giờ quay cái mặt sau này các bác nhìn cái cây có chê vào đâu nữa không này. Anh Tông Trịnh ơi, chụp hình ok hộ em nhá. Rồi ok anh Nguyễn Trung nha. Rồi ok ship nhanh ạ. Anh Tông Trịnh ơi, chụp hình ok hộ em nhá. Chào anh Hiếu Mong nha. Mầm của nó yếu quá nên em không muốn giờ lên bán thôi. Đây này, cái mầm của nó rất là yếu luôn. Cái này kín này, cái mầm của nó yếu lắm nên em không giờ bán này. Đấy, sạch không tì luôn nha các bác nhé. Ôi giời, đúng là bây giờ mới nhìn lại cái ngọn nó đã bị gãy mất rồi. Gãy ngọn mất rồi các bác ạ. Gãy ngọn mất rồi. Rồi ok anh Châu Tông Trịnh nha, con này gãy ngọn mất rồi, không tì vết luôn. Bác nào chốt 100k này, về có trăm được một sống hai chết này. Nó bị gãy ngọn nhá, bác nào chốt cho em 100.000 này, một sống hai chết nhá. Bác nào khéo tay trăm thì chốt comment của em là 100.000 này. Có bác nào khéo tay trăm thì comment của em là 100.000, cái con này nó bị gãy mất cái ngọn này. Nó gãy rồi nhưng mà mầm gốc của nó sẽ bật lên một cái mới. Đấy, tại vì cái thường thường cái hàng này nó không thể chết được. Con nhỏ xanh sạch đâu. Đây nha anh Nguyễn Trung này. 100.000 nha. Bác nào khéo tay trăm thì chốt con này em 100.000 này, nó gãy ngọn rồi. Không gãy ngọn thì em bán 250.000. Nó gãy ngọn thì em bán 100.000 này. Đấy, nó gãy mất ngọn rồi. Con nhỏ đó anh Trung Nguyễn có mua không? Đây. Anh Lê Thanh Tuấn ơi, anh mà chốt cái con này là em không để cái giá nó được đâu nha anh. 100.000 là em để giá, nếu mà không gãy rồi thật sự là nó không gãy là 250.000. Hồ Phú Thành, Hồ Phú Thành 60.000, các bác đang đấu giá cái con này hả? Các bác đang đấu giá à?
100.000 là em nói rồi, bác nào khéo tay chăm thì về chăm hộ em này. Vô tình 100k ít bữa ra 5 cánh trắng. Rồi ok bác chờ nhé nha, chào anh Cúc ơi. Chào bác Lê Thị Giang nha. Đây gộp đơn cho anh 100.000 này, khéo tay về chăm này. Em một sống hai là chết. Nhưng mà cái đó thì không có chết được, nói vui vui thế thôi. Những hàng phi điệp, hàng dễ gió mà làm sao mà nó chết được. Gãy này không thân già. Em nói anh rồi, gãy rồi không thân già thì em nói rồi, em gộp cho anh Trung Nguyễn rồi. Rồi ok, em sẽ lên mấy cái đơn 250 cho anh chờ nhé nha. Chốt 100k. Rồi đó gộp đơn đi. Còn nữa không? Còn nha anh Trung Nguyễn nha. Còn anh Trung Nguyễn ạ. À, đây này để em cô lên mấy cái đơn 250 cho cái bác chờ nhé. Bác nó lấy được. Anh Quốc ước ơi. Anh Quốc ước ơi, cái hàng chưa mua đây nha anh Quốc ước nha. Đơn 250k đây nha anh bác chờ nhé này, 250k này. Đấy, một cái rề thân lá rất là đẹp luôn. Lá, cái lá của nó là lá có một cái các cái sống lá của nó trên cái sống thân này, nó nhăn mà nó xước xước trắng rất là đẹp luôn nhá. 250k đây bác chị chờ nhé. À, bác chờ nhé, ok không ạ? 250.000 nhá một cái bụi này, thân mầm của nó đây, cái lá nhăn này, nhăn ở như các cái sống xước rất là đẹp luôn. Đây 250 này. Chào bác Hoa Hoàng nha. Đấy, bây giờ tối là đúng quả thật, em quay cái bật cái led đằng sau các bác nhìn rõ cái cây thân lá nó rõ đẹp này. Đấy. Bác chờ nhé, ok không ạ? Rồi ok, bác chốt thì lên đơn hộ em nhá. Bác chốt một cái bụi này 250 thì lên đơn hộ em này. Bác chờ nhé nha, chỗ thì lên comment hộ em này. Cái con này của nó là cái lá nó xước xước trắng nhá. Đấy, lá nhăn có xước trắng này, rất là đẹp luôn này. Bác lên comment hộ em nhá. Kiến nhỏ bao nhiêu vậy? Kiến nhỏ là 50, 60 đều có anh Phan Đức Vi ơi. Bác chờ nhé ơi, lên comment hộ em với. Cây thứ hai nhé. Rồi ok anh, cái cây ok bác, cái cây thứ hai. Rồi ok bác, cây thứ hai đây ạ. Vừa nù vừa đẹp luôn này. Rồi bác lên hộ em cái địa chỉ đi. Chào chị A Bùi nha. Kiến chip có anh Cúc ước ơi, có kiến chip. Bác lên hộ em cái địa chỉ nhá. Đây này 250 nữa này. Bác nào mà thích đây này, một em lá dọc thân nù này 250k nữa này. Bác nào ok chốt 250k cái đơn này tiếp theo comment này. 250k nha anh chị nhé. Rồi ok bác ạ, bác nào ok chốt cái gì này comment hộ em là 250k nha. Đây kiến chip còn một lô nhỏ nhỏ để em đếm thôi. Đây này, cái bụi này đây này, tại vì là lúc nãy là em nói rồi,
Cái bụi này của nó vàng chanh đẹp luôn. Quảng Trị rồi, ok bác chờ nhé nha. Cái bụi này của nó vàng chanh rất là đẹp luôn này. Vàng chanh cực đẹp luôn, nó sáng màu lắm nha các bác nhá. Nó xanh chanh rất là sáng màu luôn. Mà hai cái thân này của nó này. Rồi ok, ok anh Quốc Ước nhá. Nó sạch nha chị nhá, thân lá của nó là xanh 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 ám mờ, sạch. Đấy. Bụi này hai cây này, xanh ám mờ sạch lắm này. Thân cũng rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào ok chốt cái bụi này comment hộ em này. Dạ vâng, kín hộ nghèo, có kín hộ nghèo cho anh nha. Xanh chanh nha anh chị nha. Bụi này là 650 này, hai cây này. Cái này là xanh ám mờ rất là đẹp luôn này. Hai bụi bụi hai mầm này. Anh chị là chốt comment hộ em là 650.000 nhá. Con này thì nó đúng ra về các bác test không biết có ra cái chào anh Trần Huy Hoàng nhá. Nhưng thực chất bây giờ cái thân và cái đốt mắt của nó rất là sạch luôn. Sạch và đẹp luôn này. Đấy, thân lá thì rất là ok này. Sáu trăm năm mươi k cái đôi này, có bác nào chốt đôi này thì comment hộ em là 650k nhá. Đây em lên cái cận nghèo thôi nha anh Quốc Ước nha, chứ còn không có hộ nghèo đâu, cận nghèo thôi. Chip như thế này nha các bác nha, chip như thế này, em lên cái lô chip như thế này trước này. Mấy con đây, 10 con này. Đây có kiến xanh sạch không, đang tìm nha anh Trung Nguyễn nha. Đây 15 con kiến như thế này anh chị nhá, 15 em này. Này cái này thì các bác về là mát tay chăm thì mới cho xem, nếu chốt được thì chốt luôn. Rồi ok anh Trung Nguyễn nha, đợi em một tí ạ. Đây 15 em này đây. Đấy thân nào cũng đẹp. Đấy đỏ rịa luôn này. Bán nào ok chốt 15 em 400.000 hộ em này. 15 con 400 nhá. 15 con này giá 400k này. Nhỏ nhỏ về các bác chăm thôi nha các bác nha. Cái dòng này thì nó rất là nhỏ. Đây là cận nghèo. Anh cũng ok không ạ? 15 em này giá 400.000 này. Bán nào ok 15 em 400.000 thì chốt lên đơn hộ em nhá. Bán nào chốt thì chốt đi này. 15 con 400 nha anh chị nha, 15 em 400.000. Bác nào ok 15 con 400.000 thì comment hộ em nhá. Đây em tìm mấy cái kiến, có kiến xanh sạch đây chưa? Đây này, kiến xanh sạch đây này. Kiến xanh sạch đây này. Đây con kiến này là bác nào chốt comment hộ em là bao nhiêu tiền. Rồi 150.000 này. 150.000 cho con kiến xanh này. Nó vẫn đang còn tiếng chấm chấm. Nó đang vẫn đang chấm chấm. Con này thì vẫn đang còn chấm. Đây mấy con này nó yếu quá. Đây này, mấy con này sạch thì sạch nhưng nó yếu quá này. Chào bác Thu Hà nhá. Mấy con này thì sạch nhưng mà nó yếu này. Đấy, hai con này luôn nha bác nào. Ok, chốt hộ em 250 này. 250 nha anh chị nhá. Anh Quốc ơi, 450.000 em để à 400k để cho anh cái giá nó đồng hương đồng khói rồi còn. Anh đang hộ nghèo. Hai con này là 250 này, một con này nó nhỏ nó yếu này, con này thì nó còn chấm, còn chấm của nó trên thân, còn chấm nhưng nó không có tuyệt đối đâu. Anh Trung Nguyễn ok con này, bác nào ok chốt hai con này cho em là 250.000 này, con to con nhỏ, con khỏe bầu con yếu.
Dạ vâng, bác Thu Hà nói thật là cái cổ bây giờ nó rất là đau rồi, nhưng mà các bác cứ có bác ra lại bác vào, cho nên là xem like, cho nên là phải là bán thôi. Hàng hôm nay về cũng quá trời luôn ạ. Bác nào ok không ạ? Hai con này là 250.000 này. Anh Quốc Ước ơi, lên hộ em cái địa chỉ đi. Tìm mấy con lên luôn một lần. Rồi ok anh. Anh Quốc Ước ơi, lên hộ em cái địa chỉ nhá. Lên hộ em cái địa chỉ đi ạ. Để cho anh là giá sinh viên mà giá quá rẻ nhất rồi đó. Ôi trời, mấy con này quá đẹp luôn. Đem lên mấy con này cho anh luôn này. Mấy con này lúc nãy em lựa ra rồi đấy chứ. Lấy cái bụi này đi, bán cái bụi này trước. Đây, một cái bụi sạch này. Dạ vâng, đúng rồi anh ơi. Con này cũng đang còn hơi chấm này. Con này đang còn hơi chấm này. 1, 2. Đây. Đây 250. 250 với 3, 4 con này. Đấy. 1, 2, 3. Bác nào ok chốt luôn cho em này. Cái này thì về các bác test nắng nha các bác nha. Anh ơi lên lại hộ em đi. Anh Quốc Ước ơi lên lại hộ em nhá. Trong này có mấy con em lựa ra cũng xanh mà cũng nói lắm. Bây giờ là lên like được nhiều con. Bây giờ nhìn nó hơn lấm chấm này. Anh Trung Nguyễn này ok chốt comment hộ em là 600k này. 600k cho mấy con này. Đấy 250 rồi. Với ba cái con này, có hai con to này là 350 này. Về thử test có đổi hay không này. Nhưng bây giờ thực chất là nó rất là ok rồi. Bây giờ nhìn nó rất là ok rồi. Chưa phải ạ. Dạ vâng, bác nào chốt comment hộ em là 600 nha. Anh Quốc ơi lên hộ em cái địa chỉ đi. Đây này, hôm qua anh mua cái con nhỏ này thôi này. Một con nhỏ này cho nó phải này. Bây giờ em tìm ra đúng có con nọ con kia, đôi lúc là nó cũng không có chuẩn cho lắm. Cứ con nào mà chuẩn là các bác chốt. Bác nào thích con đỏ này không? Combo đâu? Nhiều lắm anh ạ, nói thật với anh là ngoài kia nó còn một đống tùm lum ra, em có lựa thì em không có lựa hết được. Bây giờ được con nào em sớt con nào là em lên bán con đó luôn thôi. Đây. Con này được chưa? Con này được không anh? Chào bác Phong Lan nha. Cái bụi này được không ạ? 3 mầm luôn này. Rồi ok anh ạ, nhắn tin qua hộ em với. Bụi này 3 con này. Xanh thì rất là xanh luôn, mà không biết về tết nắng nó có nó ra cái màu mò gì không đây. Trông cho nó đừng ra màu. Ok, bác nào ok chốt cái bụi này comment của em là 400 này. 3 mầm nha anh chị nhá. 400 này, anh Trung Nguyễn ok này, bác nào ok chốt comment của em này. 400 bác nào sưu tầm không ạ? Đấy, anh Trung Nguyễn ok chốt cái gì đó cho em 400, còn bác nào chốt thì chốt. Anh inbox qua hộ em với. Anh ok 400 không? Anh Quốc Ước đây là mát tay chăm kín lắm này. Trước lấy em cái lô kín về nhà mà chăm bữa nay như mơn mởn như cái 18. Anh Trung Nguyễn ok không anh ơi? Ok thì comment cái đó cho em 400.000 đi. Ok comment cho em cái bụi này là 400.000 này. 400.000 còn bớt chi nữa trời. Anh ơi 400.000 còn bớt gì nữa?
400 đây, chốt comment hộ em này. Tìm lục lọi mãi cho anh mới được con chứ đâu phải là cứ tìm mà có được liền đâu. Chọn cho đồng hương được tí chứ. Dạ vâng anh rất là mắt tay luôn ạ. Anh Trung Nguyễn ơi, 400.000 đi, 350 gộp là tìm cho anh lâu lâu cũng được một cái, anh Nguyễn không phải cái nào cũng không nghĩ được đâu. Dạ anh Trung Nguyễn nha, gộp cho em là 400 đi. 50.000 đâu đáng bao nhiêu đâu mà tìm cho các bác một cái con như thế là thật sự là khó. Đây đỏ đấy ạ, đỏ đô đỏ đẹp này. Bác nào thích đỏ đô này comment hộ em là 200 này, bùi kín đỏ này. Anh Trung Nguyễn nha. Ok thì ok hộ em với. 200k này em thân đỏ này. Dạ vâng anh. Cho anh 400 thì cho anh con yếu bé xanh sạch đó. Cho cha đã bán rẻ bây giờ kèo cái con yếu xanh sạch. Cái gì đây? 400 thì cho anh con. Con mà em để đâu mất rồi đây? Thôi anh ơi, chốt em 400.000 cái đơn đó là được rồi. 400.000 đi. Cái con yếu không em vứt ở đâu rồi đây này? Cứ hằng nhằng mãi mà. Hả? Cái con yếu em để mô mất rồi ạ. À. cái con yếu mà mới để lằng nhằng cái đảo con nọ được con kia nó đi đâu mất rồi. Tô kia. Cái con yếu em để đâu mất rồi anh Trung Nguyễn ạ. À. Rồi thêm anh cái con yếu nữa cũng được, nhưng mà để thì em tìm rồi em thêm cho. Để em tìm cái con yếu em vừa mới cầm ở đây mà. Rồi đấy thì em tìm con yếu cho anh nhá. Có kèn, em không có kèn anh Vũ Xuân Hùng ơi, hôm nay em chỉ có phi điệp tím thôi nha. Anh chị ơi, anh chị nào chốt con tím này comment hộ em này, giá 200.000 này. Chốt 350 gộp luôn. Anh chị nào ok comment hộ em nhá, giá là 200k cho một em thân tím đỏ nha anh chị nhá. Thân với con này lên được 7 lạng. Hả? 7 lạng. 7 lạng hả? Anh chị nào ok em đỏ này chốt comment hộ em nha anh chị này. Giá em đỏ này là 200k này. Một em kín này. Anh chị nào chốt kín đỏ này comment hộ em là 200k nha anh chị nhá. Thân lá đều đỏ hết, thân mặt trước mặt sau của nó đều đỏ đẹp này. Còn anh chị nào sưu tầm cái hàng nào nữa không ạ? Còn anh chị sưu tầm cái hàng nào thì lên comment hộ em nhá. Đây anh chị này có một cái em này đây, cái rễ của nó bị lông ở trong cái bụi lớn ra này. Ok anh gộp luôn là 900, tí nữa bỏ vào nha, đóng hàng cẩn thận ship nhanh. Rồi ok anh ạ, à, ok anh ạ. À. Đây cái đơn này nha anh chị nhá, chào anh Quang Nguyễn Nguyễn này. Cái đơn này nó bị lông ở trong cái rễ, lúc chiều về thì em cứ lục đi lục lại, đảo đi đảo lại, cuối cùng nó bị văng cái gốc của nó ra đây này. Cái rễ của nó vẫn đang đi bình thường nha anh chị nhá. Đấy, thân mầm lá tròn này. Đấy, không việc gì hết, không vấn đề gì hết. Bán nào ok chốt cho em đây. Chỗ đây nó hơi bị tóp một tí này. Về bác nào mà có cách điều trị không này, hơi bị tóp thân nha. Chào anh cắt bụi trần gian. Bác nào ok chốt comment hỏi em cái bụi này giá 100k này. Dài được 25cm nha anh chị nhá, 100.000 này. Về các bác có điều trị được cái này không? Về các bác có điều trị được cái này không? Thế nó hơi bị tóp thân này.
100.000 đơn này nhá, anh chị là ok chốt lên đơn hộ em này, 100k cộng số điện thoại để chỉ hộ em này. Bác nào ok chốt comment hộ em là 100k nha anh chị nhá. Đấy, con đó 100k và cái con lớn hơn này. Này cũng bị bong ra đây. Long lở ra thân nù dục lịch luôn, 200.000 này. Em này thì không có bị top, em này thì thân mầm thì ok rồi. Đấy chỉ bị long thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, ok anh. Để lát nữa em tìm. Em vừa mới để lung quanh đây cuối cùng. Rồi lát nữa em tìm qua anh nhé. Cái đơn này anh chị đã ok không ạ? À? Chốt vào em thân nùi anh chị nhá. Thân già bị long ra rồi, không có thân già này. Rồi, cảm ơn anh. Anh chị nào ok comment hộ em nhé. Cái đơn này là giá là 200k này. Thân nù dài 35cm anh chị nhé. Thân nù tím dài 35cm. 200.000 ạ. Bác nào yêu thương lên đơn hộ em là 200.000 nhé. Anh Lê Tuấn ơi, anh cái gì đó. Anh Lê Tuấn ơi, cái gì mà số điện thoại ở đây? Anh Lê Tuấn mua cái gì đấy, anh Lê Tuấn ơi? Em xem bụi to to kia đi. Rồi ok, anh Lê Tuấn chốt cái nào đó mà lên số điện thoại đây. Rồi bụi to đây này. Bụi to này. Bụi này thực chất với bác là em bán cái bụi này mà đang còn không đủ tiền vốn luôn đấy. Đây này. Nó bị gập một cái mầm này thôi này, bị gập thôi nha các bác nhé, gập chứ không có gãy đâu này. Đấy, quay rõ luôn, bụi vàng này. Dề một cái dề vàng đỏ. Đấy, to lắm. Nó nằm vô gần 7 lạng của em rồi, suýt soát 7 lạng rồi. Bụi to lắm nhá. Đây, lá xếp chỉ thiên này. 4 mầm. Cái thân dài nhất của nó là hai thân dài, mầm dài nhất của nó là được 60cm rồi. Bụi to đây nha bác Lê Tuấn này. Giá 1,5 triệu này. 7 lạng nha các bác nhá. Bác nào ok chốt bụi to này comment của em là giá là 1,5 triệu này. Một triệu rưỡi bụi to nha bác Lê Tuấn, ok không ạ? À? 4 thân nha anh chị nha, 4 thân mầm 17 thân, 4 thân mầm lớn 17 thân già. Đấy, bác nào chốt comment của em là giá là 1,5 triệu nha. 17 thân già nha anh chị nha. 17 thân già, 4 thân mầm, 2 thân dài nhất 60, 1 thân 55 và 1 thân là 40cm. Đấy, đọc từng vị luôn cho các bác sưu tầm đó. Bụi này là gần xích xoát 7 lạng này. Thực của nó ra là 28 cây thân già. Nhá, phải cắt đi. Chứ bây giờ bọn em lấy hàng này mà để luôn thân già thế này mà ôm là chết luôn á, bể nợ luôn á đó. 28 cái thân già luôn á. Bác Lê Tuấn nhá. Bác mua cái đơn nào thì comment hộ em. Mất một cái thân nó bị gập rồi. Bụi to khủng khiếp luôn á. 7 lạng hàng. Em lên cái rề hai thân nha các bác này. Không bác ơi, cái đó chịu hai không bán nhá. Cái đó em nói rồi. 7 lạng của em lên bây giờ cái đó em bán đang còn lỗ tiền vốn, nếu mà để cân ký lên đang còn không đủ tiền vốn của em á. Không đủ tiền hàng em lấy vốn vào đâu. 7 lạng hàng luôn mà. Các bác biết hàng bữa nay giá nó cao rồi. Đây em lên cái rề cặp đôi này. Cái rề này hai mầm gốc nha anh chị nhá. Bác nào ok chốt rề hai mầm gốc này comment của em là 370 này. Lá cũng tròn lắm. Thân vàng mắt kẻ này. Bác Lê Tuấn nha, ok chốt comment của em cái bụi đó là giá là 1,3 triệu. À triệu rưỡi. Hay nói giá này cho các bác chốt thôi chứ không nói giá đòi thách các bác đâu. Bác nào sưu tầm comment của em cái bụi cặp đôi này là giá 370 này. Hai thân nha anh chị nhé, hai thân dài 40 và một thân 30, một thân 40 38 và một thân 30 á. Anh chị nào ok chốt comment hộ em này cái bụi vàng này. Hai thân mầm nhá. 370.000. Bác Lê Tuấn nha, thiện ý chốt comment hộ em đúng cái gì đó 1,5 triệu em chốt. Các bác
bác nào chốt giày hai thân này không ạ? Comment hộ em nha anh chị nha, giày hai thân này, comment hộ em này giá là 370 này. Chào bạn. Rồi ăn đi, ăn trước anh em, ăn đi. Ăn luôn cho nó nóng. Ờ thì cứ ăn trước đi. Anh chị ơi, anh chị em lên mấy em thân đỏ này. 370 cái dề cặp đôi này, có bác nào chốt không ạ? Thân vàng mắt kẻ nha anh chị nhé. Đây, lúc nãy em nói với anh chị là có một em thân đỏ này. Đỏ dịm luôn. Bụi này có bác nào chốt không ạ? Comment của em là 200k nhé. Thân mầm 20 cm. Dạ vâng, rồi ok nha Minh Hoàng Anh nha. Bữa nay có giao lưu gì không, anh có mua hàng gì không? Bữa nay chắc là chật vườn rồi phải không? Phi điệp gì mà mầm cứ túa lên như thế là ngô đẻ đó thôi chứ. Còn hơn ngô thôi chứ. Bán nào ok thì lên comment hộ em nhé. Cái dề tím này là 200.000 nha anh chị nhé. Hai trăm nghìn em tím này, tím cực đẹp luôn. Còn bác nào sưu tầm đơn nào thì lên comment hộ em nha các bác nhá. Bác nào sưu tầm cái đơn nào thì comment hộ em này. Không bác nào mà em nghỉ xuống like một tí nha các bác nha. Em nghỉ xuống like một tí này. Rồi like cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ cả... chốt 200. Nguyễn Thế Luyện. Rồi ok anh Nguyễn Thế Luyện ơi, lên hộ em cái địa chỉ đi nhá. Một em thân đỏ này, cực đẹp luôn. Về có bắt bệt được không? Phải kín zin luôn này. Bụi này phải kín zin luôn, mấy năm không hoa luôn. Anh ơi lên hộ em cái địa chỉ nhá. Đây này, toàn kín zin thân hoa chưa có gì luôn đó. Mấy thân già thân mẹ năm trước năm mấy năm luôn này. Anh Nguyễn Trần Thế Luyện này, lên comment hộ em cái địa chỉ nhá. Trần Thế Lê Luyện, lên hộ em cái địa chỉ anh thân Trần Thế Luyện ơi. Anh lên hộ em cái địa chỉ luôn nhé. Em lên một em nù này. Em nù đỏ nha anh chị nhé. Đơn nù đỏ này bán nào ok chốt comment hộ em này. Cũng kín chưa có sổ nha anh chị nhé. 150.000 nù đỏ vàng này. 150.000 nhá. Anh chị nào yêu thương chốt comment hộ em một em nù đỏ vàng này. Comment hộ em là 150 này. 150k nha, bác nào sưu tầm chốt lên đơn hộ em là 150k này. Cho em nụ đỏ nữa, tiếp theo nha các bác nhá. Con này lá đỏ nữa này. Chưa anh Minh Hoàng ạ? Chưa. Bác gái đang biểu để cho bác nó bán coi có được hay không, bác ôm kia. Đấy, còn nếu mà cắt kia thì là em đã dặn được vài kia rồi, bác cứ yên tâm đi. Đấy. Quảng Ninh. Rồi ok anh ạ, Trần Thế Luyện. Rồi ok anh nhá. Đây, hai con này đây này, anh chị nào chốt comment hộ em là cặp hai cặp đôi này. Em này chính là 170. Chào anh Cường. Chào anh Cường Nguyễn nhá. Một cặp đôi nù này. Bác nào mà ưng chốt comment hộ em này. Xanh đi, thân xanh nhà anh. Đây nha, em lên một cái em ma bó này. Bác nào sưu tầm ma bó thì lên đơn nha. Em lên một thân ma bó nha anh chị nhá, cũng từ kín lên này, thân hoa chưa có sổ luôn này. Đấy.
Bác nào ok chốt đơn ma bó thân vàng này, comment của em là 350.000 này. Ma đó thân ma bó thân vàng nha anh chị nhá, 350.000 này. Con này được 30 mấy cent luôn. 350.000 nha. Anh chị nào chốt đơn comment của em là 350.000 này. Bác nào thì ok chốt comment của em là 350.000 nhá. Em ma bó này là 350 nha anh chị nha. Em thân tím, thân vàng chấm tím này. 350 này, thân mầm của nó được 35 cent á. Bác nào chốt ma bó thì lên đơn của em là 350. Em lên một cái gì xanh này, bác gì vào hỏi em xanh đây. Đấy, đơn xanh này, ồ cái ngọn của nó bị con gì nó ăn rồi. Thôi bán rẻ cái đơn xanh 150.000 này. Cái ngọn của nó chắc bị con gì nó ăn nhưng mà lá. Rồi ok anh Nguyễn Luyện nha, chốt 350 này. Cái con ma bó này hàng kín lên nhá. Thân thủ thì chưa có sổ này. Rồi ok anh gộp ma bó 350.000 nhá. Em lên một cái gì xanh nha anh chị nhá. Thân xanh này. Đấy, bác nào ok này, cái con này bị cái ngọn của nó đây các bác này. Em quay rõ sát các bác nhìn luôn, xanh thì nó rất là xanh này. Đấy các bác nhìn nó xanh thì rất là xanh luôn, cũng không tì luôn đấy nhá. Mặt trước mặt sau không có tì ổn. Con này cũng khéo xanh sạch đấy chứ các bác. Ôi. Con này cũng khéo xanh sạch thật rồi đó. Đây này không có ngấn có vết gì luôn này. Mặt trước mặt sau này. Ừ. Đúng rồi. Con này đúng rồi. Ô, một con xanh sạch. Không ngấn vết gì luôn. Dạ vâng ok bác này, hai đơn của bác này. Đây hai đơn của bác này, một em đỏ này. Một em vàng chấm tím rất là đẹp luôn. Nó bị gãy cái đầu ngọ, cái con đã chót nói với các bác rồi mà bây giờ nhìn lại cây của hắn này. Nhìn lại cây của hắn. Không có tì vết luôn ạ. Bị cái gì nó ăn mấy cái ngọn. Con này rất là sạch luôn. Chốt 150. Rồi ok anh này, đã nói các bác là 150.000, bây giờ nhìn lại cái cây với thấy tiếc này. Rồi ok, chốt gộp cho anh 150 này. Chốt gộp cho anh Trần Thế Luyện nha, 150 này. Đã chốt nói với con đó là 150.000 rồi đó. Chứ con nó thực sự là nó rất là sạch. Con gì nó ăn mất tí cái ngọn. Nhưng mà nó vẫn đua ngọn, vẫn ngọn nó vẫn phát bình thường. Một cái dề vàng xanh. Vàng đẹp. Thân hoa. Cái này đốt cổ hở nha anh chị nhé. Cái em này thì đốt cổ hở này. Con này thân lá rất là sạch luôn. Thân vàng này. Không có sổ nha các bác nhé. Con này thân hoa chưa có sổ luôn là da ki này. Chưa có sổ luôn. Thân sạch lắm nha anh chị nhá. Thân lá rất là sạch luôn này. Anh chị nào sưu tầm comment của em cái bụi này là thân lá rất là sạch luôn. Một kiến vàng. $300k nhá. Cái bụi vàng này là 300k này. Thân lá rất sạch nha anh chị nhá. Bụi này là 300 này. Bụi này 300 này. Bạn nào chốt lên đơn của em cái bụi này là 300k nhá. Này thân vàng cổ hở này. Cái thân mầm cái hoa vừa rồi vụ vừa rồi nên mà không có sổ là da ki này.
Thân vàng đẹp. Thân vàng cổ hở nha anh chị nhá. Anh chị nào chốt comment của em cái dề này là 300k này. 300k nhá. Bác nào sưu tầm chốt cái dề xanh vàng này comment của em là 300 này. Để anh. Anh Minh Hoàng ơi, để anh thì em để riêng ra. Con này không từ kín luôn lên này, thân vàng cổ hở này. Đấy. Anh lấy con này phải không? Lấy con này thì để em để riêng ra này. Anh lấy con này phải không? Con này thì để em để riêng nhá. Đem đem em thân nù tím này. Thân nù vàng này. Đang còn rục dịch luôn. 170.000 nhá. Bác nào ok nù vàng lá tròn này comment của em là 170.000 này. Em nù vàng 170 lá tròn nha anh chị nhá. Lá nhựa cực dày luôn. 170k cho em nù vàng này. Bác nào chốt nù vàng comment của em là 170.000 nhá. Đơn nù vàng nhé. Bác nào lưu chốt nù vàng lên đơn hộ em nha anh chị nhé. Dạ vâng rồi, ok anh. Thôi các bác nha, em nghỉ xuống like một lát này. Nghỉ xuống like ăn cơm rồi tí nó lên like các bác theo dõi sau nha. Rồi em chào các bác nha. Chào các anh chị này. Chào anh Minh Hoàng Anh nha. Ăn cơm là tí với bán lại nha.